Triệu Minh Khắc rất khéo nói, không nói Hạ Tưởng thay thế thế lực ông cổ, lại nói Hạ Tưởng được chọn mang gánh nặng phải chiếu cố người có liên quan. Chẳng qua Triệu Minh Khắc nói cũng là sự thật, nếu như Hạ Tưởng nhòm ngó ngôi báu, những quân nhân có liên quan đi theo hắn, chắc chắn sẽ được trọng dụng. Có một chuyện muốn thỉnh giáo Phó Bí Thư Hạ một chút. Thái độ của Triệu Minh Khắc tôn kính, có mấy phần tha thiết, cũng có ý thăm dò. Anh Minh Khắc không cần khách khí, xin nói. Hạ Tưởng có ấn tượng không tồi với Triệu Minh Khắc. Phó Bí Thư Hạ đối xử thế nào với sóng gió của Nam Hải? Triệu Minh Khắc vẫn vẻ mặt cười nhạt, nhưng rất rõ ràng, vấn đề của y là tìm đường trước khi hành động. Tôi là một người yêu hòa bình, hoặc là nói, là một kẻ theo chủ nghĩa hòa bình, lý tưởng của tôi là đạt được giải Nobel hòa bình. Hạ Tưởng trả lời dường như lớn mà như không, nhưng đề tài vừa chuyển, lại rơi về đúng chỗ. Nhưng nếu như có thể đạt được giải hòa bình do phương Tây thiết lập mà tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, mà không để ý tới lợi ích của quốc gia và nhân dân, cũng là hành vi nhục nước mất chủ quyền. Hạ Tưởng thật lòng thật ý nói. Nhớ lại năm đó, sông Hạ Mã nước sông ngập trời, tôi một mình tiên lên vật lộn với sóng gió. Nếu có một ngày Nam Hải sóng gió ngập trời, tự bản thân tôi cũng ra chiến trận, vì nhiệt huyết Nam Nhi mà làm. Hay! Triệu Minh Khắc trả lời trầm thấp, không nói nhiều thêm, bên trong ánh mắt bừng lên ngọn lửa sôi nổi. Ông cổ cười không tiếng, trong lồng ngực Hạ Tưởng vẫn bừng cháy tình cảm mãnh liệt và nhiệt huyết tuổi trẻ chưa nguội lạnh, chính là chỗ ông ta yêu thích nhất. So sánh đại hội bên sông Hạ Mã thành phố Yến, đại hội Bắc Kinh, cũng giữa những đám người ở các địa phương không giống nhau, lần lượt cử hành. Tống Chiêu Độ và Lôi Trị Học gặp mặt nhau. Tống Chiêu Độ nói chuyện gì với Lôi Trị Học, bên ngoài hiển nhiên không thể nào biết được, thậm chí đến việc gặp mặt giữa Tống Chiêu Độ và Lôi Trị Học, số người biết cũng không nhiều là mấy. Cũng có người nói, Tống Chiêu Độ trò chuyện vui vẻ với Lôi Trị Học, đạt được nhận thức chung rộng rãi, cuối cùng chỉ thiếu chút nữa là hai người xưng anh em với nhau. Cũng có người nói, hai người không hài lòng với nhau nửa câu, cuối cùng tan rã không vui vẻ, thiếu chút nữa vì chuyện đàn bà mà nói lời ác với nhau. Hạ Tưởng nghe xong chỉ lắc đầu cười, ý kiến truyền đến rồi truyền đi, đều là phỏng đoán không có bất kỳ căn cứ gì, đều là không hiểu đối nhân xử thế giữa Tống Chiêu Độ và Lôi Trị Học mới đưa ra kết luận không công bằng. Dựa vào lòng dạ của Tống Chiêu Độ và Lôi Trị Học, giữa hai người có thể coi như nói chuyện không thoải mái, cũng sẽ nhắc qua là xong, sẽ không thể hiện ra bên ngoài. Tuy nhiên Hạ Tưởng tin rằng, sự kiện nhằm vào Lôi Tiểu Minh, Tống Chiêu Độ chắc chắn có ám thị ngầm, thậm chí có khả năng trừng trị Lôi Trị Học vài câu. Đừng thấy Lôi Trị Học cùng cấp với Tống Chiêu Độ, nhưng dẫu rằng lý lịch của y nông hơn so với Tống Chiêu Độ, lại thêm Tống Chiêu Độ có hy vọng về sau gia nhập vào cục chính trị, Lôi Trị Học trước mặt Tống Chiêu Độ, chắc chắn sẽ khiêm nhường vài phần. Bất kể thế nào, Hạ Tưởng có lý do tin rằng, dựa vào trí tuệ chính trị và cách đối nhân xử thế của Tống Chiêu Độ với Lôi Trị Học, cuộc gặp gỡ giữa hai người, chắc chắn sẽ là một cuộc nói chuyện đầy thâm ý. Ngoài cuộc gặp mặt giữa Tống Chiêu Độ và Lôi Trị Học ra, Ngô Tài Dương cũng tiến hành gặp gỡ bí mật với lực lượng chủ yếu của nhà họ Ngô trong địa phương, còn lại mấy nhà họ Mai, nhà họ Khâu và nhà họ Phó, cũng đều khua chiêng gõ trống tiến hành hội đàm với các thế lực địa phương. Hai cuộc gặp mặt là một lần đại duyệt binh của các thế lực địa phương, cũng là các thế lực tự kiểm kê thế lực của mình, có người đung đưa, có người chuyển hướng, có người quy phục, tóm lại, thường thì có nhiều biến cố kịch tính được diễn. Mà vừa rồi thành viên không phải của mặt trận Tổ quốc đại biểu là ông Quý, tối nay cũng lẳng lặng đến sân bay Bắc Kinh, cùng nhóm người nhà họ Trinh đến đón ông ta, cùng về nhà họ Trịnh. Thông thường ông Quý sẽ không lộ diện ở cả hai cuộc họp năm nay chắc chắn không thể chính thức lộ diện, nhưng ông ta lại có thái độ khác thường tự mình đến Bắc Kinh, bản thân đã nói lên nhiều vấn đề rồi. Khi nhóm người Hạ Tưởng đến Bắc Kinh, vừa qua 8 giờ tối, cũng không kịp ăn cơm tối, ông cổ liền bị điện thoại gọi đi. Hứa Quan Hoa và Triệu Minh Khắc cũng có chuyện của bản thân, xuống xe rời đi. Hắn một mình lái xe về nhà, không về chỗ ở mới mà Tào Thù Lê sắp xếp ổn thỏa ở Bắc Kinh, mà là về nhà họ Ngô. Sau khi lần lượt gặp mặt ông cụ Ngô và Ngô Tài Dương, lại nhận được điện thoại của mấy người Trần Phong, Tiền Cẩm Tùng, Mai Thái Bình và Phó Tiên Phong. Sau đó, Hạ Tưởng cũng gọi đi mấy cuộc điện thoại, gọi điện thoại cho Trần Hạo Thiên, Cổ Thu Thật và Mễ Kỳ Hỏa. Ngày thứ hai, Hạ Tưởng sáng sớm thức dậy, sau khi tinh thần rất hứng khởi mà dọn sạch sẽ, mới đồng hành cùng Ngô Tài Dương, đi tới hội đường Hội đồng Nhân dân.
Hôm nay là chính thức khai mạc hội nghị mặt trận Tổ quốc, hai ngày sau đó mới đến hội nghị Hội đồng Nhân dân, hội nghị mặt trận Tổ quốc vốn dĩ không có chuyện của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng lại phải đi trước, cũng không biết là dụng ý gì. Càng khiến người ta khó hiểu là, Hạ Tưởng thân là phó bí thư tỉnh ủy Lĩnh Nam, tại sao không đi cùng đoàn đại biểu Lĩnh Nam, lại đồng hành cùng trưởng ban tổ chức Trung ương. Sau khi Lôi Tiểu Minh được thả ra, chán nản mà đi về chỗ ở của y ở Bắc Kinh, vừa vào tới cửa, mới phát hiện ra Lôi Chỉ Học đang đợi y. Ngày trước, Lôi Tiểu Minh không có gọi điện thông báo cho Lôi Chỉ Học, y còn có chút sợ hãi sự nghiêm khắc của Lôi Chỉ Học, mặc dù y cũng biết kỳ thực trong sự nghiêm khắc của bố đối với y, tận trong sâu thẳm vẫn cưng chiều như xưa, chỉ là không phải yêu chiều theo kiểu nuông chiều dung túng, mà là yêu thương có điều kiện. Lôi Chỉ Học đối nhân xử thế cẩn thận, vô cùng nghiêm khắc đối với bản thân. Đối với những người thân bên cạnh yêu cầu cũng hà khắc, yêu cầu duy nhất đối với con trai, ở ngoài mặt thì nghiêm khắc, kỳ thật vẫn còn mang tâm lý cưng chiều và dung túng. Không có cách nào, không có bố mẹ nào không cưng chiều con cái, chẳng qua mức độ nặng nhẹ khác nhau mà thôi. Nhưng bởi vì vấn đề Tống Nhất Phàm, khiến Lôi Tiểu Minh và Hạ Tưởng phát sinh xung đột ngoài ý muốn, khiến Lôi Chỉ Học căm giận Lôi Tiểu Minh không biết nặng nhẹ nghe theo bạn bè hư hỏng giật dây, cũng không tránh khỏi cảm thấy không vui chặn ngang tay với Hạ Tưởng. Con đường thăng chức của Lôi Chỉ Học vẫn thuận buồm xuôi gió, dùng một bước lên mây để hình dung cũng không có gì là quá. Gã không có kinh nghiệm từ cơ sở mà lên như Hạ Tưởng, cũng không kinh nghiệm từ vị trí chính trị. Ở Bắc Kinh từ chủ tịch quận rồi lên đến trưởng ban, sau đó vừa ra khỏi Bắc Kinh thì thiên hạ đều biết, trở thành đại quan biên giới, thuận lợi làm, gần như không bất kỳ khúc chiết và đau khổ gì. Cũng chính là bởi vì thế, Lôi Chỉ Học tại thành phố Dương trên vẻ mặt biểu hiện điềm đạm và khí chất ung dung, ngầm bên trong, là sự tự tin nắm trong tay tất cả không thể thua một lần. Nhưng trong chuyện của Lôi Tiểu Minh, dưới khí thế hùng hổ hăm dọa người của Hạ Tưởng, mặc dù gã vẫn duy trì phong độ và bình tĩnh, trên thực tế, phẫn uất ở trong lòng đã dâng đầy trong ngực rồi. Hạ Tưởng quá cuồng vọng rồi. Quả nhiên là tuổi trẻ đắc chí, không biết trời cao đất dày, ỷ vào có người làm chỗ dựa mà khiêu chiến chính diện với quyền uy của gã. Gã là ai? Gã là bí thư tỉnh ủy trẻ nhất, là lực lượng hậu bị, là người cầm lái tương lai quốc gia có cổ thu thật sánh vai cùng. Hạ Tưởng là cái thá gì? Cũng coi như Hạ Tưởng là đời thứ bảy gì gì đó, nhưng hắn cũng phải được đời thứ sáu tán thành mới có thể leo lên đến đỉnh. Chính là nói, Hạ Tưởng không thể lách qua gã mà gia nhập vào bộ chính trị. Đều nói Hạ Tưởng trẻ tuổi chín chắn, nhưng từ sự kiện Lôi Tiểu Minh và Giang An bị đánh bị nhốt, Lôi Chỉ Học đã thay đổi thái độ với cách nhìn của Hạ Tưởng. Cho rằng nghe đồn bên ngoài không thật, Hạ Tưởng đều không phải là người cẩn thận mọi chuyện đồng thời có lý trí, hắn có sự kích động mà một thanh niên hơn 30 tuổi nên có. Chính là nói, hắn không giống với sự bình tĩnh như lời đồn của bên ngoài. Lôi Chỉ Học thông qua tiếp xúc với Hạ Tưởng, đạt được ấn tượng trực quan đối với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng là một người trẻ tuổi có trí tuệ chính trị hơn người, nhỏ hơn gã 13 tuổi, so với 13 năm trước gã càng điềm đạm lại càng có thủ đoạn. Nhưng nếu như bây giờ kết luận Hạ Tưởng có thể có tương lai rộng lớn, cùng với cuối cùng sẽ có một ngày trèo lên tới đỉnh, vẫn còn quá sớm để nói. Lôi Chỉ Học cũng không phải là hoàn toàn không xem trọng tiền đồ của Hạ Tưởng, y cũng biết có rất nhiều người đang nỗ lực thúc đẩy Hạ Tưởng phù chính vào năm nay. Đối với Hạ Tưởng đang trẻ trung thế này có hy vọng bước vào cửa bộ trưởng, gã cũng không xem trọng. Người nổi bật thì dễ bị ghét. Nếu Hạ Tưởng thật muốn phù chính vào năm nay, gã thậm chí cho rằng Hạ Tưởng đang đi một nước cờ sai lầm lớn nhất. Nếu như để Lôi Chỉ Học biết, Hạ Tưởng không những muốn phù chính trong năm, mà còn vừa mới dự họp hội nghị quân sự chưa có từ trước đến giờ ở thành phố Yến, gã không những rất kinh ngạc, mà còn có thể khiếp sợ không chừng, đồng thời có thể nhận định Hạ Tưởng tự tìm đường chết. Sau khi gặp mặt Tống Chiêu Độ xong, gã về nhà của Lôi Tiểu Minh thường ở Bắc Kinh, đợi Lôi Tiểu Minh về nhà. Trực tiếp nói với y, thuyết minh cuộc hội đàm bình thường giữa gã với Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ đối với việc giải quyết hậu quả của chuyện Lôi Tiểu Minh, mang thái độ bỏ qua không đề cập này. Vậy thì dựa vào mối quan hệ mật thiết giữa Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ sẽ bỏ qua chuyện cũ, Hạ Tưởng nhất định sẽ thả người. Lôi Chỉ Học quả nhiên lợi hại, gã suy đoán hoàn toàn chính xác. Mới ở trong nhà chờ không lâu, Lôi Tiểu Minh đã quay về rồi. Thấy vẻ mặt Lôi Tiểu Minh đầy vết thâm, trên mũi còn dán băng gạc, một con mắt bị sưng lên, có bao nhiêu nhếch nhác thì đều có bấy nhiêu.
Lôi Trị Học dưới sự châm biếm không nặng không nhẹ của Tống Chiêu Độ vẫn chịu cơn tức, bỗng nhiên lại dâng lên vô cùng, lại thêm tức giận với Hạ Tưởng, làm sâu đậm thêm vài phần. Đúng vậy, gặp mặt với Tống Chiêu Độ, tuy rằng không khí tạm coi hài hòa, nhưng rất rõ ràng, trong lời nói của Tống Chiêu Độ hàm ý rõ châm biếm. Khiến Lôi Trị Học luôn thuận buồm xuôi gió làm mọi người hâm mộ rất bất mãn, lại không tiện biểu lộ trước mặt, dù sao gã cũng đuối lý, dù sao lý lịch và kinh nghiệm đều nông cạn. Một chuyện nhỏ, om sòm đến mức con trai bị Hạ Tưởng đánh cho thê thảm, gã lại bị Tống Chiêu Độ không nặng không nhẹ chỉ điểm vài câu, ngẫm lại thật khiến người phát hỏa. Vốn dĩ muốn gặp mặt Lôi Tiểu Minh mắng cho một trận, tuy nhiên thấy y trong bộ dạng không chịu nổi, Lôi Trị Học lại mềm lòng. Tiểu Minh, mày, sao lại có thể ở cùng cái loại người như Giang An thế? Lôi Trị Học đứng dậy, vẻ mặt đau lòng. Mày làm mất mặt bố quá. Tống Nhất Phàm là con gái của Tống Chiêu Độ, sao mày có thể làm càn vậy? Con không có làm càn. Trong lòng Lôi Tiểu Minh cũng đang tức giận, vừa bắt đầu đã bị Lôi Trị Học mắng đổ ập lên đầu, gã không phục. Con là muốn tới thành phố Yến, muốn đến nơi Tống Nhất Phàm trưởng thành tỏ tình với cô ta, muốn cô ta ngạc nhiên, khiến cô ta cảm động, con thật lòng vì cô ấy, người khác con cũng không cần, con làm sai gì sao? Mày còn cứng mồm. Lôi Trị Minh giơ tay ra bà tai Lôi Tiểu Minh. Đừng quên rằng, Diệp Thiên Nam đã ngã xuống như thế nào, cũng chớ quên rằng, Phạm Duệ Hằng, Cao Thành Tùng đã ngã xuống như thế nào. Khuyết điểm chung của bọn họ là quá dung túng con trai, mới khiến Hạ Tưởng nắm được sơ hở, có phải mày muốn bị Hạ Tưởng cho thành nhân vật điển hình bị diệt trừ không hả? Hạ Tưởng, lại là Hạ Tưởng, sao mà ngày nào cũng nghe đến cái tên phiền phức đó thế? Lôi Tiểu Minh cáu kỉnh không yên. Con không làm chuyện xấu, Hạ Tưởng chẳng qua mượn cơ hội sinh sự, cố ý hành hung đánh người. Bố đường đường là bí thư tỉnh ủy, tại sao lại sợ một tên phó bí thư tỉnh ủy chứ? Con thật không hiểu. Lôi Trị Học không ngờ Lôi Tiểu Minh còn dám tranh luận với mình. Trước đây, Lôi Tiểu Minh tuy không phải là đứa trẻ vô cùng nghe lời, cũng không đến mức già mồm cãi cố thế này, gã biết, Lôi Tiểu Minh đích thực bị chịu oan ức. Lôi Trị Học lại ngồi xuống. Tiểu Minh, mày không biết, quan trường như chiến trường, từng bước đi đều sợ, một nước cờ không thận trọng, cả bàn cờ đều thua. Bố bây giờ đã cố gắng khiêm tốn, nhưng vẫn thường tin tức truyền thông bới móc chuyện sau lưng bố, dù đào đến lên ba thước cũng muốn thăm dò rõ tình hình bên trong của bố. Nếu khiến Hạ Tưởng đưa chuyện của con ra làm om sòm lên, lại đổ lỗi cho ta không biết dạy con, mày nói xem, có thể tạo thành ảnh hưởng ác liệt biết bao nhiêu đối với danh tiếng của bố mày. Bố! Giọng nói của Lôi Tiểu Minh cũng hạ xuống vài phần. Con thật không có ý muốn hại Tống Nhất Phàm, con yêu cô ấy còn không hết, sao lại có thể hại cô ấy? Chỉ có điều cái gì? Trong lòng Lôi Trị Học biết không hay. Chỉ có điều Giang An nói, phụ nữ dễ bị cảm động nhất, có lẽ đến thành phố Yến, tức cảnh sinh tình, lại thêm lời nói đường mật, Tống Nhất Phàm và Vệ Tân sẽ nhào vào ôm lấy. Lôi Tiểu Minh là một gã thanh niên hơn 20 tuổi. Chính là độ tuổi tràn đầy ảo tưởng và tính kích động với nữ giới. Có người đẹp ở trước mặt, chỉ cần có chút tia hy vọng dụ dỗ cô ta, là có thể cố gắng hết sức. Hồ đồ! Lôi Trị Học lại tức giận. Tống Nhất Phàm không phải là ngôi sao hạng 2 hạng 3, cô ta là thiên kim tiểu thư của bí thư tỉnh ủy. Mày về sau ít qua lại với Giang An là cái loại gì? Chỉ là một tên chủ đất sát chết. Lôi Trị Học vất vả dạy dỗ Lôi Tiểu Minh. Cũng không phải gã ý thức nhạy bén để việc gã phải trói buộc Lôi Tiểu Minh mới không khiến Hạ Tưởng nắm được chỗ sơ hở của gã, càng không phải gã biết gã sắp diễn cùng Hạ Tưởng một vở đụng độ vượt thế hệ, mà là xuất phát từ bản năng. Đúng vậy, Lôi Trị Học đối với chuyển biến phương hướng và tình thế thay đổi sơ qua trên quan trường, có một loại gần như bản năng động vật phát hiện nguy hiểm tới gần. Giang An bây giờ thế nào rồi? Lôi Trị Học tuy tức giận nhưng vẫn quan tâm. Nhưng Giang Cương với tư cách là nhà giàu số một tỉnh Tây có phải thật là nhà giàu nhất không tạm thời không nghiên cứu, với tư cách bí thư tỉnh ủy, gã cũng không dám nói có thể thăm dò ông chủ ngành than tỉnh Tây có bao nhiêu tiền đối với sự phát triển kinh tế tỉnh Tây làm ra không ít cống hiến, cũng hữu dụng đối với việc nâng cao chiến tích của ông ta ở bước tiếp theo, cho nên thái độ thiết yếu, vẫn cần có. Không biết. Lôi Tiểu Minh trả lời dứt khoát. Con không bị nhốt cùng cậu ta, chỉ là Giang An bị gãy xương sườn. Hình như có người chữa bệnh cho cậu ta. Nói đến chuyện bị giam giữ, Lôi Tiểu Minh lại tức giận. Bố, sự việc vẫn chưa coi như xong,
còn bị đánh lại còn bị giam giữ, bố là bí thư tỉnh ủy, không giải quyết được gì sao, sĩ diện để đi đâu hết rồi chứ. Hạ Tưởng và Ngô Tài Dương cùng nhau đi tới hội nghị mặt trận Tổ quốc, kỳ thật cũng không phải là cố ý khoe khoang, cũng không phải muốn tạo chuyện để nói, mà là cùng đường mà thôi. Tới hội nghị, Hạ Tưởng chia tay với Ngô Tài Dương, vội bận chuyện của bản thân. Ngô Tài Dương còn phải gặp Tổng Bí Thư, Thủ tướng, hắn thì gặp ông Trịnh, ông Quý. Cuối cùng quyết định vấn đề đãi ngộ cấp phó quốc của Tào Vĩnh Quốc. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, sau hai cuộc họp, Tào Vĩnh Quốc có thể sẽ định cư tại Bắc Kinh. Cuộc nói chuyện vô cùng thuận lợi với ông Trịnh, ông Quý, trên thực tế thời gian trước công việc đã sắp xếp rồi, lần nói chuyện này, chỉ là gia tăng thêm tình cảm, lại thêm ông Quý tự thân đến Bắc Kinh, chỉ vì thúc đẩy chuyện Tào Vĩnh Quốc tiến hành thuận lợi, tình ý như thế, Hạ Tưởng cần phải ra mặt trịnh trọng đặc biệt tỏ vẻ cảm ơn. Ông Quý đối với lời cảm ơn trịnh trọng của Hạ Tưởng không để trong lòng, chỉ hy vọng Hạ Tưởng sau hai cuộc họp, có thể làm lớn hơn. Nhưng thật ra ông Trịnh bây giờ lại càng ngày càng cảm thấy hứng thú với Hạ Tưởng, nói một câu khiến Hạ Tưởng cảm thấy xúc động. Hạ Tưởng, quốc gia mười mấy năm nay không có chiến tranh, cũng mười mấy năm không xuất ra một nhân vật xuất thế. Tôi hy vọng ở thời tôi sinh, có thể gặp được một người trẻ tuổi có thể đảm đương, cuối cùng đứng trên vũ đài chính trị cao nhất, đưa Trung Quốc chính thức nổi danh ra thế giới. Đối với tổ tiên của ông Trịnh, Hạ Tưởng vô cùng kính nể. Hắn cho rằng tổ tiên nhà họ Trịnh là một trong những vị lãnh tụ vĩ đại nhất từ khi lập quốc đến nay, cũng là nhà thiết kế hoài niệm đáng giá nhất trong nước. Theo sau, ông Quý lại nói đầy thâm ý. Ông Cổ nói với tôi rồi, ông ta chuẩn bị làm chủ cho cậu, cũng cổ vũ tôi và ông Trịnh làm tăng lợi thế cho cậu, tôi đã thương lượng với ông Trịnh rồi, quyết định. Ông Trịnh cười ha ha. Không nên tạo nhiều áp lực qua cho Hạ Tưởng, để cậu ta tự dựa theo ý nghĩ của mình đi lên trước là được rồi. Tôi nói một câu, nghề rèn còn phải tự bản thân cứng rắn. Ông Quý gật đầu. Từ bây giờ trở đi, trước nhiệm kỳ mới, vẫn còn thời gian nửa năm. Trong thời gian nửa năm, tôi và ông Trịnh sẽ đưa ra phán đoán cuối cùng đối với sự phát triển về sau của cậu. Trước đó, tôi và ông Trịnh sẽ đưa cho cậu đáp án. Tạm biệt ông Quý và ông Trịnh, Hạ Tưởng đến đoàn đại biểu tỉnh ủy Lĩnh Nam, tham gia mời họp hội nghị lần đầu tiên của tỉnh ủy Lĩnh Nam ở Bắc Kinh. Hội nghị là xác định quan điểm chủ yếu, xác định phương hướng, kỳ thực trước kia ở thành phố Dương đã mở qua hội nghị có liên quan. Mời họp lần này ở Bắc Kinh, chẳng qua là cường điệu lần nữa, cũng không có ý gì mới, nhưng không có ý mới cũng phải mời họp, hội nghị mở ra không phải nội dung, là hình thức, là thái độ. Sau cuộc họp, Hạ Tưởng lại chạm mặt mấy vị lãnh đạo tỉnh ủy chủ yếu, trao đổi một chút về xu hướng gần đây. Theo sau, lại gặp mặt Diệp Thiên Nam. Ý cấp thiết của Diệp Thiên Nam, cũng không dự họp theo hai đại hội mà yếu đi vài phần, cho dù gã biết thời gian mời họp của hai cuộc họp, ai cũng không có tinh lực mà đi chú ý chuyện nhỏ gã có chuyển nhiệm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật hay không. Phó Bí Thư Hạ, không biết trưởng ban Ngô rốt cuộc là có ý gì. Diệp Thiên Nam sớm đã biết Hạ Tưởng hôm nay đi sớm, đi cùng với Ngô Tài Dương, sẽ có cơ hội nói chuyện ở trên đường. Hạ Tưởng hơi chau mày, không nói gì. Diệp Thiên Nam lập tức ý thức được lỡ mồm, lời của y hỏi cũng không đủ cung kính, lại quá mức vội vàng, liền ngượng ngùng nói. Thật ngại quá, Phó Bí Thư Hạ, tôi làm bừa quá. Anh Thiên Nam, lời Hạ Tưởng thành khẩn, tình ý sâu xa. Anh vừa mới bị bổ nhiệm chủ tịch mặt trận Tổ quốc, chuyển nhiệm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, lực cản không nhỏ, ý của trưởng ban Ngô là, Tổng Bí Thư không tỏ thái độ gì, Chủ tịch Quốc hội cũng tỏ thái độ nửa vời. Quan trọng nhất là, phía ủy ban kỷ luật trung ương, âm thanh phản đối dường như không nhỏ, đừng lạc quan quá. Bổ nhiệm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, trưởng ban tổ chức trung ương phải trưng cầu ý kiến của ủy ban kỷ luật trung ương, ý kiến của ủy ban kỷ luật trung ương chiếm 1/3 nhân tố tính quyết định. Vẻ mặt Diệp Thiên Nam có vẻ không tốt. Sao lại có thể thế? Dường như cảm thấy câu hỏi rất không có trình độ, lại nói một câu tự giễu mình. Khiến Phó Bí Thư Hạ chê cười rồi. Tôi có thể hiểu tâm tình của anh Thiên Nam. Nhưng tình hình bây giờ là, trì hoãn thích hợp không nên vội, trì hoãn để việc làm cho vẹn toàn, tôi cũng có thể cố gắng hết sức giúp anh, có thể giúp được bao nhiêu thì không nên nói trước, chắc chắn sẽ tận hết sức lực, tuy nhiên có một điều. Hạ Tưởng cũng không phải là muốn mượn cơ hội khiến Diệp Thiên Nam nhớ đến ân tình của hắn, mà quả thật muốn kéo Diệp Thiên Nam một phen. Diệp Thiên Nam cũng là người có chừng mực,
đảm nhiệm ở lĩnh Nam, đối với sự giúp đỡ của hắn cũng không nhỏ. Về sau, có lẽ còn có thể có khả năng liên thủ. Còn có một điểm, dựa vào điều hắn biết, nếu như Diệp Thiên Nam không thể thuận lợi tiếp nhận chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật lĩnh Nam, là có khả năng bị phe phản đối đắc thủ. Bây giờ tình hình trong nước là, Đoàn Hệ và phe Bình Dân, có hy vọng trước nhiệm kỳ mới, luôn duy trì sự bắt tay cẩn mật. Thế lực gia tộc tuy cũng ở trạng thái hợp tác với Đoàn Hệ, nhưng xét thấy giữa thế lực gia tộc và phe Bình Dân có mâu thuẫn thâm căn cố đế, lại thêm nếu như cải cách thể chế chính trị quá mạnh, lại chạm vào đáy chiến của thế lực gia tộc, vậy thì giữa phe Bình Dân và thế lực gia tộc có khả năng sẽ lại chiến tranh, đến lúc đó Đoàn Hệ ở lập trường gì, đều rất khó nói. Lại thêm dựa vào ông Quý và ông Trịnh dẫn đầu thế lực gia tộc truyền thống gia nhập, thế cục sẽ càng thêm phức tạp hóa. Phải nói, ngoại trừ phe phản đối ra, Hạ Tưởng và Đoàn Hệ, phe Bình Dân đều có khả năng hợp tác với nhau, nhưng giữa hắn với phe phải đối tồn tại xung đột mâu thuẫn mang tính căn bản, không có khả năng xoa dịu. Nhưng nói đi phải nói lại, trợ lực ngày trước của hắn, ngoại trừ thế lực gia tộc ra, với phe Bình Dân hoặc chỉ có thể là hợp tác tạm thời, mối quan hệ với Đoàn Hệ cũng không phải không phá nổi. Cũng may bởi vì có trợ uy của ông Quý và ông Trịnh, nếu như hắn một bước thu được sự ủng hộ của thế lực gia tộc truyền thống, về cơ bản sẽ càng ổn. Tuy nhiên ngay cả là như thế, thêm một bạn bè thêm một con đường, hắn vẫn bằng lòng để Diệp Thiên Nam đồng hành cùng hắn. Nếu như hắn đoán không sai, bắt đầu từ bây giờ, con đường phía trước của hắn càng thêm khó khăn nhiều lần. Sau khi lại đến nhiệm kỳ mới, Quan Viễn Khúc và Đại Phục Uy hoặc có thể bởi vì lập trường và vị trí không giống nhau, mà với hắn không thể có thêm tiếng nói chung rộng lớn. Cho nên, từ bây giờ trở đi phải xây dựng nền móng vững chắc, không những rất cần thiết, cũng rất cấp bách. Ông Cổ kịp thời đem thế lực trong quân đội trao cho hắn, từ bây giờ trở đi thiết lập thân phận của hắn, cũng là tính toán chu đáo. Là vì ứng đối với sự dung chuyển cục diện chính trị sau nhiệm kỳ mới, sau khi tập thể lãnh đạo Trung ương nhận nhiệm kỳ mới, tất nhiên cần trải qua một khoảng thời kỳ ly hợp. Tại thời kỳ này, Hạ Tưởng cũng không dám tự tin cho rằng có thể hoàn toàn nhìn rõ phương hướng. Cùng với việc đem vận mệnh bản thân ký thác lên người khác, chỉ bằng tự nỗ lực, tăng lực lượng sức mạnh bản thân trước đã rồi tính sau, rèn sắt cũng phải nhờ bản thân cứng rắn. Nếu như đến lúc đó hắn là nhân vật cấp quan trọng không thể thiếu, nhân vật khắp nơi đều cần sự tỏ thái độ của mới có thể mở ra cục diện, hắn không chỉ là điểm tựa của thế lực các nơi, mà còn là lợi thế. Hạ Tưởng cho rằng thành viên ban tổ chức chính trị còn khiếm khuyết gì đó, chính là khiếm khuyết một nhân vật mấu chốt đa mưu túc trí đồng thời là thâm hiểm như Diệp Thiên Nam. Hắn luôn tự nhận biết nhìn người, thành lập thành viên ban tổ chức chính trị cơ bản đều là trực hệ chính trực quá mức mà khiếm khuyết âm mưu, mà một nhân vật vừa có dương mưu lại có âm mưu, là một sự bổ sung mà đoàn đội tất không thể thiếu. Diệp Thiên Nam là người được chọn tốt nhất trong tầm mắt của hắn. Theo sự lui ra của Thủ tướng, Diệp Thiên Nam tất nhiên sẽ tìm phe cánh mới, Hạ Tưởng có ý dung nạp Diệp Thiên Nam dưới trướng của mình. Trong chuyện Diệp Thiên Nam trên chuyện y chuyển nhiệm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, lại một lần nữa có thể cảm thấy độ bình tĩnh và thủ đoạn của Hạ Tưởng, cũng sâu sắc mà ý thức, gã tất yếu phải tích cực dựa vào Hạ Tưởng tích mới có thể thu được lợi ích lớn nhất, vừa nghe Hạ Tưởng muốn nói lại thôi, gã lập tức hiểu ra điều gì, nói. Xin Phó Bí Thư Hạ chỉ thị. Giang An tự xưng bố y Giang Cương là nhà giàu nhất tỉnh Tây, anh Thiên Nam, anh thấy thế nào? Hạ Tưởng toát ra vẻ tư duy có tính nhảy vọt, bỗng chốc từ chuyện của Diệp Thiên Nam chuyển sang chuyện của Giang An. Giang An bây giờ còn đang bị giam giữ, khi nào được thả, Hạ Tưởng cũng chưa nghĩ ra, dự định suy nghĩ thêm chút rồi tính sau, xem có thể liên lụy gì tới hiện thân của nhân vật cấp cao không. Diệp Thiên Nam cũng không biết chuyện mâu thuẫn om sòm giữa Hạ Tưởng và Giang An. Nhưng gã là người thông minh, biết lãnh đạo chỉ điểm vấn đề, căn nguyên vấn đề là gì, giải thích thế nào, là chuyện của gã, liền gật đầu nói. Trong ấn tượng hình như có nghe nói qua nhà giàu nhất tỉnh Tây là họ Giang, chốc nữa tôi kiểm tra xem sao. Nhìn bóng dáng Diệp Thiên Nam khuất sau cửa, Hạ Tưởng vui mừng mỉm cười, thủ đoạn của Diệp Thiên Nam trên vấn đề xử lý chuyện Giang An, quyết định tiền đồ hiện nay và đại kế tương lai của gã. Hội nghị mặt trận Tổ quốc phải mở ra 2 ngày, trên cơ bản không có chuyện của Hạ Tưởng. Cho dù Hạ Tưởng đã nghe phong thanh, Trần Hạo Thiên nghênh đón một lần thắng lợi toàn diện, chẳng qua hắn lúc này đã không quan tâm rồi. Hắn thà rằng quan tâm nhiều hơn Vệ Tân. Buổi chiều không có việc, Hạ Tưởng liền đến bệnh viện thăm Vệ Tân. Vệ Tân vốn dĩ muốn ra viện, Liên Nhược Hạm không cho,
muốn cô ở thêm vài ngày. Liên Nhược Phàm một là thật lòng quan tâm vệ tân, hai là khiến vệ tân giả bệnh tình nghiêm trọng, có thể mượn cớ tống giam Giang An thêm vài ngày, xử lý Giang An thêm vài trận. Vệ tân không thể so sánh với Liên Nhược Hàm, cô cuối cùng mềm lòng, tuy nói không tha thứ Giang An, nhưng cô ta bất luận thế nào cũng không nghĩ ra cách giả bệnh để trừng trị Giang An, lại chịu đựng không nổi Liên Nhược Hàm, đành phải nghe lời cô. Dưới sự sắp xếp của Liên Nhược Hàm, Liên Minh Quân Đoàn Nữ Nhân đã chính thức thành lập, Liên Nhược Hàm làm đoàn trưởng nhân đức không nhường ai, thành viên bao gồm Cổ Ngọc, Vệ Tân, vốn dĩ thêm cả Tống Nhất Phàm lại không muốn gia nhập, ai bảo cô ta nhỏ nhất, cuối cùng chỉ có thể khiến cô. Cổ Ngọc, Tống Nhất Phàm và Liên Nhược Phàm thay nhau trông nom Vệ Tân, khiến Vệ Tân cảm động không hơn được nữa. Lớn đến thế này rồi, Vệ Tân lần đầu tiên cảm nhận được tình cảm chị em nồng thắm. Tống Nhất Phàm và Cổ Ngọc cũng như thế. Nói ra, bao gồm Vệ Tân trong đó, Liên Nhược Hàm, Tống Nhất Phàm và Cổ Ngọc, đều từ nhỏ không có chị em, trong đó Liên Nhược Hàm và Cổ Ngọc đều có tuổi thơ không mấy hạnh phúc, mấy người bây giờ vì Vệ Tân bị bệnh, tăng thêm sự hiểu rõ nhau sâu sắc, tăng thêm tình nghĩa, cũng là thu được ngoài dự đoán. Nhất là Tống Nhất Phàm, sớm đem chuyện không vui ném ra khỏi đầu, sợ rằng bây giờ có người hỏi cô có phải rất hận Giang An và Lôi Tiểu Minh, phỏng đoán cô ta ngơ ngẩn trong chốc lát, sau đó hỏi một câu. Lôi Tiểu Minh là ai? Lôi Tiểu Minh biết người con gái gã yêu thương nhất trong tim, đảo mắt đã không còn nhớ gì về gã, chắc chắn trong lòng tan nát. Khi Hạ Tưởng đẩy cửa đi vào, liền giật mình kinh hãi, sao mà tất cả đều có mặt? Liên Nhược Hàm, Cổ Ngọc, Tống Nhất Phàm cũng có mặt. Hắn trong giây lát liền cảm thấy có phần nhức đầu, dường như không đúng, người tụ tập đủ cả thế này, muốn mở cuộc họp phê phán hắn sao? Hạ Tưởng rất rõ ràng. Phàm là có chuyện Liên Nhược Hàm dẫn đầu, hắn nhất định sẽ rơi không tốt, Liên Nhược Hàm không bằng Tào Thù Lê quá mức dịu dàng, không thể khiến hắn khó chịu nổi, Liên Nhược Hàm có lúc không nể mặt trước mặt mọi người, làm hắn khó xử. Hạ Tưởng liền ra tay trước để chiếm được lợi thế. Nếu tất cả đều có mặt, cũng không có chuyện gì của anh rồi, bọn em chăm sóc tốt Vệ Tân, mình anh còn đến làm gì? Quay người muốn đi liền bị Liên Nhược Hàm ngăn cản. Hai. Nói đến là đến, nói đi là đi, anh cho rằng anh là ai chứ? Liên Nhược Hàm vẻ mặt bỡn cợt. Anh là đàn ông là trời, phụ nữ là đất, nói cũng không sai, nhưng đàn ông cũng phải tôn trọng phụ nữ, phải không? Phải, phải. Hạ Tưởng liên tục gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Anh vẫn luôn tôn trọng mỗi người bọn em. Vậy thì tốt, anh có việc bận, em không bắt buộc anh phải ở lại, chỉ có điều trả lời trước cho em một câu rồi mới được đi. Thế nào? Được, không thành vấn đề. Hạ Tưởng yên tâm rồi, Liên Nhược Hàm hôm nay chắc sẽ không làm khó hắn rồi. Em, Vệ Tân, Cổ Ngọc, anh thích ai nhất? Liên Nhược Hàm khiến Hạ Tưởng bị lừa, vẻ mặt cười nhạt, mở miệng hỏi một câu khiến Hạ Tưởng đau đầu. Liên Nhược Hàm dựa vào làm khó Hạ Tưởng, khiến Hạ Tưởng xấu hổ mà không nói được gì, không ngờ Hạ Tưởng chỉ mỉm cười do dự, cười. Anh thích nhất em Tiểu Phàm. Tống Nhất Phàm vui vẻ ra mặt, ôm lấy cổ tay Hạ Tưởng. Em không những có mấy chị, lại thêm người anh còn thân thiết hơn anh ruột. Liên Nhược Phàm lắc đầu, không biết là đành chịu với tên vô lại Hạ Tưởng, hay là đối với Tống Nhất Phàm không có tâm ý mà không có lời gì để nói. Không ngờ khiến cô ta không ngờ là, Tống Nhất Phàm vừa nói xong, Cổ Ngọc cũng nói. Chị Liên như thế này là không đúng rồi, không thể hỏi anh ý thích ai nhất, chắc chắn anh ấy ai cũng không nỡ bỏ. Liên Nhược Hàm lại lắc đầu lần nữa, quân đoàn nữ nhân đối phó với người ngoài còn được, nếu như dùng để đối phó Hạ Tưởng, không ra một hiệp là quân lính tan rã rồi, sức chiến đấu của quân đoàn nữ nhân trước sức hấp dẫn của Hạ Tưởng, không chịu nổi một đòn. Chấm, hai ngày sau, hội nghị hội đồng nhân dân chính thức bắt đầu, hai cuộc họp tổ chức trước đại hội 18, phân tích từ góc độ bình thường, không thể có chuyện lớn phát sinh. Nhưng ra ngoài dự kiến của mọi người chính là... Lại đã xảy ra một chuyện quyết định vận mệnh của nhiều người đồng thời thay đổi đại sự vận mệnh chính trị trong nước. Sau khi đại hội ở thành phố Yến chấm dứt, Hứa Quan Hoa về Bắc Kinh một chuyến, gặp mặt Tùng Phong Nhi và Lý Thấm, sau đó cùng ngày quay trở về Dương Thành. Quá nhiều việc, nên cho dù y muốn ở lại Bắc Kinh cùng với Tùng Phong Nhi thêm vài ngày cũng không được. Bây giờ Dương Thành sóng êm biển lặng, y lại nhắc Tùng Phong Nhi về việc cùng về Dương Thành cùng y, nhưng Tùng Phong Nhi vẫn không đồng ý. Lý do cũng khác so với trước đây rồi,
lý do trước đây là không muốn đến Dương Thành sớm như vậy khiến Hứa Quan Hoa phân tâm, còn lý do bây giờ là cô muốn ở lại Bắc Kinh, cống hiến một phần sức lực cho kế hoạch kinh tế lớn của Hạ Tưởng. Hứa Quan Hoa cũng biết một chút về việc Hạ Tưởng ngoài việc có một hệ thống chính trị ra, còn có một hệ thống kinh tế. Nhưng rốt cục hệ thống kinh tế của Hạ Tưởng lớn mạnh như thế nào, y lại không biết được. Nhưng buổi hội họp tổ chức ở quận Hạ Mã lần này, đã kinh động đến một khách sạn lớn phải ngừng kinh doanh 3 ngày để tiếp đón, y liền biết được lực lượng đứng phía sau Hạ Tưởng lớn đến thế nào. Trong hiểu biết của Hứa Quan Hoa, lực lượng tư bản lớn nhất sau lưng Hạ Tưởng chính là Tiếu Giai. Tiếu Giai có sản nghiệp hơn 1 tỷ, bây giờ sản nghiệp của Tiếu Giai đã đạt đến quy mô hàng tỷ cũng đã đủ hùng hậu rồi, lẽ nào còn có thực lực tư bản lớn hơn cả Tiếu Giai? Lý Thấm không phải một người lắm miệng, nhưng cô đồng ý để người khác khiếp sợ vì việc thực lực của Hạ Tưởng lớn như thế nào, liền nói một câu khiến Hứa Quan Hoa sau khi trở về Bắc Kinh rồi vẫn còn cười tâu toét. Thực lực của tổ chức kinh tế của Phó Bí Thư Hạ, nếu liên hợp lại, có thể bằng một tỉnh. Đương nhiên, lời nói của Lý Thấm không phải không có ý khoa trương, chỉ dựa vào số cổ phiếu thu mua và khống chế được, theo góc độ làm ăn mà tính toán, thực tế với chế độ chính trị trong nước hiện thời, mua luôn một tỉnh, là điều không có khả năng. Tuy nhiên Lý Thấm hiển nhiên đã đạt được mục đích, trên đường trở về, Hứa Quan Hoa cứ nhớ mãi về lời nói của Lý Thấm, y hoàn toàn cho là thật, bởi vì trong mắt y, không có việc gì là Hạ Tưởng không làm được. Điều Hứa Quan Hoa khiếp sợ chính là, y cho rằng quyền chỉ huy quân đội của tướng quân lão cổ giao vào tay Hạ Tưởng sẽ như có được thần linh trợ giúp, nào ngờ Hạ Tưởng chưa có được quyền chỉ huy quân đội cũng đã vượt xa so với trí tưởng tượng của y như vậy. Thực lực kinh tế hùng hậu như vậy, nếu Hạ Tưởng muốn làm việc gì, chẳng phải lấy tiền đập, cũng có thể đập chết không ít người đó sao? Suy nghĩ của Hứa Quan Hoa hơi đơn giản, y dù sao cũng là quân nhân, đối với việc kinh tế làm thế nào để khống chế cục diện chính trị, y không có những khái niệm cụ thể, chỉ là nghĩ đơn giản một chút mà thôi. Y không biết đằng sau việc Lý Thấm tuyên bố thực lực kinh tế của Hạ Tưởng, thì cũng đang bắt tay bố trí bước tiếp theo trong kế hoạch thu mua lớn. Còn Tùng Phong Nhi quả thật cũng dưới yêu cầu của Lý Thấm đã dốc toàn lực vào kế hoạch kinh tế lớn, vì thông suốt con đường trong hiện tại và tương lai của Hạ Tưởng mà lập một nền móng vững chắc. Hứa Quan Hoa trở lại Dương Thành, Lý Thấm và Tùng Phong Nhi tham gia kế hoạch kinh tế lớn, y không thể xen tay vào được. Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc đang tổ chức nhiệt liệt ở Bắc Kinh, cũng không liên quan gì đến y. Việc y cần làm bây giờ là dọn sạch những thế lực còn lại của Ngô Hiểu Dương, hoàn thành bước thu quan cuối cùng. Nếu không ngoài dữ liệu, tin tức Ngô Hiểu Dương chết cũng chưa được chính thức công bố sau khi hai đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc kết thúc, e rằng còn phải kéo dài thêm vài tháng nữa. Nhưng cho dù chưa chính thức công bố hay chính thức công bố, bây giờ trong quân khu Dương Thành dường như tất cả mọi người đều biết Ngô Hiểu Dương đã tạm biệt cõi trần rồi. Bởi vậy, công việc dọn dẹp thế lực còn lại của Ngô Hiểu Dương cũng tiến triển thuận lợi hơn. Những người thuộc phe Ngô Hiểu Dương, có nhiều người bị xử bắn, còn có những người khác phải lên hầu tòa án quân sự, cơ bản cũng là những số mệnh bị miễn chức tới đáy. Ngoài ra cũng chỉ còn lại mấy vị thiếu tướng lâu năm nữa mà thôi. Tình thế rất tốt đẹp, Hứa Quan Hoa rất vui mừng. Thi Khải Thuận sau khi trải qua vài ngày cách ly, đã được trả tự do. Nhưng nếu không ngoài dự tính, Thi Khải Thuận sẽ nhanh chóng từ chức vì bệnh nặng, vị trí của lão sẽ do Mộc Phong tiếp nhận. Không sai, Tổng Bí Thư đã ký lệnh bổ nhiệm, Mộc Phong được chính thức được thăng chức lên thiếu tướng. Còn Hứa Quan Hoa cũng được tiến thêm một bước, thăng tiến lên làm trung tướng, cũng tiếp nhận cương vị tư lệnh quân khu Dương Thành của Ngô Hiểu Dương. Thế lực của lão cổ, giành được thắng lợi lớn. Nói thật, nếu không phải Lão Quý và Lão Trịnh đứng sau thúc đẩy, bước tiến của Hứa Quan Hoa và Mộc Phong cũng không thể lớn như vậy được. Cũng phải thừa nhận, cũng bởi vì kế hoạch tỉ mỉ của Hạ Tưởng, cùng với những lời nói bi thương của Hạ Tưởng trong quân ủy, mới khiến phía quân ủy cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nếu không Hứa Quan Hoa và Mộc Phong muốn tiến nhanh như vậy, cũng sẽ gặp phải những lực cản rất mạnh. Đương nhiên, cũng phải có tác dụng quan trọng của tỉnh ủy Lĩnh Nam, đặc biệt là có Trần Hạo Thiên ra mặt, mang lại một áp lực không nhỏ cho quân ủy. Nhưng trong lòng Hứa Quan Hoa biết rõ, đằng sau việc Hứa Quan Hoa ra mặt, là thay Hạ Tưởng ra mặt, chứ không phải thay y và Trần Hạo Thiên cũng không có giao tình gì. Cho dù như thế nào, Hứa Quan Hoa cũng phải chấp nhận những tác dụng quan trọng của Hạ Tưởng bên trong sự việc này. Đối với sự phó thác của tướng quân cổ lão và hành động của Hạ Tưởng, y tán thành bằng cả hai tay.
Quân khu Dương Thành bây giờ về thực chất sắp biến thành họ Hứa rồi, nhưng trước đó, Hứa Quan Hoa còn một việc phải hoàn thành. Theo như lời những thế lực còn lại của Ngô Hiểu Dương tiết lộ, số tiền Ngô Hiểu Dương tham ô cực kỳ lớn, có thể nói là một vụ án tham ô của tướng cấp cao lớn nhất từ sau khi dựng nước đến nay. Còn nữa, phần lớn chứng cứ đã nhắm vào các cán bộ cấp cao của quân ủy. Hứa Quan Hoa không chỉ có chấn động và kinh ngạc, mà còn bất an. Việc trong quân đội không thể lý luận như bình thường. Nếu ở địa phương, cho dù có liên quan đến cán bộ cấp phó nhà nước, nếu làm đúng, cũng có thể khiến đối phương ngã ngựa. Nhưng trong quân đội, liên quan đến những cán bộ cấp cao, rất khó để khiến đối phương phải ngã ngựa, thậm chí chỉ hơi không cẩn thận, rất có thể chính mình lại bị hại. Phải thật cẩn thận ứng phó mới được, vừa phải đạt được mục đích chính trị nhất định, cảnh cáo một số người không được hành động thiếu suy nghĩ, vừa phải bảo vệ một bộ phận thế lực còn lại của Ngô Hiểu Dương biết khai báo ra sự thật làm lợi thế. Hứa Quan Hoa cũng đang đối diện với cuộc khảo nghiệm khốc liệt. Làm thế nào lợi dụng sự kiện Ngô Hiểu Dương để tiến thêm một bước trong việc củng cố thành quả, mở rộng địa bàn, chính là nhiệm vụ quan trọng của Hứa Quan Hoa trong thời điểm hiện tại. Y phải làm được việc tận dụng được tất cả mọi khả năng có lợi, để lần đầu tiên toàn diện mở rộng thế lực trong quân đội của Hạ Tường. Đồng thời với việc Hứa Quan Hoa dốc sức đẩy mạnh kế hoạch trong quân đội, Lý Thấm và Tùng Phong Nhi cũng đang thương thảo cục diện toàn quốc bước tiếp theo trong kế hoạch kinh tế lớn của Hạ Tường. So với việc trước kia chỉ làm trong phạm vi một tỉnh, bây giờ tầm mắt của Lý Thấm đã phóng ra cả nước. Nếu đem tổ chức kinh tế của Hạ Tường so sánh với một công ty cổ phần lớn, thì Liên Nhược Hạm là chủ tịch hội đồng quản trị, Lý Thấm là tổng giám đốc, Tùng Phong Nhi là phó tổng giám đốc. Còn về những người khác, ví dụ Tiếu Giai, Tề Á Nam, Tôn Hiện Vĩ, Tiêu Ngũ, đều là các cổ đông. Liên Nhược Hạm phụ trách toàn bộ kế hoạch và điều phối tài chính, Lý Thấm phụ trách các tình tiết cụ thể và hành động. Trước đó, Liên Nhược Hạm đã mở một cuộc họp quy mô lớn, truyền đạt 3 chỉ thị tinh thần của Hạ Tường. Thứ nhất, trước tiền đề tiến thêm một bước trong việc hoàn thiện kết cấu kinh tế hiện thời, giai đoạn hiện nay, phần lớn sản nghiệp phải lấy việc nâng cao tổng sản lượng tài chính và quy mô kinh tế làm mục đích chính, tranh thủ làm tăng thêm giá trị sản lượng và giá trị thị trường. Thứ hai, tranh thủ thời gian 3-5 năm, khống chế hoàn toàn ngành sản xuất thực phẩm trong nước, thông qua hình thức tham gia cổ phiếu hoặc khống chế cổ phiếu, dần dần khống chế toàn bộ nguồn nguyên liệu, sản xuất và tiêu thụ thực phẩm trong tay, từ đó hoàn thành mục tiêu bước đầu là nắm chắc ngành sản xuất thực phẩm an toàn trong nước. Dân dĩ thực phi thiên, để người dân ăn được những thực phẩm an toàn, là một trong những mong ước của Hạ Tường. Thứ ba, tranh thủ thời gian 5 đến 10 năm, dần dần khống chế 3 ngành lớn trong nước là thực phẩm, y dược và nguồn năng lượng, cơ bản giải quyết được 3 khó khăn không nhỏ của người dân. Vấn đề an toàn thực phẩm nếu không được giải quyết, thì có kiếm nhiều tiền cũng không có cảm giác an toàn. Không loại trừ những món lãi cách xù của ngành y dược, thì giàu có và bần cùng chỉ cách nhau trong một lần bệnh nặng. Vấn đề năng lượng không được giải quyết, sẽ dẫn đến hàng loạt vấn đề lớn khác, vật giá tăng cao, chi phí đời sống tăng lên, chỉ số hạnh phúc của người dân giảm xuống. Nếu nói rộng hơn, nguy cơ năng lượng thậm chí có thể khiến đất nước dao động bất an. Hạ Tường đang chơi một ván cờ lớn, may mắn chính là, lực lượng quân sự, hắn có lão cổ giúp đỡ. Có Hứa Quan Hoa và Triệu Minh Khắc thực hiện cụ thể. Về kinh tế, hắn có Liên Nhược Hạm trấn thủ, có Lý Thấm và Tùng Phong Nhi thi hành. Nhưng nếu rời khỏi thực lực chính trị, lực lượng quân sự chỉ huy không được, lực lượng kinh tế cũng không thể hô mưa gọi gió. Có một việc hiện tại Hạ Tường vẫn đang cố gắng thúc đẩy chính là, đảm bảo con đường chính trị của hắn càng thêm rộng lớn, tiền đồ càng thêm rộng mở. Bố cục trong lực lượng quân sự, hắn có thể không cần đích thân tham gia. Kế hoạch của tổ chức kinh tế, hắn có thể chỉ đạo mà không trực tiếp tham gia, nhưng con đường chính trị, hắn lại phải tự làm. Là một phó bí thư tỉnh ủy, có lẽ trong đại hội hội đồng nhân dân và mặt trận tổ quốc cũng không có nhiều cơ hội để xuất hiện, nhưng một Hạ Tường cách xa ánh đèn flash, lại đứng ở đằng sau, lợi dụng thời cơ tốt toàn bộ các cán bộ lớn của các tỉnh ủy đều tập trung về Bắc Kinh, cuộc hội ngộ lớn này, hắn sẽ triển khai hàng loạt hành động phía sau. Phải nói là Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc lần này sẽ là một phong vân tế hội cuộc tụ hội lớn cuối cùng trước nhiệm kỳ mới, không thể bỏ lỡ cơ hội. Hoặc cũng có thể nói, Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc là một cơ hội cuối cùng để Hạ Tường triển khai kế hoạch trên toàn diện dưới sự che chở của Tổng Bí thư và Thủ tướng. Sau nhiệm kỳ mới, sẽ là một cục diện hoàn toàn khác. Chỉ còn hơn nửa năm nữa,
Trong nửa năm, hắn có thể đi đến bước nào, có thể từ một cây đại thụ trở thành một rừng rậm, cho dù có mưa gió lớn thế nào cũng không thể phá hủy hắn được hay không, tất cả đều nhờ vào quá trình hành động. Ngày thứ ba của Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, về cơ bản Hạ Tưởng đã hoàn thành mọi sắp đặt, cùng nhóm người Trần Phong, Tiền Cẩm Tùng, Mai Thái Bình, Phó Tiên Phong, tiến hành cuộc nói chuyện sâu sắc hơn. Hoàn thành bố cục giai đoạn thứ nhất cho thế cục sau này. Khi Trần Phong nghe nói y có hy vọng được tiến vào Hội đồng Nhân dân đảm nhiệm Phó Ủy viên trưởng, giải quyết việc đãi ngộ cấp Phó Nhà nước, liền bất ngờ, gắt gao cầm tay Hạ Tưởng, kích động đến nỗi nói không nên lời. Ai ngờ được, năm đó y chỉ vô tình điều Hạ Tưởng từ cấp huyện đến bên cạnh y, hôm nay y lại có được báo đáp lớn như vậy, lớn đến nỗi khó có thể tưởng tượng được. Điều Hạ Tưởng đến bên cạnh, là chuyện may mắn và sáng suốt nhất cả đời mà y đã làm. Một tuần sau, Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc chính thức kết thúc, trong buổi họp báo Thủ tướng trả lời phóng viên, Thủ tướng thâm tình chỉ ra một việc, lúc đó cũng không khiến nhiều giới truyền thông suy đoán. Nhưng không ai ngờ được là, ngay ngày thứ hai sau khi Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc kết thúc, xảy ra một chuyện lớn kinh động đến cả nước và cả thế giới. Trong toàn bộ Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, Hạ Tưởng bận rộn vô cùng, gần như có thể dùng câu chân không chạm đất để hình dung. Tuy rằng cách bận rộn khác với Hứa Quan Hoa, Lý Thấm, nhưng phương hướng lại hoàn toàn giống nhau, đều vì sắp xếp cho kế hoạch lớn sau này. Nói chính xác hơn, đều là vì bước tiến của Hạ Tưởng. Nói cách khác, Hứa Quan Hoa cũng vậy, Lý Thấm cũng thế, đều muốn đặt mọi sự cá cược lên người Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thắng, là thiên hạ đã định. Hạ Tưởng thua, là thất bại thảm hại, không còn có khả năng vùng dậy lần nữa. Nên Hạ Tưởng không dám khinh suất, không thể để sau khi Hứa Quan Hoa và Lý Thấm đã bỏ ra tất cả vì hắn, lại không thu hoạch được gì. Hắn nhất định phải đảm bảo cơ sở vững chắc, đồng thời tiến thêm một bước nữa. Cái gọi là cơ sở, chính là tổ chức chính trị. Trong chế độ chính trị hiện hành trong nước, chính trị là cơ sở quyết định tất cả. Hạ Tưởng nắm bắt thời cơ Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc sau nhiệm kỳ mới tầm quan trọng và địa vị của hắn có được củng cố hay không, tất cả đều quyết định ở buổi tụ hội cuối cùng này từ trên bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng, giữa có nhóm người Ngô Tài Dương, Cổ Thu Thật, cho đến dưới hầu như bao gồm toàn bộ tổ chức chính trị, hoàn thành một hệ thống đối thoại và làm việc. So với bi kịch chính trị của người nào đó, tuy trong thời gian Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Hạ Tưởng không có bất cứ thể hiện nào trước giới truyền thông, cũng không giống như người nào đó còn giả bộ bình tĩnh trước mặt phóng viên. Hạ Tưởng im lặng mà phát tài, trong lúc im lặng, đã hoàn thành một bố cục chính trị lớn nhất kể từ khi hắn đi theo chính trị đến nay. Nói không chút khoa trương, bố cục trong Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, khiến Hạ Tưởng từ một cây đại thụ lớn, nhất thời trở thành một rừng rậm xanh tươi. Lôi Trị Học từng nhận định Hạ Tưởng nhất định sẽ trở thành một cây cao đón gió, chỉ có điều đó là suy đoán tình nguyện của y mà thôi. Nếu nói cuộc gặp giữa những cán bộ cấp cao khiến Hạ Tưởng khơi thông được con đường phía trước của mình, thì cuộc nói chuyện với Ngô Tài Dương, Cổ Thu Thật, lại là sự mở rộng về suy nghĩ, hoàn thành những bước đệm tất yếu. Vậy cuộc gặp gỡ với tổ chức chính trị với Bành Vân Phong, Lương Thu Duệ, Bành Dũng, Từ Tử Kỳ, Trần Thiên Vũ, Lục Minh và Chu Duệ Nhạc làm nòng cốt, cũng xem như là một lần đặt cơ sở thực tế. Có nghĩa là một điều kiện có lợi trong việc Hạ Tưởng bất kỳ lúc nào cũng có thể tiến thêm một bước. Những người nòng cốt trong tổ chức chính trị, cũng có hy vọng nước lên thì thuyền cùng lên, toàn bộ thực lực đều được nâng lên một bậc. Trong đó ba người Bành Vân Phong, Chu Duệ Nhạc, Trần Thiên Vũ, lúc này kinh nghiệm cấp giám đốc sở cũng đã đủ rồi, đều có thể bất cứ lúc nào mượn sức gió đông, hoàn thành bước vượt quan trọng từ giám đốc sở lên phó bộ. Còn những người còn lại, cũng có đủ những tích lũy cơ bản để từ cấp bậc phó giám đốc sở đến giám đốc sở. Còn về một số thành viên tổ chức chính trị chưa đủ tư cách tham gia Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, Hạ Tưởng cũng luôn nhớ kỹ trong lòng, chuẩn bị lúc thời cơ thích hợp, lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, phó cục trưởng thăng chức lên cục trưởng thăng chức lên phó giám đốc sở. Từ đó khiến cho tổ chức chính trị hắn dày công vun đắp hơn 10 năm, bước đầu có được sức mạnh chính trị nhất định. Sức ảnh hưởng chính trị là thể hiện của thực lực tổng hợp, chứ không phải một người đứng ở vị trí cao liền có thể khiến thiên hạ thần phục, còn cần có phía trước phía sau có một nhóm phe cánh, như vậy mới có thể có khí phách nhìn lên cao nhìn xa, lại có khí phách thực tế đến nơi đến chốn. Hạ Tưởng rành mạch đẩy mạnh tình thế tiến triển, có thể nói,
Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc là một đại hội thắng lợi, có được thành quả lớn lao. Còn Hạ Tưởng không lộ diện trong Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, thậm chí khi đoàn đại biểu tỉnh Lĩnh Nam trả lời phỏng vấn, Hạ Tưởng cũng không chụp hình. So với người nào đó đã biết rõ ràng sau Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc sẽ rơi vào bụi rậm, nhưng khi trả lời phóng viên vẫn miễn cưỡng cười vui vẻ, hắn khiêm tốn hơn nhiều nhưng lại thu được những thành quả lớn lao mà những cán bộ lớn có người theo trước theo sau không thể thu được. So sánh với sự khiêm tốn của Hạ Tưởng, Trần Hạo Thiên hơi lên giọng một chút. Trong cuộc họp báo, lại công khai hò hét việc cải cách chính trị, biểu thị sau Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc cho đến trước nhiệm kỳ mới, Trung ương sẽ lấy việc cải cách chính trị làm phương hướng chính trị chủ yếu. Đứng với tin tức có được trước khi sự việc xảy ra là, ngày thứ hai sau khi Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc kết thúc, Trung ương liền công bố ý kiến xử lý đối với người nào đó miễn chức bí thư Thành ủy Sơn Thành. Tin tức vừa truyền ra, bỗng nhiên ồn ào hẳn lên. Có lẽ do tin tức quá đột ngột và kinh ngạc, mà Quân ủy Trung ương đồng thời công bố đại án tham ô của Ngô Hiểu Dương, bị bao phủ bởi hàng loạt các tin tức truyền thông lớn khác. Dưới sự tấn công mãnh liệt, sự kiện Ngô Hiểu Dương vô tình hoặc cố ý mà bị người ta bỏ qua. Cũng tốt, vấn đề phía quân đội thông thường không hy vọng có giới truyền thông khơi mào thêm, tin chắc phía quân ủy chọn thời điểm này để công bố tội danh của Ngô Hiểu Dương, cũng là có ý mượn sự kiện Sơn Thành để sự kiện Ngô Hiểu Dương không trở thành đề tài để giới truyền thông theo đuổi. Mục đích của quân đội đã đạt được, bởi vì sự kiện Dương Thành quá hấp dẫn. Tiêu điểm của tất cả giới truyền thông đều tập trung trên người nào đó, Ngô Hiểu Dương dưới suối vàng có biết được cũng lấy làm vui mừng rồi. Dù sao lão rơi vào kết cục như ngày hôm nay, cũng không phải không có liên quan gì đến kế hoạch sau lưng của người đó. Bây giờ người nào đó lấy cái giá là thân bại danh liệt để chuyển hướng sự thóa mạ của người đời đối với lão cũng coi như chết có ý nghĩa. Tuy nhiên, có lẽ Ngô Hiểu Dương ở dưới đó cũng hy vọng sớm có thể gặp mặt một số người nào đó. Hạ Tưởng bởi vì trước đó đã biết được tin tức, nên cũng không khiếp sợ. Thật ra khi có tin đồn người nào đó có hy vọng đảm nhiệm phó thủ tướng, lại đột nhiên bị đá ra khỏi Bắc Kinh đi đến Tây Nam, liền có thể nhận ra manh mối người nào đó không được lãnh đạo cấp cao ở Trung ương thích. Cũng có thể hiểu được, nghĩ đến những việc cha của người nào đó khi còn đương nhiệm đã làm với những cán bộ lãnh đạo Trung ương, lại thêm lịch sử không trong sạch năm đó của người nào đó. Gã khua chiêng gõ trống ở Tây Nam thật ra là đánh ra một quân bài lớn cuối cùng, mục đích chính là vì một bước lên trời. Chỉ tiếc là, vị lãnh đạo tiền nhiệm năm đó định ra một quy định bất thành văn, trong đó có một quy định Hồng vệ binh không thể đảm nhiệm lãnh đạo đảng và nhà nước. Người nào đó có xuất thân là Hồng vệ binh, cho dù dùng cách nào cũng không thể che giấu được lịch sử dơ bẩn. Nhà họ Ngô. Hạ Tưởng ngồi với ông cụ Ngô và Ngô Tài Dương, nghe ông cụ Ngô dạy bảo. Nhà nước hiện tại cơ bản đã đi đúng đường, không thể xuất hiện sai lầm nữa. Quan Viễn Khúc điềm đạm, y so với người kia có thể vững vàng chấp chính hơn, có lợi cho việc giao lưu quyền lực quốc gia, cảnh có thể dẫn đất nước vững bước tiến lên. Ông cụ hơi nheo mắt, vẻ mặt cảm thán. Năm đó quan hệ giữa tôi và Lão Hầu cũng rất ổn, Lão Hầu làm việc hơi kích động một chút, đắc tội với không ít người, cũng đã để lại nhiều tai họa ngầm cho người kia. Ngô Tài Dương nói. Năm đó lúc Quan Viễn Khúc xuống nông thôn lao động, người kia ở Bắc Kinh làm ầm ĩ náo nhiệt, các ông cụ đều nhớ trong lòng. Mấy năm nay nhìn bề ngoài Tây Nam phát triển rất nhanh, nhưng cách làm của gã lại quá nuông chiều, giấu giếm mầm tai họa đầu tư cao thu về thấp. Bây giờ sự phát triển kinh tế của các tỉnh thành trong nước đã qua giai đoạn đầu là phải dựa vào mức đầu tư tài chính cao. Người kia đánh ra con bài lớn cuối cùng, lại thu được hiệu quả ngược lại. Không nhắc tới gã nữa, không nhắc tới nữa. Ông cụ Ngô khoát tay. Từ bố cục ban đầu của gã dùng để đối phó Hạ Tưởng, tôi đã có đánh tiếng với các ông cụ, không cho gã vé vào cửa, phải bỏ phiếu phản đối gã, đẩy gã ra khỏi cánh cổng Bắc Kinh. Muốn có được vé trèo lên cửa lớn, rất bình thường, ai cũng muốn, nhưng nhà nước không cần những người để gây sức ép. Ngô Tài Dương cười ha hả. Đúng, không nói gã nữa, dù sao gã cũng đã triệt để đi ra khỏi vũ đài lịch sử rồi. Bây giờ nên nói đến cậu rồi, Hạ Tưởng, cổ lão đối với cậu quả thật rất trân trọng. Lời nói của Ngô Tài Dương có hàm ý khác, Hạ Tưởng im lặng cười, khống tiếp lời, ngược lại nói. Bây giờ đại cục bước đầu đã định, tầm mắt của tôi cũng nên thu về rồi, không nên tham vọng viễn vông nữa, phải suy nghĩ cho từng tỉnh từng vùng rồi.
Ngô Tài Dương thấy Hạ Tưởng không muốn nói nhiều đến chuyện lão cổ, đoán rằng Hạ Tưởng có thể muốn tránh nhắc đến lão Quý và lão Trịnh trước mặt ông cụ Ngô. Đối với việc lão Quý và lão Trịnh âm thầm giúp đỡ Hạ Tưởng, ông cụ Ngô bề ngoài thì ủng hộ, nhưng bên trong lại thầm không vui. Lão cổ còn được, đã có qua lại với ông cụ Ngô, tuy bất hòa, nhưng cũng coi như có chút giao tình, còn lão Quý và lão Trịnh lại rất ít qua lại với ông cụ Ngô. Nhưng cho dù ông cụ không thích Hạ Tưởng qua lại với lão Quý, lão Trịnh, nhưng cũng không biểu lộ rõ ràng. Dù sao lão Quý và lão Trịnh cũng là giúp đỡ Hạ Tưởng một đoạn đường, cho dù hai người đó cũng có tính toán với Hạ Tưởng. Ngô Tài Dương không khỏi âm thầm khen ngợi sự cẩn thận của Hạ Tưởng, cũng tiếp lời Hạ Tưởng. Sao, cậu quan tâm đến bước tiếp theo của cậu rồi? Nói không quan tâm là gạt người, nhưng quả thật không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sớm như vậy. Lời nói của Hạ Tưởng là lời thật lòng, nếu bây giờ hắn bước tiếp theo vào chính bộ, chắc chắn sẽ trở thành nhân vật trung tâm khiến mọi người chú ý. Lộ rõ dưới tầm chú ý của mọi người, không có lợi cho bố cục lâu dài mà hắn âm thầm bố trí. Nhưng lão cổ lại đang bắt tay vào việc thúc đẩy, ngay cả lão Quý và lão Trịnh cũng tận lực nâng đỡ hắn, hắn không thể không cảm kích. Hơn nữa, ông cụ Ngô cũng trong việc xây dựng lại thế lực gia tộc cũng có ý mượn sức gió đông của việc Tào Vĩnh Quốc lui xuống, thuận thế dìu hắn lên, lẽ nào hắn còn do dự. Trong quan trường, lúc được thăng chức không thể có chút do dự nào. Hôm nay, trước khi Hạ Tưởng tiến thêm một bước, là cuộc nói chuyện đầu tiên cùng ông cụ Ngô, Ngô Tài Dương về con đường phía trước của hắn. Thật ra thời gian cậu đến Lĩnh Nam còn ít, bây giờ điều ra khỏi Lĩnh Nam, quả thật có chút dễ gây sự suy đoán của người bên ngoài. Lại thêm Tào Vĩnh Quốc vừa lui xuống, cậu liền được nâng lên, cũng dễ khiến người khác liên tưởng đây là kết quả của việc cậu cò kè với Trung ương. Ngô Tài Dương chậm rãi nói. Nhưng mặc dù thời gian cậu ở Lĩnh Nam không lâu, nhưng đã hoàn thành việc bổ nhiệm lịch sử của cậu. Bây giờ còn ở lại Lĩnh Nam, không những khó có thành tích, hơn nữa còn khiến cho người ngoài ngờ vực vô căn cứ về mối quan hệ quá mức chặt chẽ của cậu và Trần Hạo Thiên. Hạ Tưởng động lòng, lời Ngô Tài Dương nói không phải không có lý, vé vào cửa gia nhập thường vụ của Trần Hạo Thiên đương nhiên đã tới tay, mâu thuẫn quan trọng tiếp theo sẽ được chuyển dịch sang việc phân phối quyền lực trong nhiệm kỳ mới. Nếu quan hệ giữa hắn và Trần Hạo Thiên quá mật thiết, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc bắt tay giữa hắn và Quan Viễn Khúc. Cục diện chính trị trong nước đã thay đổi lớn, cùng với một điều chỉnh theo hướng mới, Hạ Tưởng cần đánh giá lại tình thế từ đây cho đến nhiệm kỳ mới sẽ có hướng đi như thế nào. Chỉ có đứng vững lập trường, nắm bắt được tiên cơ, mới có thể đứng ở thế bất bại sau nhiệm kỳ mới. Nếu nói như vậy, bước tiếp theo tôi nên đến đâu thì thích hợp? Hạ Tưởng tỏ thái độ khiêm tốn thành khẩn, hỏi Ngô Tài Dương. Ngô Tài Dương cũng không trả lời chính diện, lại hỏi một câu. Bản thân cậu nghĩ sao? Tào Vĩnh Quốc về Bắc Kinh, tôi chắc chắn sẽ không về Bắc Kinh. Hạ Tưởng ngại gọi Tào Vĩnh Quốc là cha vợ trước mặt Ngô Tài Dương, đành gọi thẳng tên. Hắn nghĩ lại, nghĩ tới Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc gần như đồng thời từ chức rồi nhậm chức, bỗng nhiên chau mày. Đi về Hắc Liêu ở phương Bắc hay tỉnh sở ở phía Nam? Mấy ngày nay Diệp Thiên Nam ở Bắc Kinh rất hài lòng. Hài lòng, là bởi vì rất nhiều việc đã dần hạ màn, tuy là Hạ Tưởng thắng lợi, y cũng xem thành thắng lợi của y, liền cảm thấy hết giận, cũng rất vui mừng. Nếu Diệp Thiên Nam nghĩ sâu xa hơn, có lẽ sẽ giật mình vì sự thay đổi của y. Đã từng rất lâu, y xem Hạ Tưởng là đối thủ lớn nhất, sau đó thất bại trong tay Hạ Tưởng, lại xem Hạ Tưởng là kẻ thù lớn nhất. Nhưng sau khi đến Lĩnh Nam không lâu, y liền dần dần đứng về phe Hạ Tưởng, đương nhiên cũng vì Thủ tướng đã trọng dụng Hạ Tưởng, cũng có nguyên nhân vì y muốn mở cục diện ở Lĩnh Nam, không thể rời xa được sự giúp đỡ của Hạ Tưởng. Hơn nữa y cũng rất vui mừng vì trong quá trình đó, y cảm nhận được sự vui vẻ khi hợp tác với Hạ Tưởng. Đối với đối thủ, có thể Hạ Tưởng ra tay tàn độc, nhưng đối với đồng minh, lại rất trân trọng. Diệp Thiên Nam là người thông minh, sau khi xem xét thời thế, liền nhận ra Hạ Tưởng có ý đồ đem y vào tổ chức chính trị. Còn y cùng với việc thủ tướng xuống đài mà cũng mất đi trợ lực lớn nhất. Đương nhiên, với cách làm người và lập trường chính trị của Diệp Thiên Nam, không có khả năng hoàn toàn dựa vào Hạ Tưởng. Nhưng dựa vào Hạ Tưởng một cách thích hợp để đổi lấy không gian chính trị, đối với y mà nói cũng là một cơ hội lớn. Nhất là khi Hạ Tưởng nhắc đến tên Giang Cương, Diệp Thiên Nam liền lập tức điều tra được rõ ràng về sự kiện Giang An, trong lòng lập tức hiểu rõ chủ ý của Hạ Tưởng đối với y.
Mặc dù Diệp Thiên Nam không biết sức mạnh lớn nhất trong lực lượng tổ chức chính trị của Hạ Tưởng là ai. Nhưng y lại rất tự tin, nếu y tham gia vào phe của Hạ Tưởng, sẽ chiếm một vị trí rất rõ ràng trong tổ chức chính trị của Hạ Tưởng. Diệp Thiên Nam liền loan tin đồn, cố ý để tin đồn lọt vào tai Giang Cương, để Giang Cương tin rằng chỉ có thể thông qua y ra mặt, mới có thể thuận lợi giải quyết được rắc rối của sự kiện Giang An. Quả nhiên Giang Cương bị dính bẫy, lập tức cho người liên lạc với Diệp Thiên Nam, đề xuất việc mời Diệp Thiên Nam ăn cơm. Trong kỳ đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, dù sao Diệp Thiên Nam cũng không nhiều việc, liền vui vẻ đi ăn cơm. Cùng ăn uống với Giang Cương thì không cần phải nói nữa, thành ý của Giang Cương cũng khiến Diệp Thiên Nam thỏa mãn, suýt chút nữa không cầm được, sau đó phải nhẫn nhịn lắm mới không nhận quà lễ hậu hĩnh của Giang Cương. Y cũng biết, bây giờ là sự khảo nghiệm của Hạ Tưởng đối với y, nếu như ngay ngày đầu tiên đã không qua nổi cửa ải, y đừng nói sau này không có tiền đồ, có lẽ ngay cả chức vụ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh cũng không giữ nổi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau đó, Diệp Thiên Nam liền báo cáo hàm xúc với Hạ Tưởng về quá trình sự việc, xin chỉ thị của Hạ Tưởng về việc phải làm thế nào để lợi dụng sự kiện Giang An. Hạ Tưởng lại không trả lời trực diện, chỉ nói một câu đầy thâm ý. Thiên Nam, sự việc do anh toàn quyền xử lý, tôi tin tưởng anh. Phó Bí Thư Hạ có ý gì? Diệp Thiên Nam ngồi cả nửa ngày để suy đoán ý tứ của Hạ Tưởng. Cuối cùng đột nhiên đoán ra được cái gì đó, cười ha hả, lại gọi điện cho Giang Cương. Chỉ một cuộc điện thoại của Diệp Thiên Nam, Giang Cương vừa gọi liền đến không được. Giang An bị giam được mấy ngày rồi, những mối quan hệ của lão đều được tận dụng hết rồi, chỉ riêng tiền quà cũng mất đến chục triệu, nhưng người vẫn chưa được thả ra. Lão còn tìm đến Lôi Trị Học mấy lần, kết quả sau hai lần, Lôi Trị Học liền mất hết kiên nhẫn để lão đứng ngoài cửa. Nghĩ lại cũng đúng. Hạ Tưởng thả Lôi Tiểu Minh rồi, Lôi Trị Học hà tất phải quan tâm chuyện ôm đồm việc đi cứu Giang An. Giang Cương biết rõ thủ đoạn xử lý riêng lẻ của Hạ Tưởng, mới cố ý thả Lôi Tiểu Minh mà giam Giang An, thật ra là vì muốn tăng thêm hiềm khích giữa lão và Lôi Trị Học. Bây giờ Diệp Thiên Nam trở thành phao cứu hộ cuối cùng của lão xem lời nói của Diệp Thiên Nam là thánh chỉ. Diệp Thiên Nam không hổ là Diệp Thiên Nam, y quả thật biết lĩnh hội ý đồ của Hạ Tưởng, hơn nữa còn lĩnh hội được hoàn toàn. Trực tiếp mở miệng hỏi 5% cổ phần của Giang Cương. Giang Cương được xưng là người giàu nhất tỉnh Tây, nghe nói tài sản đứng tên đã vượt con số 10 tỷ nhân dân tệ. Nhưng Giang Cương không những tham gia vào sản nghiệp than mỏ, bên dưới còn có mấy nhà máy quặng sắt, thép. Những người bên ngoài đánh giá về tài sản của lão, so với tài sản thật sự của lão, hoàn toàn không trùng khớp. Diệp Thiên Nam tính một cách chi li, tài sản cá nhân của Giang Cương vượt qua con số 30 tỷ. 5% cổ phần, chỉ tính theo con số 10 tỷ công bố ra bên ngoài, cũng có giá thị trường là 500 triệu. Quả thực Diệp Thiên Nam hét giá không nhỏ, quả thực quá lớn rồi. Nếu để Hạ Tưởng biết Diệp Thiên Nam dám hét giá lớn như vậy, hắn cũng không biết nên cảm thấy may mắn vì đã tìm đúng người, hay nên cảm thấy bất đắc dĩ vì Diệp Thiên Nam còn âm hiểm và lớn gan hơn so với tưởng tượng của hắn. Tuy nhiên cũng đừng nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Diệp Thiên Nam vẫn ăn đứt Giang Cương. Tuy y và Giang Cương vừa mới gặp mặt, nhưng với ánh mắt tinh nhạy, y đã phát hiện được điểm yếu của Giang Cương, vì vậy nên y mới mặt không đổi sắc mà đưa ra điều kiện này. Không ngoài dữ liệu của Diệp Thiên Nam, Giang Cương chỉ hơi chần chừ, rồi. Đồng ý. Thật ra tôi vẫn hy vọng cậu có thể yên ổn ở Bắc Kinh một thời gian. Ngô Tài Dương cười, phủ định suy đoán của Hạ Tưởng. E rằng cũng không phải Hắc Liêu phương Bắc, cũng không phải tỉnh Sở ở phía Nam. Nơi xa xôi ở Tây Bắc, rất thích hợp cho việc rèn luyện con người. Tài Dương, Tây Bắc quá xa xôi. Ông cụ Ngô vẫn không nói gì, có lẽ thật sự không vui vì việc Hạ Tưởng qua gần gũi với Lão Trịnh, Lão Quý, nhưng cũng không có những biểu hiện quá rõ ràng, bây giờ đột nhiên lại lên tiếng. Tốt nhất đừng đi quá phạm vi cách Bắc Kinh 1.000 km, cũng tiện cho việc Hạ Tưởng có thể về Bắc Kinh bất cứ lúc nào. Trước nhiệm kỳ mới, không dám nói nhất định sẽ sóng yên biển lặng. Cách nghĩ không tồi, nhưng bây giờ, ngoài Bắc Kinh có vị trí thích hợp ra, những tỉnh thành lân cận, đều không có ghế trống. Trong vấn đề hướng đi tiếp theo của Hạ Tưởng, Ngô Tài Dương và ông cụ Ngô có ý kiến bất đồng. Ngô Tài Dương cho rằng Hạ Tưởng nếu không thể ở lại Bắc Kinh, không bằng dứt khoát đến vùng xa xôi, giống như Ngô Tài Giang vậy, im lặng một thời gian. Ông cụ Ngô lại không muốn cho Hạ Tưởng đi xa, không thể giữ Hạ Tưởng ở lại Bắc Kinh,
lại không thể đi tỉnh Yến, thì hy vọng Hạ Tưởng có thể đến một nơi càng gần Bắc Kinh càng tốt. Tuy tỉnh Hắc Liêu gần, nhưng cha vợ vừa đi, con rể liền đến, rất dễ bị người ta dị nghị. Hơn nữa tỉnh Hắc Liêu từ sau khi Tào Vĩnh Quốc xuống chức, đã bị phe phản đối nắm vị trí bí thư và chủ tịch tỉnh rồi. Ngô Tài Dương cho rằng ông cụ Ngô làm vậy không phải suy nghĩ cho cục diện chính trị, mà là sự phán đoán xuất phát từ sự yêu quý Hạ Tưởng. Người già rồi, rất dễ xử lý sự việc theo cảm tính. Tuy nhiên sự việc sau này lại chứng minh cho tầm nhìn xa của ông cụ, cũng khiến Ngô Tài Dương kinh ngạc hơn vì ánh mắt nhìn đời của ông cụ, quả nhiên rất hơn người. Lần thăng chức này của Hạ Tưởng thăng chức có nghĩa là điều động, bí thư và chủ tịch tỉnh Lĩnh Nam không thể điều động, Hạ Tưởng lên chức chính nhất định cũng phải là trưởng ban hoặc chủ tịch tỉnh, rời Lĩnh Nam là điều khó tránh khỏi có một hiện tượng khiến người ta phải suy nghĩ là, bốn nhà thế lực gia tộc lớn nỗ lực thúc đẩy, lão Cổ tích cực nhúng tay, nhà họ Quý và nhà họ Trịnh cũng âm thầm đứng sau thúc đẩy. Các ông cụ đều tán thành, ngay cả thủ tướng cũng tỏ vẻ đồng ý cho Hạ Tưởng trở thành cán bộ cấp cao cấp bộ trưởng trẻ tuổi nhất trong nước, nhưng người quan trọng nhất lại vẫn chưa tỏ thái độ rõ ràng. Đừng nói tỏ thái độ, thậm chí là luôn duy trì thái độ im lặng đối với việc này. Đúng vậy, là Tổng Bí Thư. Nên nói là, Tổng Bí Thư không ngăn cản Hạ Tưởng lên chính bộ, chắc chắn cũng là thái độ im lặng mặc nhận. Cũng bởi vì các phe đều cho rằng Tổng Bí Thư nhất định sẽ ủng hộ Hạ Tưởng lên chính bộ, dù sao nói ra Hạ Tưởng không những là người Tổng Bí Thư yêu quý, mà sự việc cũng có liên quan đến việc Tổng Bí Thư đối với sự phát triển lâu dài của Quan Viễn Khúc và Cổ Thu Thật. Hơn nữa cũng nhờ có sự thúc đẩy của Hạ Tưởng, Tổng Bí Thư mới tiến thêm được một bước trong việc nắm quyền lực phía quân đội trong tay. Cho nên sự im lặng của Tổng Bí Thư mới khiến người khác suy nghĩ, đồng thời còn khá cân nhắc. Bắc Kinh sau kỳ đại hội, cùng với việc các đại biểu các nơi rời đi, dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh thường ngày. Nhưng trong sự yên tĩnh đó, lại có rất nhiều sóng ngầm, đang nổi lên thành một vòng tấn công. Đoàn đại biểu Lĩnh Nam đã quay về Dương Thành, Hạ Tưởng và Diệp Thiên Nam không trở về cùng đoàn. Trong căn phòng được dùng riêng cho Liên Nhược Hạm ở nhà họ Ngô, Hạ Tưởng lặng lẽ nhìn Liên Nhược Hạm ngủ. Hắn không buồn ngủ lắm, mặc dù vừa rồi Liên Nhược Hạm đòi hỏi điên cuồng. Tuổi 30 như 40 con hổ, phụ nữ đến độ tuổi nhất định, cũng biết dọa người. Cũng may hắn đã quen với việc Liên Nhược Hạm khi thì thục nữ khi thì điên cuồng. Thấy khuôn mặt Liên Nhược Hạm vẫn trắng nõn mượt mà, không thấy vết tích của năm tháng, mà sau khi sinh được hai đứa con, thân hình của cô vẫn vô cùng xinh đẹp, cũng khiến hắn rất thích thú. Liên Nhược Hạm chính là một trong những của cải lớn nhất trong đời hắn. Từ lúc quen biết ở huyện Bá cho đến hôm nay, vẫn luôn đi bên cạnh hắn. Nếu nói Tào Thù Lê là người vợ hiền trong nhà của hắn, thì Liên Nhược Hạm chính là người vợ hiền bên ngoài của hắn. Mặc dù nói ra, cách nói người vợ hiền bên ngoài có vẻ gượng ép, nhưng Liên Nhược Hạm không những là người lãnh đạo thực tế trong tổ chức kinh tế của hắn, mà còn là một cổ đông lớn nhất và có thực lực nhất trong tập đoàn tài chính kinh tế. Cũng chính vì nguồn tài chính hùng hậu của Liên Nhược Hạm mới khiến Hạ Tưởng trong kế hoạch lâu dài, có ý định mượn sức mạnh kinh tế để ảnh hưởng thế cục chính trị. Hơn nữa, điều khiến Hạ Tưởng dở khóc dở cười là, Liên Nhược Hạm còn có thế thống nhất hậu cung. Mặc dù bây giờ cô đã xây dựng được một quân đoàn phụ nữ, đem Vệ Tân, Cổ Ngọc Thu nạp vào bên trong thì chưa tính, Tống Nhất Phàm gia nhập vào cũng xem như ham vui mà cô còn rất dã tâm, còn muốn Mai Hiểu Lâm, Nghiêm Tiểu thì cũng nghe theo lời cô. Tuy nhiên, Hạ Tưởng cũng cho rằng Liên Nhược Hạm có thể thực sự thống nhất được hậu cung, hơn nữa từ trước đến nay Hạ Tưởng cũng chưa từng có suy nghĩ xấu là thành lập hậu cung. Theo như hắn biết, Phó Tiên Tiên không thể chịu được việc bị người khác gò bó, Mai Hiểu Lâm thì không được, Nghiêm Tiểu thì cũng không được. Tức là, ước mơ làm tướng trước mặt thiên hạ của Liên Nhược Hạm, cũng chỉ có thể thể hiện trước mặt Cổ Ngọc và Vệ Tân mà thôi. Liên Nhược Hạm lúc này đang say giấc, bộ dạng ngủ ngon, rõ ràng đang mơ giấc mơ đẹp. Hạ Tưởng im lặng cười, trong nụ cười, còn có sự bất đắc dĩ vì việc Diệp Thiên Nam hiểu lầm lớn về hắn. Là bất đắc dĩ, mà cũng buồn cười. Không ngờ một lời nói của Diệp Thiên Nam liền nuốt trọn 5% cổ phần của Giang Cương. Không thể không thừa nhận, Diệp Thiên Nam là một nhân tài, quả thật rất có thủ đoạn trong việc lợi dụng khi người khác gặp nạn mà chiếm lợi. Tuy Hạ Tưởng không tán thành cách làm của Diệp Thiên Nam lắm, nhưng cũng không có ý phản đối. Diệp Thiên Nam cũng không có ý đồ nuốt riêng số cổ phần đó, mà là chuyển giao vào tay Nga Ni Trần. Một cách làm thông minh. Ngay cả Hạ Tưởng cũng âm thầm tán thưởng cách làm nhờ người này để lấy lòng người kia của Diệp Thiên Nam.
Như vậy, liền mở ra một cánh cửa lớn cho việc Nga Ni Trần mở rộng sản nghiệp nguồn năng lượng ở tỉnh Tây. Lại nghĩ đến một khả năng khác, suy nghĩ của Hạ Tưởng càng thêm rõ ràng. Thủ đoạn che lấp mâu thuẫn giữa hắn và bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Lôi Chí Học, tai họa ngầm của việc nảy sinh xung đột mới với người giàu có nhất tỉnh Tây Giang Cương, mà bước tiếp theo của hắn, rất có khả năng sẽ đến tỉnh Tây. Sự việc, thật sự rất thú vị. Én chưa về, xuân đã tàn, tả tơi hoa hạnh trong làn khói mưa. Hoa hạnh ở Bắc Kinh vừa nở, mùa hoa ở Giang Nam đã sớm tàn. Phần lớn mọi người đã đi về phía Nam, Hạ Tưởng lại vẫn ở lại Bắc Kinh, hơn nữa hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Thời tiết buổi sáng sớm rất tốt, chỉ là gió cát hơi lớn, trừ phi mang kính mắt, nếu không ra đường chắc chắn sẽ bị mờ mắt. Hàng năm mùa xuân ở Bắc Kinh có thể cơn mưa bụi được mong chờ từ lâu không tới, nhưng gió bụi thì không mời cũng đến, trở thành khách quen. Thời gian Hạ Tưởng ở lại Bắc Kinh, thường xuyên nhớ đến sự cảm khái của Bạch Cư Dị. Trường An gạo đắt, ở mãi không dễ. Nếu đổi lại là hắn, hắn sẽ nói Bắc Kinh đất đắt, ra đường cũng đắt, sống đắt chết cũng đắt, sống thật. Không dễ. Mặc dù bây giờ hắn không cần lo lắng về vấn đề sinh nhai, ăn ở đi lại, những vấn đề cơ bản của cuộc sống, cách quá xa hắn. Nhưng không biết vì sao, càng gần với trung tâm quyền lực, hắn lại càng quan tâm đến đời sống người dân. Không chỉ quan tâm đến chính sách nhà nước và sự thay đổi quyền lực, mà càng quan tâm hơn đến cuộc sống khó khăn của người dân và sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội. Thời gian Hạ Tưởng ở lại Bắc Kinh, cũng không phải nhàn rỗi không có việc gì, mà là đang đợi một cuộc gặp gỡ quan trọng. Nhưng có lẽ vì không sắp xếp được thời gian, cũng có lẽ vì nguyên nhân khác, chờ đến 3 ngày vẫn không có tin tức gì. Không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục chờ. Trong thời gian chờ đợi, hắn cũng không hề rảnh rỗi, mà một mình lái xe đến tất cả những phố lớn ngõ nhỏ ở Bắc Kinh. Không thể nói là cải trang vi hành, hắn cũng không phải cán bộ ở Bắc Kinh, cũng không có quyền để nhúng tay vào việc xây dựng Bắc Kinh, chỉ là sở thích cá nhân của hắn mà thôi. Tiếp xúc được với nhiều sự thật mà bình thường không thể biết được. Đúng vậy, Hạ Tưởng Phó Bí Thư Hạ, đi sâu vào đời sống người dân, đi sâu vào từng con phố, đi thể nghiệm thực tế, chỉ để tìm hiểu những khó khăn của người dân, để tìm hiểu rõ tất cả mọi việc hơn. Thông qua tình hình sinh sống của người dân Bắc Kinh, mà mở rộng ra, để điều tra nghiên cứu thực tế rốt cuộc người dân Trung Quốc giàu có như thế nào, rốt cuộc nghèo khó như thế nào, rốt cuộc hạnh phúc và đau khổ như thế nào. Thực tế, rất không lạc quan. Thời gian Hạ Tưởng chờ đợi cuộc gặp mặt với Tổng Bí Thư, đã làm một bài tập ngoại khóa như trên. Nếu nhiệm kỳ tiếp theo phải làm chủ tịch tỉnh, thì phải thay đổi lối suy nghĩ, chuyển từ công tác nghiên cứu sang công việc cụ thể. Đối với hắn mà nói là một lần thử thách không nhỏ. Hắn làm công việc nghiên cứu tình hình đã nhiều năm, lại quay về cương vị công tác thực tiễn, liệu có rất khó để bình tâm xuống mà làm được những việc thực tiễn cho người dân hay không? Nhưng sau khi Hạ Tưởng tìm hiểu được đời sống thật sự của người dân Bắc Kinh, hắn không hề do dự mà nói với bản thân rằng, hắn không những có thể bình tâm lại mà làm những việc thực tiễn cho người dân, mà còn làm rất tốt, đồng thời nỗ lực làm thật nhiều. Khoảng cách giữa Bắc Kinh và thành phố Yến chẳng qua cũng chỉ mấy cây em, so với thành phố Yến, gió cắt mùa xuân lớn hơn, mùa đông cũng lạnh hơn, nhiều tòa nhà cao tầng hơn, đông dân hơn, hơi thở quyền quý sâu đậm hơn. Cũng vậy, vật giá cũng cao hơn, cách mấy cây em, ngăn cách không phải trăm sông ngàn núi, mà là ngăn cách với giá nhà gấp 5-6 lần và chi phí sinh hoạt gấp 2-3 lần. Tức là, thu nhập hàng tháng 5.000 nhân dân tệ ở thành phố Yến. Có thể có được cảm giác an toàn và cảm giác hạnh phúc nhất định. Còn ở Bắc Kinh, thu nhập 5.000 nhân dân tệ, có lẽ chỉ có thể đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Tiền thuê một căn nhà 2 phòng ở thành phố Yến là 1.000 nhân dân tệ, nhưng ở Bắc Kinh, chỉ có thể thuê một phòng dưới tầng hầm. Ở Dương Thành, Hạ Tưởng với Tôn Nghiêm là phó bí thư tỉnh ủy, không thể đến những phố lớn ngõ nhỏ của Dương Thành để tìm hiểu đời sống người dân, thăm hỏi người dân. Nhưng ở Bắc Kinh, trong thời gian chờ đợi gặp mặt Tổng Bí Thư, hắn đi tìm hiểu đời sống thực tế của người dân, cảm nhận những hỉ nộ ái ố của người dân bình thường. Từ việc mua nhà khó, ra đường khó và khám bệnh khó, đến trường khó của người dân Bắc Kinh, v.v. có thể rút ra kết luận, cuộc sống của người dân ở Bắc Kinh có nhiều khó khăn như vậy, cũng là do nguyên nhân Bắc Kinh vốn là thủ đô, dân nhập cư quá đông, có lẽ có nhiều nguyên nhân do tự thân phát triển. Xét cho cùng, cũng là do một vài chính sách của nhà nước có vấn đề, kinh tế phát triển mấy chục năm mang lại một lượng của cải tích lũy lớn cho nhà nước.
nhưng của cải tích lũy đó càng ngày càng tập trung vào tay một bộ phận ít người, có những người dân thậm chí chút canh thừa cơm cặn cũng không có. Hơn nữa những xí nghiệp trung ương với đãi ngộ ưu ái và những doanh nghiệp nhà nước lũng đoạn, đang nắm giữ một lượng của cải lớn của xã hội. Còn những người dân bình thường, lại không bao giờ kiếm được chút gì từ trong đó. Thừa nhận hay không thừa nhận, đều không thể lảng tránh một sự thật là giai cấp đã được hình thành. Hoặc là ở nơi quyền quý tập hợp như ở Bắc Kinh, sự phân chia giai cấp thể hiện quá rõ ràng. Nhưng Bắc Kinh cũng là một hình ảnh thu nhỏ của cả nước. Với kinh nghiệm và kiến thức làm cán bộ địa phương nhiều năm, không nói đến một tỉnh kinh tế phát triển như tỉnh Tương, tỉnh Tề và Lĩnh Nam, ngay cả một tỉnh kinh tế chưa phát triển lắm như tỉnh Yến, cũng đã có hình thành giai cấp. Hơn nữa xu thế này còn rất rõ ràng, có xu hướng không thể khống chế được. Hạ Tưởng biết, đất nước đang lâm vào một thời kỳ chuyển biến nghiêm trọng, nếu chuyển biến thành công, sẽ vượt qua cả uy thế thời Hán, Đường. Chuyển biến thất bại, thậm chí có thể thành tích mấy thập niên cũng bị phá hủy. Giai đoạn hiện nay tuy đất nước đã hùng mạnh rồi, nhưng Hạ Tưởng cũng không cho rằng địa vị hiện nay của Trung Quốc trên quốc tế đã vượt qua thời kỳ Hán, Đường. Không, phải nói còn kém rất xa. Sau khi Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc kết thúc, vốn dĩ Hạ Tưởng nên cùng đáp máy bay về Dương Thành với Trần Hạo Thiên, nhưng Tổng Bí Thư có chuyển lời, bảo hắn ở lại một đêm rồi hắn đi, có chuyện cần bàn. Kết quả đợi đến 3 ngày rồi, khiến Hạ Tưởng không khỏi suy đoán, lẽ nào Tổng Bí Thư có ý thử hắn. Diệp Thiên Nam cũng không trở về, tạm thời ở lại Bắc Kinh, thứ nhất là vì xử lý việc của Giang An, thứ hai là vì đợi tin tức chính xác của Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương. Sự việc liên quan đến việc y vẫn ngồi vị trí cũ hay được tiến thêm một bước, không thể qua loa được. Lúc Diệp Thiên Nam nhận được cổ phần của Giang Cương còn chưa được một tiếng đồng hồ, Giang An liền được thả ra. Giang An được thả ra, ngay cả cha gã cũng suýt chút nữa không nhận ra. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, bộ dạng rất thảm hại. Giang An vừa nhìn thấy Giang Cương, liền khóc giống lên không dứt, lên án mạnh mẽ người trong quân đội thô bạo, thô lỗ, không những đấm đá gã, hơn nữa còn suýt chút nữa không giảng đạo lý. Quân đội không phải nơi giảng đạo lý, không quan tâm đến đạo lý là đúng rồi. Giang An cũng không suy nghĩ thử xem, lúc gã lấy danh nghĩa yêu thương để lừa gạt bao nhiêu thiếu nữ, cuối cùng bỏ tiền ra để bịt miệng, đừng nói đến việc giảng đạo lý, ngay cả pháp luật cũng không thèm quan tâm đến. Gã khóc nói Hạ Tưởng không ra gì cả, gã muốn dùng hai xe than chôn sống Hạ Tưởng. Giang Cương bỏ tiền xóa tai họa, thầm cho rằng chỉ cần Giang An bình an, thì mọi chuyện liền tốt đẹp. Nhưng khi nhìn thấy Giang An bị đánh đến nỗi không thành hình người, lại nghĩ đến việc vì cứu con trai mà phải bỏ ra 500 triệu, trong lòng liền nổi điên, không kìm nổi tức giận nói. Con chó Hạ Tưởng, bức người quá đáng. Ở Bắc Kinh, tôi không thể làm gì cậu, có bản lĩnh thì cả đời đừng đến tỉnh Tây, hễ đến tỉnh Tây, tôi sẽ khiến cậu phải quỳ xuống xin tha thứ. Lúc Giang Cương đang mắng Hạ Tưởng, cũng vừa hay Hạ Tưởng đang vô tình nghĩ đến sự kiện Giang An, liên tưởng đến đặc thù giai cấp do con ông cháu cha hình thành. Nếu thật sự có phân hóa, theo phán đoán của Hạ Tưởng, giai cấp trong nước cũng chia thành mấy loại. Lấy giới cán bộ cao cấp làm đầu, là giai cấp cao nhất, trong đó lại bao gồm quyền quý theo nghĩa hẹp, ví dụ như những cán bộ cấp cao có xuất thân bình dân, như Trần Phòng, như Đảng Thái Tử quyền quý của thế lực gia tộc, như Mai Thái Bình và Ngô Tài Dương. Trên đây, là sự tồn tại của tập đoàn lợi ích cao nhất trong nước. Trong đó bao gồm số lượng lớn con ông cháu cha. Tiếp theo, là số lượng lớn các xí nghiệp trung ương, doanh nghiệp nhà nước và cơ quan sự nghiệp, cha truyền con truyền cháu, người một nhà cứ thay nhau như vậy. Dường như toàn bộ những công việc có phúc lợi cao đãi ngộ cao, như truyền thông, điện lực, dầu mỏ, v.v. phúc lợi của những doanh nghiệp nhà nước từ tiền nộp thuế bằng mồ hôi nước mắt của người dân, lại chỉ đem lợi nhuận cất vào túi riêng của mình, mà không tạo phúc cho dân chúng. Từ việc tiền lương hưu của các cơ quan sự nghiệp còn con gấp đôi thậm chí gấp mấy lần lương làm việc trong cơ quan bình thường có thể rút ra kết luận, giai cấp thứ hai tuy không có quyền thế lớn như giai cấp thứ nhất, nhưng so với người dân ở giai cấp thấp nhất, lại mạnh hơn vô số lần. Ít nhất cũng là thu nhập ổn định, đời sống hạnh phúc, hưởng được các loại phúc lợi, ngay cả giá nhà cũng rẻ hơn người dân bình thường một nửa. Hơn nữa, còn có một số đặc quyền riêng. Sau giai cấp thứ hai, là số lượng lớn những ông chủ tư nhân và rất nhiều những con nhà giàu có, chính là giai cấp thứ ba. Trong giai đoạn hiện nay của đất nước, phú và quý còn chưa thể đứng ngang hàng nhau, đặc biệt là những ông chủ doanh nghiệp tư nhân.
nếu không có hậu đài chính trị, sản nghiệp mình vất vả tạo dựng mấy chục năm, có lẽ cũng sẽ vì phạm phải một lỗi nhỏ nào đó với cán bộ đội phó đội trưởng, mà phải đóng cửa hoặc phá sản chỉ sau một đêm. Mặc dù bây giờ đang nỗ lực xây dựng pháp chế, nhưng hoàn thiện pháp chế thì cần một quá trình, rất có thể sẽ là một quá trình dài. Cũng là nguyên nhân vì sao bây giờ con nhà giàu thích diễu võ dương oai và ngạo mạn không chịu nổi. Mặc dù đời cha tiền nhiều đến nỗi không xài hết, nhưng cùng với địa vị xã hội vô cùng không phù hợp, liền làm cho con nhà giàu có một tâm lý, đem uy phong tập trung ở xe xịt, phụ nữ và so sánh sự giàu có, làm mặt mũi. Hạ Tường có thể hiểu được tâm lý không cân bằng của nhóm con nhà giàu. Nhưng hắn cũng không thể nhẫn nhìn được sự vô phép tắc của con nhà giàu, nếu để hắn nhìn thấy, sẽ gặp một diệt một gặp hai diệt một cặp. Tỉnh Tây, có số lượng lớn giai cấp con nhà giàu. Giai cấp thứ 4, chính là giai cấp dân thường số lượng khổng lồ, đang đấu tranh để sinh tồn, cống hiến cho đất nước nhiều nhất nhưng nhận về lại được ít nhất. Chính là số lượng lớn những người dân lao động tiền lương thấp nhất, ở nhà xấu nhất đồng thời ăn những thức ăn có nhiều chất độc hại nhất. Ai nói người dân Trung Quốc vùng lên? Còn chưa được. Hạ Tưởng sắp xếp lại tất cả những suy nghĩ, càng biết rõ hơn bước tiếp theo hắn nên làm thế nào để tạo phúc cho người dân. Bước đầu hắn đã có quyền lực có thể ảnh hưởng được một tỉnh, như vậy khiến hắn dứt khoát lấy danh nghĩa thúc đẩy cải cách, trên cương vị chủ tịch tỉnh mà hắn đảm nhiệm, lấy một tỉnh làm thí điểm, cùng vẽ một nét phác thảo đầu tiên trong kế hoạch lý tưởng của hắn. Ngày thứ tư, Hạ Tưởng cơ bản đã thấy được con đường phía trước. Khi có sự chuẩn bị đầy đủ rồi, Tổng Bí Thư cuối cùng cũng sắp xếp được thời gian gặp mặt hắn. Sau khi gặp mặt, câu nói đầu tiên của Tổng Bí Thư chính là: để cậu chờ lâu rồi, gần đây công việc nhiều quá. Hạ Tưởng, loạn trong giặc ngoài, có lẽ cậu cũng có thể nhìn rõ được tình thế hiện tại. Nam Hải bây giờ sóng gió nổi lên, trong nước đang có một cuộc làm mới, đương nhiên là loạn trong giặc ngoài. Lời nói này của Tổng Bí Thư, vừa có ý nói rõ tình hình hiện tại, lại có ý giải thích với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền rất cảm động đối với sự quan tâm của Tổng Bí Thư. Tổng Bí Thư vất vả rồi. Tôi không vất vả, cậu mới vất vả. Tổng Bí Thư nói cao giọng. Thông qua quá trình tổng hợp suy xét, lại lấy ý kiến của Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương quyết định cử cậu đến tỉnh Tây công tác, cậu có suy nghĩ gì không? Lời vàng của Tổng Bí Thư vừa thốt lên, Hạ Tưởng liền biết, việc lớn đã thành. Thời điểm máy bay cất cánh khỏi sân bay Bắc Kinh, chờ cho máy bay xuyên qua các tầng mây, khi lên tới phía trên các tầng mây, không ngờ là cảnh đẹp quang đãng vô hạn. Cùng một bầu trời xanh, cùng một trái đất, ai bảo là cùng một phong cảnh như nhau. Hạ Tưởng và Diệp Thiên Nam ngồi cùng máy bay bay về Dương Thành, hai người chỉ thỉnh thoảng tán gẫu với nhau, tâm tình đều vô cùng thả lỏng. Trái lại Đường Thiên Vân ở bên cạnh lại có chút dầu dĩ không vui, dường như đang có rất nhiều tâm sự. Hạ Tưởng và Diệp Thiên Nam thoải mái, là bởi vì tiền đồ của hai người đều đã được xác định. Hạ Tưởng sắp tới tỉnh Tây nhậm chức, còn Diệp Thiên Nam thì chuyển tới đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, cũng đã thông qua sự xét duyệt của Ban Tổ chức Trung ương. Đường Thiên Vân đối với tiền đồ của mình thì lại vô cùng lo lắng. Cho dù đối với lý lịch của Hạ Tưởng, Đường Thiên Vân đã sớm có nghiên cứu qua, biết Hạ Tưởng là lực lượng hậu bị, không có khả năng sẽ nhậm chức ở một tỉnh nào đó quá lâu. Nếu không với năng lực của Phó Bí Thư Hạ, đã rất dễ dàng nắm vững một tỉnh hoặc một vùng, nhưng lại không ngờ rằng, thời gian Phó Bí Thư Hạ nhậm chức ở lĩnh Nam lại ngắn như thế. Tất nhiên, xuất phát từ nội tâm, đối với việc Hạ Tưởng được thăng chức, Đường Thiên Vân rất vui mừng. Rất vui mừng, nhưng cũng mơ hồ lo lắng cho tiền đồ của mình. Phó Bí Thư Hạ cũng không nói rõ có dẫn anh ta cùng đến tỉnh Tây nhậm chức hay không. Bước tiếp theo của Phó Bí Thư Hạ sẽ là bước vào cánh cửa của bộ. Là cán bộ cấp bộ trưởng, có thể mang theo thư ký đến nhậm chức. Nói đúng hơn, nếu Phó Bí Thư Hạ đồng ý anh ta, thì hoàn toàn có thể chỉ cần một lời đã quyết định tiền đồ của anh ta, dẫn anh ta cùng tới tỉnh Tây. Nhưng, Hạ Tưởng lại chưa hề đề cập đến việc này, khiến cho trong lòng Đường Thiên Vân cảm thấy bất an, không biết rốt cuộc là Phó Bí Thư Hạ có dự định gì với y. Xét một cách công bằng, y vô cùng mong ước lại có thể đi theo Phó Bí Thư Hạ vài năm nữa để rèn luyện. Tạo dựng một cơ sở tốt, chứ không muốn sớm bị đuổi đi. Tuy y cũng biết rõ, Hạ Tưởng đối với những người ở bên cạnh mình đãi ngộ rất tốt, nếu y ra bên ngoài, thì ít nhất cũng cất bước từ chức chủ tịch huyện trở lên. Tuy nhiên làm người phải biết nhìn xa trông rộng, phải có kế sách lâu dài, tốt nhất vẫn là đi theo bên cạnh Phó Bí Thư Hạ mới có triển vọng,
từ sau khi Mễ Kỷ Hỏa đến lĩnh Nam, Đường Thiên Vân liền quyết định lấy Mễ Kỷ Hỏa làm tấm gương học tập của y. Y muốn làm một Mễ Kỷ Hỏa thứ hai, như vậy điều kiện quan trọng nhất và cũng là điều kiện tiên quyết chính là vị trí sau này của Phó Bí Thư Hạ. Trước đây Đường Thiên Vân có chút hoài nghi đối với con đường sau này của Hạ Tưởng, hiện tại thì y hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ, vị chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất từ khi xây dựng đất nước đến nay, dễ dàng trở thành quan to cấp bộ, nếu nói triển vọng sau này của Phó Bí Thư Hạ không rộng lớn thì còn ai có thể chứ? Tâm tư của Đường Thiên Vân chìm nổi, nghe được nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giữa Diệp Thiên Nam và Hạ Tưởng, trong lòng đột nhiên hạ quyết tâm. Bị động chờ đợi là không thể thành công được. Bất kỳ việc gì cũng phải biết nỗ lực thực hiện. Lãnh đạo, Đường Thiên Vân vừa mới mở miệng, y mới cảm thấy cũng không quá khó khăn như suy nghĩ. Anh đi tỉnh Tây, không thể thiếu người bên cạnh được, tôi tự đề cử mình, nguyện ý đi theo bên cạnh lãnh đạo. Diệp Thiên Nam kín đáo mỉm cười, im lặng nhìn Đường Thiên Vân. Đối với việc Hạ Tưởng cuối cùng có thể bước vào con đường của bộ, hơn nữa còn tới tỉnh Tây đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh, trong lòng Diệp Thiên Nam có chút ghen tị. Nhưng vẫn vui vì Hạ Tưởng đã đạt được một bước có tính chất lịch sử. Nếu đã cùng với Hạ Tưởng trên một con thuyền, ông đương nhiên hy vọng con thuyền này của Hạ Tưởng thuận nước thuận gió, một ngày nào đó sẽ trở thành một con thuyền dẫn đầu. Đối với việc vẫn ở lại lĩnh Nam tiếp tục hoàn thành sự nghiệp cạnh tranh của Hạ Tưởng, Diệp Thiên Nam vô cùng tự tin, ông ta hy vọng sẽ ở lĩnh Nam bước từng bước một đến vị trí của Hạ Tưởng. Một ngày nào đó khi Hạ Tưởng chính thức trở thành một vị tướng soái lớn, hy vọng ông ta cũng có thể rảo bước tiến lên cánh cửa của bộ. Hạ Tưởng cười đầy thâm ý, thấy Đường Thiên Vân cuối cùng cũng chịu chủ động mở miệng, hắn cười cười gật đầu. Tôi còn đang cân nhắc. Tin tức Hạ Tưởng sắp đi tỉnh Tây, vẫn chưa công bố ra bên ngoài, nhưng tất cả mọi người ở tỉnh ủy lĩnh Nam đều đã biết. Ai cũng cho rằng Hạ Tưởng ở lại Bắc Kinh là có chuyện khác, không ngờ, lại trong im lặng, một bước rảo bước trên con đường tiến vào bộ. Khiến rất nhiều lãnh đạo ở tỉnh ủy lĩnh Nam bị bịt mắt trước đó, chấn động. Chẳng những giật mình, còn khiếp sợ, dù sao Hạ Tưởng cũng còn rất trẻ, cho dù con đường ở phó bộ của Hạ Tưởng cũng đã được mấy năm rồi, lý lịch kinh nghiệm cũng miễn cưỡng cho là đủ, nhưng vẫn không thể chấp nhận sự thật một người trẻ như vậy đã lên làm chủ tịch tỉnh. Từ khi xây dựng đất nước đến nay, đây là người đầu tiên. Quan lớn cấp bộ trẻ tuổi nhất. Hạ Tưởng vừa vào tỉnh ủy. Liền cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình không giống bình thường. Trước kia là thân thiết và cung kính, hiện tại lại là kính sợ và xa cách. Cho dù khi chào hỏi vẫn như cũ, nên bắt tay thì vẫn bắt tay, nhưng không khí lại khác nhau rất lớn. Lúc Hạ Tưởng bước lên tầng, đúng lúc gặp được Lâm Song Bồng đang đi xuống. Lâm Song Bồng nhìn thấy Hạ Tưởng và Diệp Thiên Nam quay về, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nói. Phó Bí Thư Hạ đã về, vất vả rồi. Lại chuyển luôn đề tài. Ở sân bay không gặp được Như Lan sao? Hạ Tưởng sửng sốt. Không gặp. Diệp Thiên Nam thấy Hạ Tưởng và Lâm Song Bồng nói về việc riêng, liền khẽ gật đầu rồi đi lên tầng. Hôm nay Như Lan lên máy bay, bay đến Bắc Kinh. Lâm Song Bồng khẽ lắc đầu. Kỳ thực cô ấy biết hôm nay cậu trở về, cũng biết chuyến bay của cậu, chuyến bay của cô ấy chậm hơn của cậu một giờ, nếu có lòng, đương nhiên vẫn có thể gặp được. Có lẽ Quý Như Lan trốn ở một nơi nào đó, chỉ muốn nhìn hắn một cái mà không cho hắn phát hiện, trong lòng Hạ Tưởng nhất thời cảm thán. Đi tới văn phòng, sau khi xử lý xong một vài việc, còn chưa kịp lên lầu gặp mặt Trần Hạo Thiên, liền nhận được điện thoại của một người. Là Lôi Trị Học. Phó Bí Thư Hạ, tôi đại diện cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây, hoan nghênh cậu tới công tác ở tỉnh Tây. Giọng nói của Lôi Trị Học vẫn rất bình tĩnh, không chút lên xuống. Nghe ra thì hoàn toàn không bị chuyện của Lôi Tiểu Minh làm cho ảnh hưởng gì. Không ngờ, thời cuộc biến hóa lại nhanh như vậy, làm cho người ta hoa cả mắt. Tôi còn nghĩ có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội được cùng ngồi uống trà nói chuyện phiếm với Phó Bí Thư Hạ, thế mà chớp mắt một cái, đã thành đồng sự của nhau, đúng là niềm vui bất ngờ. Hạ Tưởng cũng đành phải nói vài câu khách sáo. Sau này còn phải học hỏi Bí Thư Lôi nhiều, còn mong Bí Thư Lôi góp ý giúp chỉ ra chỗ sai. Tỉnh Tây cần cán bộ trẻ tuổi đầy hứa hẹn như cậu, có thể cùng một bộ máy với Phó Bí Thư Hạ, là may mắn của tôi, là phúc của nhân dân tỉnh Tây. Ngắt điện thoại của Lôi Trị Học, Hạ Tưởng vui mừng mỉm cười. Cho dù điện thoại của Lôi Trị Học chỉ là vài lời nói chuyện mang tính khách sáo, nhưng theo thái độ chủ động gọi điện thoại tới của ông ta thì có thể thấy, Lôi Trị Học đối với việc hắn tới nhậm chức ở tỉnh Tây,
thứ nhất là cảm thấy bất ngờ, thứ hai là có chút mâu thuẫn nội tâm. Đừng nói Lôi Trị Học cảm thấy bất ngờ, chỉ sợ có không ít người cũng không ngờ hắn sẽ một bước từ lĩnh Nam bước đến tỉnh Tây. Không thể không nói, Ngô Tài Dương giữ bí mật rất giỏi. Mượn cơn gió đông là Tào Vĩnh Quốc lui xuống, mượn cơn gió đông là sự kiện Ngô Hiểu Dương, dưới sự tham gia thúc đẩy bất ngờ của Lão Quý, Lão Trịnh, lại có bốn thế lực gia tộc lớn cùng liên kết với nhau cùng đề cử, hơn nữa còn có thủ tướng ở sau lưng thúc đẩy, Hạ Tưởng cuối cùng cũng có thể ở độ tuổi đó, thành công mà ung dung bước vào hàng ngũ quan lớn trong chính bộ đứng đầu trong nước. Nghe nói khi ban tổ chức cán bộ trung ương đề cử Hạ Tưởng đến nhậm chức phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây, quyền chủ tịch tỉnh, lúc ấy phe phản đối vô cùng kinh ngạc, vốn định tận lực phản đối, nhưng dưới áp lực hùng mạnh do sự liên kết giữa tổng bí thư và thủ tướng gây ra, lại nghe được hầu như toàn bộ phiếu của nhóm các ông cụ đều đồng ý với Hạ Tưởng, phe phản đối biết không thể cứu vãn được nữa, đành phải thuận theo dòng nước của lịch sử. Cuối cùng đề cử Hạ Tưởng với ưu thế tuyệt đối là tỷ lệ 8,1 mà được thông qua. Hạ Tưởng sau khi nói chuyện riêng với Trần Hạo Thiên và Mễ Kỳ Hỏa, đã đem ý nghĩ của chính mình về bước tiếp theo về thế cục ở lĩnh Nam ra trình bày. Đồng thời cũng truyền đạt với Trần Hạo Thiên và Mễ Kỳ Hỏa, Lão Quý đối với triển vọng tương lai của lĩnh Nam, rất hy vọng Trần Hạo Thiên ở nhiệm kỳ cuối ở lĩnh Nam, vẫn tiếp tục tiến nhanh về phía trước, vì các tỉnh anh em trong nước dám tiên phong làm ra tấm gương sáng vì dân vì nước. Dám tiên phong vì đất nước. Ngụ ý chính là hy vọng Trần Hạo Thiên tiếp tục thúc đẩy việc cải cách chính trị, nhà họ Quý sẽ ủng hộ Trần Hạo Thiên trong tất cả mọi việc. Trải qua hành trình ở Bắc Kinh, cùng với cuộc tiếp xúc với Lão Quý và Lão Trịnh, Hạ Tưởng càng thêm hiểu rõ về tình hình ở lĩnh Nam. Trần Hạo Thiên ở lĩnh Nam nếu không được Tam Hệ ở lĩnh Nam ủng hộ, thì nửa bước cũng khó đi, mọi chuyện đều bị làm khó, mà Tam Hệ ở lĩnh Nam lại như thiên lôi của nhà họ Quý, sai đâu đánh đó. Sau đó, tỉnh ủy lĩnh Nam tiến hành điều chỉnh một loạt nhân sự. Đầu tiên là miễn đi chức vụ phó bí thư tỉnh ủy của Hạ Tưởng, Diệp Thiên Nam lên thay. Sau đó, Lưu Kim Nam từ trưởng ban thư ký tỉnh ủy chuyển thành đảm nhiệm chức phó chủ tịch tỉnh, cũng thông qua sự đồng ý của phần lớn người trong tỉnh ủy. Mễ Kỳ Hỏa chủ trì tổ chức hội nghị thường vụ tỉnh, nghiên cứu việc phân công phó chủ tịch tỉnh, thân gia hậu được phân công quản lý công việc hàng ngày của tỉnh, tương đương với việc chính thức được đảm nhiệm chức phó chủ tịch thường trực tỉnh. Lưu Kim Nam cũng được phân công, quản lý không ít các phân ngành quan trọng. Điều khiến mọi người chú ý không phải là sự điều chỉnh trong bộ máy tỉnh ủy, mà là sau khi thư ký thành ủy Hồng Hoa Đường Kỳ Danh được đề bạt làm bí thư tỉnh ủy, Lý Dật Phong mới đảm nhiệm chưa lâu chức vụ phó thư ký thành ủy Hồng Hoa liền tiến lên trước một bước, lên chức chính ngay tại địa phương, đảm nhiệm chức thị trưởng. Đến lĩnh Nam đã mấy năm, nhưng Lý Dật Phong vẫn không có chút tiếng tăm gì. Hạ Tưởng đến sau không lâu, lại một bước lên mây, từng bước thăng chức, ý tứ hàm xúc trong đó không cần nói cũng biết. Một tháng sau, Trung ương đưa ra quyết định, đồng chí Tào Vĩnh Quốc sẽ không đảm nhiệm chức vụ ủy viên thường vụ, thư ký tỉnh ủy tỉnh Hắc Liêu nữa. Tin tức vừa được công bố ra, đã dẫn đến hàng loạt suy đoán của bên ngoài. Kỳ thực bên ngoài không biết là, vừa qua sau khi mặt trận Tổ quốc bàn bạc, Tào Vĩnh Quốc đã chính thức được lựa chọn làm phó chủ nhiệm mặt trận Tổ quốc, tuy nhiên lúc ấy do xuất phát từ phương diện suy xét nào đó, mà không được công bố ra bên ngoài. Tào Vĩnh Quốc đột nhiên từ chức, tin tức này khiến cho những người có tin tức nhanh nhạy đều lập tức ngửi được sự khác thường. Lẽ nào, cha vợ vì con rể mà từ chức, nhưng, Hạ Tưởng dù sao vẫn còn quá trẻ, có thể một bước bước vào cánh cửa chính bộ sao? Hơn 60 năm xây dựng đất nước, chế độ dùng người vẫn dậm chân tại chỗ. Ngoại trừ việc đảm nhiệm chức tổng thư ký còn có chút cải tiến. Mấy chục năm trước, người trẻ tuổi vẫn không có cơ hội tỏ hết tài năng, khiến cho đất nước trong một thời gian dài vẫn nằm dưới sự cai quản của những người già. Chẳng lẽ là, thực sự sẽ có một vị bộ trưởng cấp cao trẻ tuổi nhất từ khi thành lập đất nước đến nay? Tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi sự thay đổi nhân sự ở tỉnh Hắc Liêu. Tào Vĩnh Quốc từ chức, nguyên chủ tịch tỉnh tiếp nhận chức phụ bí thư tỉnh ủy. Còn chức vụ chủ tịch tỉnh thì do phó chủ tịch thường trực tỉnh tiếp nhận, nhìn không ra có chút liên hệ gì với việc Hạ Tưởng đến tiếp nhận chức vụ đó. Lại khiến bên ngoài thêm phỏng đoán, chẳng lẽ không phải Hạ Tưởng đến đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh ở Hắc Liêu. Lại nửa tháng sau, nhân sự ở tỉnh Tây có sự thay đổi, nguyên chủ tịch tỉnh bị điều đi nơi khác, Trung ương quyết định, đồng chí Hạ Tưởng đảm nhiệm chức vụ ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Tây, phó bí thư, quyền chủ tịch tỉnh. Ngay khi tin tức được công bố chính thức, lập tức khiến giới truyền thông bùng nổ, những sơ yếu lý lịch, ảnh chụp,
đời sống liên quan đến Hạ Tưởng, sau khi tin tức được công bố ra chưa đến 10 phút, đã che trời phủ đất thổi quét toàn bộ. Một vị chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất kể từ khi xây dựng đất nước tới nay đã chính thức xuất hiện, tất cả mọi người đều nhớ rõ thời khắc có tính chất lịch sử này. Kỷ lục của Hạ Tưởng đã được duy trì suốt hơn nửa thế kỷ. Duy trì đến tận hơn 60 năm sau, mới bị một người trẻ tuổi họ Cổ phá vỡ. Người trẻ tuổi họ Cổ này ở tuổi 35 đã bước vào cánh cửa của bộ, trở thành vị bộ trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử, cuối cùng cũng khiến thần thoại bất bại về Hạ Tưởng trở thành lịch sử. Hơn nữa người trẻ tuổi họ Cổ này, sau khi đảm nhiệm chức bộ trưởng, tiếp tục trên đà thắng lợi, cuối cùng ở tuổi trung niên lại giành được vị trí cao hơn, lại phá vỡ kỷ lục mà Hạ Tưởng đã lập được. Nhưng ở trong mắt các nhà lịch sử, việc người trẻ tuổi họ Cổ này phá vỡ được kỷ lục của Hạ Tưởng, dường như chẳng phải là chuyện đáng ăn mừng gì. Mặc dù phía sau con đường thăng chức nhanh chóng của người họ Cổ này, dường như cũng chẳng có bối cảnh và trợ lực gì, hơn nữa cũng không nghiên cứu xem giữa người trẻ tuổi họ Cổ này và Hạ Tưởng đến tột cùng có quan hệ gì, nhưng vẫn luôn có người cho rằng người trẻ tuổi họ Cổ này đạt được chức cao, bề ngoài chính là sự tất yếu của lịch sử, kỳ thực đó là kết quả do sự thúc đẩy của một tập đoàn có thế lực khổng lồ. Lão Cổ thì không nhìn thấy được ngày đó, chứ nếu ông cụ biết trước tương lai này, thì vui mừng phải biết. Một khi quyết định của Trung ương đã được công bố ra, Hạ Tưởng liền tạm biệt Dương Thành, khởi hành đi Bắc Kinh. Lúc sắp đi, Trần Hạo Thiên, Mễ Kỳ Hỏa và toàn thể thành viên tỉnh ủy Lĩnh Nam, long trọng cử hành nghi thức tiễn biệt Hạ Tưởng. Trần Hạo Thiên và Mễ Kỳ Hỏa đương nhiên không cần phải nói, Diệp Thiên Nam tha thiết nắm chặt tay của Hạ Tưởng, cảm thán nói. Thực không muốn để Phó Bí Thư Hạ đi chút nào, Phó Bí Thư Hạ ở chỗ nào, thì chỗ đó có hạnh phúc. Trong lòng Lâm Song Bồng có chút đối lập với Hạ Tưởng, nhưng hiện giờ khi Hạ Tưởng phải rời đi, không ngờ ông lại có chút lưu luyến không rời, đúng là thay đổi thật lớn. Ông từ người Hạ Tưởng thấy được trên người hắn có ánh hào quang, vừa hòa nhã, lương thiện lại có chí tiến thủ, khiến người luôn luôn bài trừ hắn là người ngoại tỉnh như ông, lần đầu tiên có thiện cảm đối với người ngoại tỉnh. Phó Bí Thư Hạ, bảo trọng nhé. Hy vọng sẽ có ngày cậu trở lại thăm Lĩnh Nam. Tin rằng người dân Lĩnh Nam sẽ nhớ đến công lao của cậu. Lâm Song Bồng tình thâm nghĩa trọng nói. Vốn tôi còn tưởng còn có thể đi theo Phó Bí Thư Hạ học hỏi một khoảng thời gian nữa, không ngờ Phó Bí Thư Hạ lại phải đi nhanh như vậy. Quả thực Hạ Tưởng đã vì Lĩnh Nam làm không ít chuyện, không đề cập tới hành động đặc biệt vì Lĩnh Nam dẹp yên bao nhiêu thế lực đen tối, trừng trị bao nhiêu tham quan. Chỉ nói tới việc diệt trừ một Ngô Hiểu Dương, đã vì Dương Thành, thậm chí là cả Lĩnh Nam có được mười mấy năm yên bình. Nhưng cũng không có mấy ai biết được công lao của Hạ Tưởng, bởi Hạ Tưởng tình nguyện trốn ở phía sau hậu trường, không muốn dân chúng nói tốt. Một người làm quan công bằng chính trực, vì hạnh phúc của nhân dân là việc nên làm, cần gì phải tuyên dương cho nhiều người biết. Chẳng những tận lực không để công bố ra bên ngoài, thậm chí ngay cả nhật ký cũng không viết. Làm việc thiện mà để cho người khác thấy, thì không còn là làm việc thiện nữa. Rời khỏi Dương Thành, rời khỏi Lĩnh Nam còn chưa hoàn toàn quen thuộc, rời khỏi nơi không khí tràn ngập mùi hoa lan Nam Hải, trong lòng Hạ Tưởng cũng có chút lưu luyến, cuối cùng vẫn là đạo nghĩa không cho phép chùn bước lên máy bay. Thời điểm máy bay bay lên, trong đầu hắn lại thoáng hiện giọng nói, dáng điệu và nụ cười của Quý Như Lan, nhất thời tim đập thình thịch. Hạ Tưởng bay thẳng đến Bắc Kinh. Trước khi phải đảm nhiệm chức vụ mới, hắn có một tuần rảnh rỗi. Tào Thù Huân đến sân bay đón hắn. Trong làn gió xuân say mê ở Bắc Kinh, Tào Thù Huân đứng thẳng, quàng một cái khăn lụa màu hồng nhạt, lụa mỏng như mê ảo. Có lẽ là do dáng người mê người của cô như một đóa hoa đang đón gió xuân, hấp dẫn không ít ánh mắt người qua đường, thậm chí còn có người rất không khách khí nhằm vào Hạ Tưởng đang ôm Tào Thù Huân vào trong ngực với ánh mắt thù địch. Phong thái của Tào Thù Huân vẫn như năm xưa, không giảm chút nào, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng cô chỉ là sinh viên thanh khiết mới hơn 20 tuổi. Chủ yếu cũng là do cách ăn mặc của cô rất đơn giản, thuận tiện, hơn nữa cô còn có rất nhiều phương pháp bảo dưỡng, cùng với tính cách thẳng thắn vô tư, là người vui vẻ luôn biết tự cho là đủ, vì vậy mới không nhanh già. So với các bạn bè cùng tuổi thì cô có vẻ trẻ hơn rất nhiều. Hạ Tưởng đem Tào Thù Huân kéo vào trong lồng ngực. Dịu dàng mỉm cười. Vất vả rồi. Tào Thù Huân lại khúc khích cười, giơ tay búng một cái vào đầu Hạ Tưởng, vui vẻ nói. Ngày xưa lúc anh mới chỉ là một đứa con nít xanh, tôi búng vào đầu của anh, cảm thấy đầu anh khá là cứng rắn. Hiện tại anh đã là chủ tịch tỉnh rồi, lại búng đầu anh,
cảm giác vẫn giống như trước đây. Tôi thật thất vọng, hóa ra đầu chủ tịch tỉnh cũng thường thôi. Hạ Tưởng vui vẻ cười. Nghĩ linh tinh cái gì chứ? Chủ tịch tỉnh hay bí thư tỉnh ủy cũng là người, không phải thần linh, lại càng không phải người ngoài hành tinh. Tào Thù Huân lai một chiếc Audi màu đỏ, so với những chiếc xe đi đâu cũng có thể nổi bật, điểm tốt của xe Audi chính là không bắt mắt. Hạ Tưởng việc nhân đức không nhường ai ngồi vào vị trí lái xe, chạy thẳng về nhà. Hiện giờ Hạ Tưởng xem như thật sự đã an gia ở Bắc Kinh. Căn phòng 17m² của Tào Thù Huân cũng không phải là không đủ để cho Tào Vĩnh Quốc ở, nhưng Tào Vĩnh Quốc dù sao cũng là lãnh đạo cấp phó quốc gia, mặc dù đã không còn thực quyền, nhưng vẫn có đãi ngộ. Trước khi chưa bàn giao toàn bộ công việc ở tỉnh ủy Hắc Liêu, cũng đã có được một căn trong khu nhà cao cấp ở Bắc Kinh. Cũng may chỗ ở của Tào Vĩnh Quốc cách nơi ở của Tào Thù Huân không xa, thời gian gần đây Tào Thù Huân an tâm ở lại Bắc Kinh chăm sóc Hạ Đông, đồng thời cũng đoàn tụ với cha mẹ, xem như đây là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của gia đình họ trong 10 năm gần đây. Sau khi Tào Vĩnh Quốc lui xuống, tâm trạng rất tốt, không những trồng một đám hoa cỏ lớn trong sân nhà mình, còn bắt đầu luyện tập thư pháp, cũng bố trí vài bồn hoa cây cảnh trong phòng của Tào Thù Huân, nói muốn an hưởng cuộc sống lúc về già, chăm sóc chơi đùa với con gái và cháu ngoại nhiều hơn, hưởng thụ hạnh phúc gia đình. Vương Vũ phân cách con gái không xa, nên cũng đem một phần tâm tư đặt ở trên người Tào Thù Huân. Thỉnh thoảng lại chạy đến nhà của Tào Thù Huân, nói là đến thăm con gái. Ôm Hạ Đông một cái, thực ấm áp vui vẻ. Hạ Tưởng nghe Tào Thù Huân cằn nhằn không dứt về mọi việc trong nhà, tâm trạng cũng rất tốt, đối với việc sắp đến nhậm chức ở tỉnh Tây, tạm thời đặt sang một bên. Nếu để cho người khác biết, vị chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất ở trong nước, lại không có chút kích động nào đối với việc sắp được nhậm chức chủ tịch tỉnh, có lẽ sẽ có không ít người chịu đựng đến tận 50, 60 tuổi mà vẫn không thể được thăng lên cấp phó tỉnh tức đến mức ngất xỉu. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng không phải là tự cao tự đại đến mức cho rằng hắn vừa đến tỉnh Tây là có thể tháo gỡ cục diện. Mà là trong lòng hắn chắc chắn, năm đó cha vợ ở tỉnh Tây làm việc vài năm, chắc chắn có để lại một phần tài sản chính trị cho hắn. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải hai mắt bị che khuất, thì cho dù tài sản chính trị của cha vợ ở tỉnh Tây chỉ là một phó trưởng ban thư ký của ủy ban tỉnh, thì đó cũng đã là một cơ hội lớn mở ra một triển vọng mới cho hắn. Dù sao hiện tại hắn đường đường cũng là nhân vật số 2, gần với nhân vật thực quyền số 1, quyền hạn và uy vọng của phó bí thư tỉnh ủy so sánh với chủ tịch của một tỉnh, là không giống nhau. Lôi Trị Học muốn áp chế hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nói đi thì phải nói lại, lần này đi tỉnh Tây nhân tố bất lợi cũng không ít, đầu tiên là việc chưa bắt tay mà đã tiến hành giao thủ với Lôi Trị Học, tiếp theo, là phải lo về tai họa ngầm sẽ xung đột với nhà giàu nhất ở tỉnh Tây, và còn có cả gút mắc về lợi ích kinh tế trong đó. Hạ Tưởng quyết định, lần này đến tỉnh Tây, hắn sẽ dẫn Nga Ni Trần và Tiêu Mũ đi theo. Về tới nhà, mọi thứ vẫn như cũ, bài trí vô cùng ấm áp, giống như phòng tân hôn năm xưa khi hắn và Tào Thù Huân mới kết hôn với nhau. Trang hoàng và dụng cụ gia đình trong phòng, ngoài sự đơn điệu, chính là phải tránh quá xa hoa phung phí, là xa hoa nhưng không thể xa hoa quá mức. Tào Thù Huân xuất thân từ gia đình quan lớn và danh môn, tuy rằng trước mặt người khác cũng không thể hiện ra, nhưng đã nuôi dưỡng thành khí chất ung dung và mắt thẩm mỹ tinh xảo. Tào Thù Huân không hề cố ý dùng thái độ quý phái để cho mọi người xem, nhưng sự hiểu biết về cuộc sống và tình cảm của cô, vẫn khiến Hạ Tưởng vừa thấy đã động lòng. Trở về căn nhà quen thuộc và ấm áp, Hạ Tưởng thoải mái ngồi lên trên sofa, đang nghĩ trong vòng một tuần này, nên ở Bắc Kinh làm những gì, không ngờ đang nghĩ thì lại ngủ quên mất. Lúc tỉnh lại, liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Tào Thù Huân tự mình xuống bếp làm một bữa cơm chiều thịnh soạn cho hắn, hơn nữa còn là bữa tối dưới ánh nến. Đã lâu không ăn bánh mì và các món ăn ở nhà, Hạ Tưởng nhớ tới một chuyện thú vị nhất đã trải qua ở Dương Thành, cười nói cho Tào Thù Huân nghe. Người phía Nam mỗi ngày ba bữa đều là cơm, họ cho rằng gạo là thực vật tốt nhất trong thiên hạ. Hơn nữa có vài nơi một năm có từ 2 đến 3 vụ lúa, trong khi lúa mì ở phương Bắc thì một năm chỉ chín một lần, hơn nữa sản lượng lại thấp, không bằng lúa, sản lượng vừa cao lại cho nhiều vụ thu hoạch. Tào Thù Huân cười mắng. Chỉ là thói quen thôi, ai cho anh cười nhạo người ta? Anh đâu có ý cười nhạo đâu, ý anh là, kỳ thực rất nhiều người phía Nam không biết, người phương Bắc không ăn gạo ở phương Nam, họ ăn gạo Đông Bắc hoặc gạo Tân Thành. Một năm thu hoạch được những 2 hoặc 3 vụ,
dù sao cũng không thể ăn ngon bằng việc một năm chỉ thu hoạch được có một lần, chỉ khi đã trải qua sinh trưởng trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, thì hạt gạo mới có hương vị ngọt ngào và nhiều dinh dưỡng nhất. Em biết ngay là anh sẽ mở rộng ra một đạo lý lớn hơn, quả nhiên, quả nhiên. Tào Thù Huân múc canh cho Hạ Tưởng. Có phải lại muốn nói điều gì về triết học chính trị cho em không? Không phải là triết học chính trị, mà là đạo lý cuộc đời. Hạ Tưởng uống một ngụm canh ngon. Bây giờ mọi người quá nông nổi, quá thiếu kiên nhẫn, muốn mau chóng có được thành công, cho rằng bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết trong chốc lát. Giá cả đồ ăn trong những năm gần đây giống như trò chơi tàu lượn siêu tốc, năm nay rau gì giảm sản lượng, giá cả tăng lên, sang năm tuyệt đối mọi người sẽ thi nhau trồng, sau đó giá rau lại giảm xuống. Cuối cùng thiệt thòi nhất vẫn là dân trồng rau. Người trồng rau rất không biết nhìn xa, dễ dàng bị gió chiều nào nghiêng theo chiều đó. Vậy anh có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ anh làm chủ tịch tỉnh, lại đi đến từng đồng ruộng hướng dẫn cho người trồng rau nên sử dụng tầm nhìn kinh doanh như thế nào để trồng rau? Em nghĩ hay là thôi đi, chủ tịch tỉnh lại đi trồng rau, chính là làm việc không đúng chức trách. Ai bảo chủ tịch tỉnh đi trồng rau lại là việc làm không đúng chức trách? Theo ý kiến của anh thì, nuôi heo cũng là trách nhiệm của chủ tịch tỉnh. Sau khi ăn cơm tối xong, Hạ Tưởng đến thăm vợ chồng Tào Vĩnh Quốc trước, Hạ Đông thì ở nội trú, hôm nay đặc biệt trở về là vì muốn gặp Hạ Tưởng. Rốt cuộc thì con trai vẫn rất nhớ ba mình, Hạ Tưởng tuy rằng tự nhận là một người cha không làm tròn trách nhiệm, nhưng hắn cũng không muốn vắng mặt trong thời thơ ấu của con trai. Tào Vĩnh Quốc và Hạ Tưởng tán gẫu một lúc, đề tài liền chuyển tới chuyện ở tỉnh Tây, ông nói. Bố ở tỉnh Tây vài năm, cũng có một số nhân viên có thể tin được, để đến lúc đó giới thiệu hết cho con. Không ngờ Hạ Tưởng lại kiên quyết từ chối. Nếu con đến tỉnh Tây mà còn để bố dẫn đường, vậy không tốt lắm. Có cái gì không tốt chứ? Tào Vĩnh Quốc rất khó hiểu. Chẳng lẽ là, con đã tìm được người dẫn đường rất tốt rồi? Tình hình ở tỉnh Tây, nhìn bề ngoài thì không phức tạp bằng tỉnh Tề và lĩnh Nam, trên thực tế, tỉnh Tây là tỉnh cung cấp nguồn năng lượng lớn nhất trong nước, hút mắc lợi ích bên trong, người ngoài không thể tưởng tượng được. Hạ Tưởng nở nụ cười thần bí. Con đến tỉnh Tây, không cần chủ động tìm người dẫn đường, sẽ có người tích cực chủ động mà tự nguyện dẫn đường cho con. Ngày thứ ba, các phương tiện truyền thông lớn, các mạng vẫn liên tục đưa tin về Hạ Tưởng. Không chỉ Hạ Tưởng nhận được vô số điện thoại yêu cầu được phỏng vấn, ngay cả cha mẹ hắn ở xa tận Đan Thành cũng không tránh được phiền toái này, bị điện thoại của phóng viên làm cho không có chỗ trốn, cuối cùng thành ủy thành phố Đan Thành phải ra mặt, giúp giải quyết một chỗ ở mới tạm thời cho cha mẹ Hạ Tưởng, mới tránh xa được sự tấn công của giới truyền thông. Hạ An đã phải trải qua một lần khảo nghiệm ác liệt trong cuộc đời, rất nhiều phương tiện truyền thông không gặp được Hạ Tưởng để phỏng vấn, cũng không tiếp xúc được cha mẹ Hạ Tưởng. Nên đã muốn thử bắt đầu với Hạ An, muốn có một cuộc phỏng vấn với Hạ An để lấy được thông tin về Hạ Tưởng, như thế sẽ nắm được tin tức độc quyền trong tay. Hạ An lớn bằng từng này rồi mà vẫn chưa từng thấy nhiều truyền thông như vậy, thậm chí còn có cả không ít phóng viên nước ngoài cũng thông qua đủ loại con đường để tìm cậu ta, dùng hết các loại phương pháp muốn cho cậu ta phải mở miệng. May mắn, Hạ An đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước kia, cho dù phóng viên truy hỏi như thế nào. Cậu ta vẫn nói năng thận trọng, một mực nói là không thể trả lời. Cho dù bọn họ dùng 10.000 đô la Mỹ, hay cá biệt còn có nữ phóng viên rất phong lưu dùng tình dục để dụ dỗ cậu ta vẫn kiên trì giữ vững lập trường. Hạ An biết, bảo vệ tốt Hạ Tưởng, chính là bảo vệ cho gia đình nhà họ Hạ, nói rộng hơn nữa, chính là bảo vệ nhà họ Tào. Lúc này Hạ An cũng chưa dám nghĩ xa hơn một chút, cậu ta không đủ lớn mật, không dám nghĩ đến một điều khác là... Bảo vệ Hạ Tưởng, chính là bảo vệ quốc gia. Cho dù rất nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài không phỏng vấn được Hạ Tưởng, nhưng vẫn căn cứ vào các loại tài liệu công khai hoặc bí mật, đăng tải một bài viết về Hạ Tưởng. Từ góc độ phân tích và bình luận, tung hô việc Hạ Tưởng được bổ nhiệm chức chủ tịch tỉnh là sự kiện có tính chất lịch sử của Trung Quốc, thậm chí là của cả thế giới. Hạ Tưởng tuổi còn trẻ mà đã thành công đi tới con đường làm chủ tịch tỉnh, là lần đầu tiên Trung Quốc khôi phục lại sự tự tin của một đất nước lớn. Là một lần nữa dân tộc Trung Hoa tự hào tuyên bố với thế giới, Trung Quốc đang tiến tới một thời đại mới, mà mở đầu chính là việc bổ nhiệm một chủ tịch tỉnh trẻ tuổi. Hạ Tưởng thực không ngờ phương tiện truyền thông nước ngoài lại chú ý tới hắn nhiều như thế, hơn nữa còn nâng lên một cấp độ cao không gì sánh được, cũng khiến hắn không còn cách nào khác. Mà càng làm cho hắn bất ngờ chính là,
có một phương tiện truyền thông nước ngoài còn trực tiếp ví hắn như là quốc bảo. Không bị quản lý, truyền thông nước ngoài đưa tin về Hạ Tưởng vô cùng sắc bén, nếu nói việc so sánh Hạ Tưởng như kho báu của Trung Quốc khiến Hạ Tưởng dở khóc dở cười cũng còn có chút ý nghĩa hàm xúc. Sau đó còn tồi tệ hơn, có một số báo chí còn trực tiếp công bố Hạ Tưởng sẽ trở thành người lãnh đạo trung tâm thế hệ thứ 7, cũng đưa ra tiêu đề Trung Quốc sẽ mượn Hạ Tưởng mà lập ra một bàn cờ rất lớn, vạch ra rằng Hạ Tưởng có hy vọng lãnh đạo Trung Quốc đi lên tới đỉnh cao thế giới trong vòng 100 năm xây dựng đất nước. Danh tiếng về Hạ Tưởng, trong một đêm truyền khắp thế giới, nhất là các quốc gia phương Tây. Ngay cả tiểu quốc Nam Hải cũng cáo mượn oai hùng, không ít phương tiện truyền thông đưa ra nghi vấn nếu Hạ Tưởng ở độ tuổi hơn 30 được làm chủ tịch tỉnh, hắn sẽ áp dụng chính sách gì đối với Nam Hải. Dụ dỗ hay là dùng thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn. Giới truyền thông đất nước Nhật Bản lại khoa trương, dùng mực đỏ in tiêu đề bắt mắt biểu đạt lo lắng và khiếp sợ rằng Nhật Bản chỉ còn không đến 20 năm. Trong vòng 20 năm này, nếu không thể giải quyết vấn đề đảo tương du với Trung Quốc, thì sau 20 năm nữa, Nhật Bản sẽ phải thần phục dưới gót sắt của Trung Quốc. Giới truyền thông lại còn dùng một tuyên bố khiếp sợ khiến người nghe rợn cả người là, từ sau thời Triều Minh, trong mấy trăm năm Nhật Bản đối kháng với Trung Quốc chưa bao giờ thất bại, thì bây giờ tất cả người dân Nhật Bản sẽ phải nhớ tới một người Trung Quốc có tên là Hạ Tưởng. Bởi vì nếu Hạ Tưởng không phải là ác mộng của Nhật Bản, thì cũng sẽ khiến Nhật Bản một lần nữa ý thức cảnh báo địa vị phụ thuộc của Nhật Bản ở châu Á. Hơn nữa, có hai sự kiện lớn xảy ra ở trong nước, khiến đất nước Nhật Bản rất thất vọng. Một là trước nhiệm kỳ mới, Ủy viên Bộ Chính trị thân với Nhật chẳng những hết hy vọng gia nhập thường vụ, đã thế còn xuống dốc không phanh. Nếu người này có thể gia nhập vào thường vụ, thì đối với bố cục kinh tế của Nhật Bản ở Trung Quốc sẽ rất có ích lợi. Nhưng đáng tiếc, chẳng những không hề có hy vọng gia nhập thường vụ, hơn nữa có thể bảo vệ tính mạng cho người thân đã là tốt lắm rồi. Nếu nói người nào đó bị thất thế đã khiến cho dã tâm của Nhật Bản bị một đòn cảnh cáo, thì việc Hạ Tưởng lên chức chính bộ lại giống như một chậu nước lạnh trực tiếp tạt vào phần tà tâm bất tử của những người Nhật Bản. Trong kế hoạch lâu dài của Nhật Bản, giấc mộng vĩnh viễn không thể phai mờ chính là muốn mượn Trung Quốc như một ván cầu, thành lập một đế quốc tài chính ở châu Á, gậy chỉ huy đế quốc này đương nhiên là nằm trong tay Nhật Bản. Nhưng tình thế bây giờ lại không thể so với trước kia, nếu muốn dựa vào chiến tranh mà giành thắng lợi, Nhật Bản đương nhiên không có cơ hội. Nhưng hình thức chiến tranh lại có rất nhiều loại, chiến tranh kinh tế so với chiến tranh vũ trang thì bí mật hơn, càng có tính lừa gạt hơn, cũng càng có thể trong im lặng, thu mua rất nhiều các quan lớn quyền quý trong nước để mình sử dụng. Nhưng Nhật Bản bị ai phát hiện, Hạ Tưởng một bước lên vị trí chủ tịch tỉnh, tương lai sẽ là người lãnh đạo trung tâm. Sau khi xem qua và sửa sang lại rất nhiều tư liệu sưu tập được về Hạ Tưởng, mặc dù không có chứng cứ trực tiếp cho thấy Hạ Tưởng chống đối Nhật Bản, nhưng cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy Hạ Tưởng muốn thân cận với Nhật Bản cả. Nếu như sau này Hạ Tưởng tiến vào vũ đài lịch sử, với sự trẻ tuổi và thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn của Hạ Tưởng, Nhật Bản nhất định không thể lại có được lợi ích gì của Trung Quốc nữa. Đã nghiên cứu triệt để về Trung Quốc và thâm nhập vào tất cả các khía cạnh của nền kinh tế Trung Quốc, việc duy nhất mà Nhật Bản phải làm bây giờ là xác định tư tưởng của Hạ Tưởng. Nếu chống đối Nhật Bản, thì sẽ không tiếc bất kỳ giá gì cũng phải lợi dụng phần tử thân với Nhật ở trong nước đẩy Hạ Tưởng xuống đài, cộng thêm việc tăng mạnh thế công về kinh tế, hai bút cùng vẽ, bảo đảm Hạ Tưởng không thể trèo lên đỉnh được. Hạ Tưởng thực không ngờ, hắn cách cái đỉnh muốn trèo lên còn vô cùng xa xôi, thậm chí còn chưa chính thức đi nhậm chức chủ tịch tỉnh, mà đã dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền. Thậm chí ngay cả thế lực nước ngoài cũng đã chuẩn bị xuống tay với hắn. Hạ Tưởng bây giờ, hoàn toàn không biết mình đã trở thành tin tức tiêu điểm ở cả trong nước và quốc tế, hắn không hề vội vã đi nhậm chức, ngược lại còn dự định ở nhà nhàn nhã thêm vài ngày nữa. Chăm sóc hoa, cỏ đủ loại, đi dạo một chút, thậm chí còn muốn luyện cả thư pháp, coi như một lần nghỉ hưu ngắn. Nếu để cho phương tiện truyền thông nước ngoài biết được cuộc sống hiện tại của hắn, khẳng định sẽ lại thêm các loại bình luận suy đoán lung tung nữa. Ai bảo giới truyền thông nước ngoài ngay thẳng công bằng, kỳ thực đều giống nhau, thích đưa tin bịa đặt không căn cứ. Lần trước sau khi nói chuyện với Tào Vĩnh Quốc xong, Hạ Tưởng liền quyết định lấy tĩnh đối biến, trước khi tới tỉnh Tây, hắn cần phải đợi một vài cuộc điện thoại quan trọng. Hạ Tưởng không muốn Tào Vĩnh Quốc chủ động giới thiệu phe nhóm của ông, mà là muốn phe nhóm của Tào Vĩnh Quốc phải chủ động liên hệ với hắn. Nếu biết được chuyện hắn sắp tới đảm nhiệm chức chủ tịch một ỉnh ở tỉnh Tây, mà phe nhóm của Tào Vĩnh Quốc ở tỉnh Tây lại không chủ động gọi điện thoại tới hỏi thăm hoặc xin chỉ thị của hắn,
điều đó chứng tỏ phe nhóm của Tào Vĩnh Quốc đã thay đổi lập trường. Bây giờ Hạ Tưởng đã là chủ tịch tỉnh, với tôn nghiêm của chủ tịch tỉnh, nếu còn không khiến đối phương chủ động dựa vào, thì Hạ Tưởng tình nguyện đem toàn bộ phe nhóm của Tào Vĩnh Quốc vứt đi không cần đến nữa, bắt đầu từ con số 0. Ai chủ động gọi điện thoại đầu tiên tới cho hắn, người đó chính là người sẽ dẫn đường cho hắn ở tỉnh Tây. Cách thời gian nhậm chức còn không đến 3 ngày, mà vẫn không nhận được chút tin vui nào. Hạ Tưởng nghĩ thầm, hay là lực khống chế của Lôi Trị Học ở tỉnh Tây, đã đạt tới trình độ bền chắc như thép. Vừa mới nghĩ như vậy, điện thoại lại vang lên. Hạ Tưởng đang ở trong sân chiết khép một cây kim kết, hai tay đầy bùn cầm điện thoại lên nghe, không phải là điện thoại từ tỉnh Tây, mà là điện thoại của Đường Thiên Vân. Lãnh đạo, bên phía tỉnh Tây, có người muốn đến thăm hỏi. Không sai, Hạ Tưởng đã chính thức quyết định đưa Đường Thiên Vân đến nhậm chức ở tỉnh Tây, hiện tại Đường Thiên Vân đang ở Bắc Kinh lo việc hoàn tất thủ tục. Đường Thiên Vân trầm ổn và đúng mực, là nhân tố mấu chốt mà Hạ Tưởng quyết định cuối cùng. Đường Thiên Vân đạt được nguyện vọng, vô cùng vui mừng, Hạ quyết định nhất định phải đi theo bên người Phó Bí Thư Hạ, không, là Chủ tịch tỉnh Hạ, đi theo làm tùy tùng, cúc cung tận tụy. Hạ Tưởng im lặng mỉm cười, Khương Thái Công câu cá, đồng ý cho người mắc câu, quả nhiên đã có người chủ động tới tận cửa, so với việc gọi điện thoại, thì trực tiếp tới lại càng có thành ý hơn. Nghĩ một lúc, lại không nhịn được mỉm cười, mới hiểu được vì sao mấy hôm nay không có cuộc điện thoại nào. Hắn vì tránh né sự oanh loạn bùng nổ của giới truyền thông, đã khóa điện thoại di động, hơn nữa số điện thoại nhà mới ở Bắc Kinh thì không mấy người biết. Hóa ra là tự hắn cự tuyệt không cho người đến gần, tắt máy, biến mất, nói không chừng có thể bị bên ngoài nói là muốn thể hiện sự thanh cao. Hạ Tưởng lắc đầu cười, trả lời Đường Thiên Vân. Cậu lo sắp xếp việc này đi, đến nhà thì không tiện, tùy tiện tìm một chỗ nào đó ngồi là được. Bắc Kinh, tại một nơi xa hoa nào đó. Tiền bạc như giấy, thú vui nhục dục, ao rượu rừng thịt. Giang An ôm một cô gái xinh đẹp quyến rũ, dùng sức nhéo mấy cái vào bộ ngực đầy đặn của cô ta, có lẽ là dùng sức quá mạnh, nhéo đau, cô gái vặn vẹo mông than thở một câu gì đó, Giang An giận tím mặt. Y đá một cú vào mông cô gái, khiến cô gái bị đá ngã lăn trên mặt đất, còn chưa hả giận, lại đi đến trước ngực của cô ta hung hăng đá thêm một cái nữa, đá khiến cô gái thiếu chút nữa hộc máu. Bảo vệ ở ngoài cửa nhận thấy tình hình bên trong bất thường, muốn đi vào giải vây, lại bị vệ sĩ của Giang An chắn ở ngoài cửa. Vệ sĩ toàn thân là trang phục màu đen, tất cả đều xuất thân từ bộ đội đặc chủng xuất ngũ, lạnh lùng, lãnh khốc, vô tình, chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình Giang An. Ở tỉnh Tây, hầu như mỗi một chủ mỏ than đều có hơn 10 người vệ sĩ. Vệ sĩ cao cấp, mỗi một tháng tiền lương lên đến hơn 20.000 nhân dân tệ, vệ sĩ bình thường thì khoảng 10.000 trở lên. Không thể nói là mỗi một vệ sĩ đều sẽ dám chết thay cho chủ, nhưng tiền lương càng cao thì độ trung thành lại càng cao. Nếu mà bị thương do bảo vệ chủ, nói không chừng còn được thưởng cho 100.000 một lần. Lần trước vì muốn phóng đãng, Giang An không mang theo vệ sĩ, mới bị Hạ Tưởng hung hăng cho một trận. Bây giờ mỗi lần đi ra ngoài y đều mang theo vệ sĩ, hơn nữa nỗi bực tức trong người do Hạ Tưởng đem lại không thể phát tiết, nên bây giờ nhìn ai cũng thấy không vừa mắt. Rất không có hình tượng đàn ông mà ra tay đánh đập em gái ở câu lạc bộ, rồi giơ tay ném ra 20.000. Cầm mà chỉnh sửa dung mạo, ngày mai lại giống như mốt ngôi sao Hàn Quốc ngay. Cô gái bị đánh đập cầm lấy tiền, vô cùng vui vẻ đi ra ngoài. Chờ cô ta đi rồi, Lôi Tiểu Minh mới mở miệng. Anh Giang, sao lại phải chấp nhặt với cô ta? Cô ta cũng chỉ muốn kiếm miếng ăn thôi, cũng chẳng dễ dàng gì. Cô ta không dễ dàng. Vậy tôi dễ dàng chắc, tôi đá cô ta hai cái, cho cô ta 20.000, cô ta vui mừng còn không kịp. Không tin cậu kéo cô ta lại mà hỏi một chút, nếu để tôi tát cô ta 5 cái, cho cô ta 50.000, cô ta có làm hay không? Không những làm, nói không chừng còn quỳ xuống xin tôi đánh ấy chứ. Cục tức của Giang An vẫn còn sót lại chưa tan, lại bị tin tức Hạ Tưởng đến đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh ở tỉnh Tây làm cho kích động. Không hiểu lãnh đạo Trung ương nghĩ gì. Mà lại để thằng Hạ Tưởng khốn khiếp đó lên làm chủ tịch tỉnh tỉnh Tây, không phải muốn ngăn cản sự phát triển của tỉnh Tây đấy chứ. Việc này cũng không chắc. Không nghe theo lời khuyên của Lôi Trị Học, Lôi Tiểu Minh vẫn đi cùng Giang An, dưới sự trông coi nghiêm khắc của Lôi Trị Học sau mấy chục năm, vậy mà mới quen biết Giang An đã nhanh chóng học toàn cái xấu, có thể thấy được con người học cái tốt thì khó, chứ cái xấu thì không cần học. Kỳ thực Hạ Tưởng đến tỉnh Tây,
lại là cơ hội tốt cho chúng ta báo thù rửa hận. Làm sao mà báo thù? Giang An mở to hai mắt nhìn. Ai tát cho Hạ Tưởng một cái, tôi cho người đó 100.000. Lôi Tiểu Minh đắc ý mỉm cười. Không cần dùng cách đánh chửi người làm gì, chỉ cần dùng một chiêu này, có thể khiến Hạ Tưởng thua chạy khỏi tỉnh Tây. Nga Ni Trần và Tiêu Ngũ cùng lúc nhận được thông báo, lập tức chuẩn bị xuất phát, lên đường đi tới tỉnh Tây. Hai người còn cảm thấy thực sự khó hiểu, không phải đã quyết định 3 ngày sau Bí Thư Hạ mới chính thức nhậm chức sao, và sau khi Bí Thư Hạ đến nhận chức một tuần, ông ta và Tiêu Ngũ mới đi Tấn Dương. Sao đột nhiên lại đi sớm hơn thời hạn nhiều như vậy? Khó hiểu thì khó hiểu, Nga Ni Trần đã quen nghe theo mệnh lệnh của Hạ Tưởng, cũng không hỏi nhiều, gặp mặt Tiêu Ngũ một lúc, rồi gần như ngay lập tức lên đường. Hoa Nhài Vàng, Bạc đã về nước, ở lại Bắc Kinh giúp Nga Ni Trần quản lý sản nghiệp, hiện tại phần đông sản nghiệp trên danh nghĩa Nga Ni Trần, đều là kết quả phấn đấu của ông ta, cũng có một phần do Hạ Tưởng ủy thác quyền quản lý lại cho ông ta, còn lại chính là tài sản của thành viên tổ chức kinh tế cùng sở hữu. Ví dụ như 5% cổ phần mỏ khai thác An Đạt ở tỉnh Tây mà anh ta vừa giành được. Hiện tại, Nga Ni Trần giống như nhân vật đại quản gia của thành viên tổ chức kinh tế của Hạ Tưởng, trong tay quản lý rất nhiều tài sản chung, khiến cho ông ta có chút cảm thấy tự hào, hơn nữa vì được Bí Thư Hạ tín nhiệm mà càng thêm cao hứng. Hiện tại, sản nghiệp của ông ta chẳng những đã vượt qua thời kỳ thành phố Lang mà còn toàn thịnh, hơn nữa sản nghiệp có triển vọng tốt, tin rằng không quá 5 năm, còn có thể tăng gấp đôi. Đối với việc tự nhiên giành được 5% cổ phần của mỏ khai thác An Đạt với giá trị trên thị trường là 500 triệu trở lên, mặc dù Nga Ni Trần không nắm rõ chân tướng sự việc, nhưng lại vô cùng khâm phục Diệp Thiên Nam, vừa mở miệng đã là 500 triệu, quyền lực đầy hấp dẫn như vậy đã bị Diệp Thiên Nam vận dụng tới mức thành thạo đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Đương nhiên, người mà Nga Ni Trần khâm phục nhất vẫn là Hạ Tưởng. Ngay cả một vị quan lớn cấp thứ trưởng khôn khéo như Diệp Thiên Nam cũng có thể bị hắn lợi dụng. Hiện tại, Bí Thư Hạ đang từng bước một bước vào cấp bộ trưởng, có thể đoán được tương lai của Bí Thư Hạ nhất định sẽ tỏa sáng. Tranh thủ sống lâu thêm vài năm, có thể chính mắt nhìn thấy Bí Thư Hạ đi vào Trung Nam Hải. Trên xe, Nga Ni Trần nhìn Tiêu Ngũ cảm thán nói. Tiêu Ngũ đang lái xe, với cấp bậc của anh ta đương nhiên là có lái xe, nhưng anh ta thích cảm giác lái xe, khi đi xa. Anh ta thường tự mình lái xe, một chiếc Land Rover cực chói sáng. Anh ta nghe Nga Ni Trần nói vậy liền cười. Chủ tịch Trần, tuổi ông không lớn, có thể sống thêm 40, 50 năm, đừng nói có thể nhìn thấy Bí Thư Hạ đi vào Trung Nam Hải, còn có thể nhìn thấy Bí Thư Hạ đứng lên lãnh đạo nhân dân thế giới. Ha ha! Nga Ni Trần vui vẻ cười to. Chỉ cần Trung Quốc hùng mạnh là tốt rồi, trọng trách cứu vớt thế giới, vẫn là giao cho nước Mỹ là tốt nhất. Nước Mỹ là thế giới cảnh sát, Bí Thư Hạ chính là cục trưởng cục cảnh sát, chỉ cần nói thôi, cũng khiến cho nước Mỹ chạy gãy chân. Tiêu Ngũ cười ha ha. Vẫn là chủ tịch Trần Cao Minh. Gần đây, chuyện tốt liên tục tới với Tiêu Ngũ. Phượng Mỹ Mỹ sinh cho anh ta một cậu con trai béo khỏe, bất động sản Giang Sơn trong tình hình kinh tế bất động sản đang đình trệ, lại liên tiếp giành được mấy hạng mục công trình quan trọng, giá trị sản lượng có hy vọng tiếp tục được nâng cao không ít. Hiện tại, quy mô của bất động sản Giang Sơn so với ngày mới thành lập tăng không biết bao nhiêu lần. Anh ta cũng thực sự có cảm giác thành tựu. Hơn nữa Hạ Tưởng sắp nhậm chức chủ tịch tỉnh, lại một lần nữa, anh ta trở lại bên cạnh lãnh đạo, Tiêu Ngũ liền có cảm giác vui sướng như tung vó trong gió xuân. Nga Ni Trần trực tiếp bỏ rơi sự nịnh hót của Tiêu Ngũ, thoáng quay đầu lại nhìn lại phía sau. Ai đang ngồi trên xe của Bí Thư Hạ vậy? Xe Tiêu Ngũ và Nga Ni Trần đi phía trước mở đường. Cách xe của Hạ Tưởng một đoạn, ít nhất làm cho người ta có cảm giác không phải là cùng đi. Xe của Hạ Tưởng cũng không phải xe chuyên dụng của tỉnh ủy tỉnh Tây, lại càng không là xe chuyên dụng của bộ, mà là một chiếc xe Audi mang giấy phép bình thường của Bắc Kinh. Tiêu Ngũ và Nga Ni Trần kiêm hộ tống của Hạ Tưởng cùng nhau đi tới Tấn Dương một tỉnh phần của tỉnh Tây, cũng không biết rõ lắm về nguyên nhân Hạ Tưởng đột nhiên không cùng đi với cán bộ ban tổ chức trung ương tới tỉnh Tây. Cũng không rõ vì sao Hạ Tưởng lại cùng đi xe với một người xa lạ, hơn nữa, lại là một người phụ nữ xa lạ. Tiêu Ngũ và Nga Ni Trần tự nhiên sẽ không nhiều chuyện mà đi hỏi cho rõ ràng, chỉ mơ hồ nghe nói sở dĩ Bí Thư Hạ đột nhiên đi tới tỉnh Tây, cũng bởi vì sự xuất hiện của người xa lạ đang ngồi trên xe hắn. Nghe nói, người xa lạ này là quan lớn ở tỉnh ủy tỉnh Tây. Trên xe Hạ Tưởng có 4 người.
phía trước là lái xe và Đường Thiên Vân, mặt sau là Hạ Tưởng và Đông Phương Hiểu. Đông Phương Hiểu không phải là người lạ, chính là lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh Tây thông qua Đường Thiên Vân có ý muốn dựa vào Hạ Tưởng. Dưới sự an bài của Đường Thiên Vân, Hạ Tưởng đã gặp mặt Đông Phương Hiểu một lần ở Bắc Kinh. Chỉ sau một giờ nói chuyện, lúc này Hạ Tưởng liền quyết định đi tới tỉnh Tây trước 3 ngày. Dựa theo quy định, Hạ Tưởng hẳn là sẽ cùng đi với cán bộ ban tổ chức trung ương, trong đại hội toàn thể cán bộ ban tổ chức trung ương cán bộ ở tỉnh Tây, sau khi trung ương tuyên bố quyết định trước mặt mọi người, hắn mới chính thức nhậm chức phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây, quyền chủ tịch tỉnh. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Mà muốn chính thức được trúng cử làm chủ tịch tỉnh, còn phải chờ tỉnh triệu tập cuộc họp hội nghị hội đồng nhân dân. Còn suýt soát nửa năm nữa mới tới lúc đó. Nếu Hạ Tưởng không chờ ban tổ chức trung ương tiến cử mà đi tới tỉnh Tây, nghiêm khắc mà nói, hắn chỉ có thể tới đây với tư cách cá nhân, hoặc là nói, cải trang vi hành. Hơn nữa, bỏ lại ban tổ chức trung ương, một mình tiến đến tỉnh Tây, nhất định là một hành động chính trị đầy nguy hiểm. Mặc dù nói, lấy quan hệ giữa Hạ Tưởng và Ngô Tài Dương, còn chưa tính tới việc ban tổ chức trung ương không biết, cho dù có biết đến, cũng sẽ giả như không biết. Nhưng với thông tin mà Đông Phương Hiểu vừa tiết lộ cho hắn, đáng để hắn thử một lần. Năm nay, Đông Phương Hiểu 45 tuổi, rất có quan uy, là ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Tây, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, các trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy ở trong nước đều từ tuổi 50 tuổi trở lên, nên cô vẫn là người trẻ tuổi. Nhưng nếu xét theo góc độ một người phụ nữ, hiển nhiên cô đã không còn cảnh xuân tươi đẹp, đã qua thời kỳ hoàng kim của người phụ nữ. Tuy nhiên trên mặt của cô vẫn mơ hồ có thể thấy được vẻ tao nhã năm đó. Khuôn mặt cô vô cùng đoan trang bình tĩnh, rất có phong độ. Cô ngồi ngay ngắn ở phía tay trái của Hạ Tưởng, tỏ thái độ chăm chú lắng nghe. Kỳ thật Hạ Tưởng không nói gì, đang trầm mặc thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Bên ngoài, cũng không có phong cảnh gì. Mùa xuân đã quay về trái đất, những ruộng đồng hiện cả ra trước mắt, còn chưa có màu xanh, mơ hồ có thể thấy được khắp nơi đang khô vàng. Ngẫu nhiên mà xuất hiện một ruộng lúa mới non xanh, làm cho ánh mắt của người ta sáng ngời, cảm giác hơi thở mùa xuân nồng đậm phà vào mặt. Những cử động của Hạ Tưởng đều lọt vào trong mắt Đông Phương Hiểu, khiến trong lòng cô nhảy lên không chừng, càng thêm hoài nghi không biết lần này mạo muội tiến đến Bắc Kinh như vậy, gánh vác sự phiêu lưu chính trị nhất định để chờ gặp Hạ Tưởng và thông báo tình huống, có thể sẽ là mất nhiều hơn được hay không. Tuy rằng Hạ Tưởng sắp nhậm chức chủ tịch tỉnh tỉnh Tây, xứng đáng là nhân vật số 2 ở tỉnh Tây, nhưng hắn, dù sao trông hắn thực sự rất trẻ tuổi, chủ tịch tỉnh 36 tuổi, có thể chấn giữ được thế cục này, có thể phục chúng hay không? Có thể thể hiện được uy quyền của chủ tịch tỉnh trước một lôi trị học kín không khe hở, thủ đoạn trong bông có kim hay không? Khó. Tuy rằng đã đặt tiền cược lên người Hạ Tưởng, xác suất được thua phải lớn hơn một ít, nhưng Đông Phương Hiểu vẫn quyết định đánh cược một phen, đem toàn bộ đặt lên trên người Hạ Tưởng. Thành bại chỉ do một hành động này, không thành công, liền hy sinh vì chính nghĩa. Cô bị lôi trị học áp chế đã lâu lắm, cô là phái bình dân, trước lôi trị học nhất ngôn cửu đỉnh ở tỉnh ủy tỉnh Tây, khiến cho quyền uy của trưởng ban tuyên giáo bị áp chế đến mức gần như không còn sót lại chút gì. Đừng nói có thể nắm trong tay phương hướng tuyên truyền của ban ngành tuyên giáo, ngay cả việc điều chỉnh nhân sự bên trong ban tuyên giáo, cũng phải chờ lôi trị học gật đầu cô mới có thể phát hiệu, sai khiến. Dưới sự liên hợp giáp công của lôi trị học và phó bí thư tỉnh ủy Trương Duy Chiếu, quyền hạn trưởng ban tuyên giáo của cô bị hạ xuống mức thấp nhất. Tuy rằng, cô là một phụ nữ làm trưởng ban tuyên giáo hiếm thấy trong nước, cũng được coi như là giới trẻ trong ngành, nhưng là quyền lực ít nhất trong các trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy trong nước như vậy, khiến cô làm sao có thể chịu nổi. Thời kỳ Tào Vĩnh Quốc, quan hệ giữa cô và Tào Vĩnh Quốc cũng có thể nói là tốt, nhưng tuyệt đối không được tính là dòng chính của Tào Vĩnh Quốc. Khi vừa nghe nói Hạ Tưởng sắp tới đảm nhiệm chức tỉnh chủ tịch tỉnh tỉnh Tây, suy nghĩ của cô lập tức linh hoạt, mắt liền sáng ngời, cơ hội tới rồi. Phải nắm chặt cơ hội khác thường này một lần, nếu không nhiệm kỳ của cô ở tỉnh Tây chắc chắn sẽ không có gì nổi bật. Hạ Tưởng là chủ tịch tỉnh, có thể đánh tan mối liên kết giữa Lôi Trị Học và Trương Duy Chiếu, trên, hình thành kiềm chế hữu hiệu đối với Lôi Trị Học. Dưới, mang đến cường lực giữ cân bằng đối với Trương Duy Chiếu. Nếu cô làm chu toàn, tin rằng thế cục tỉnh ủy tỉnh Tây, có thể có sự biến đổi ghê gớm. Mặc dù trước khi xuất phát, Đông Phương Hiểu và Diệp Thiên Nam đã từng thông qua điện thoại,
nhiều lần khẳng định tính cách của Hạ Tưởng mạnh mẽ, cứng rắn và sẽ không bạc đãi với ngựa ơi bên cạnh. Nhưng sau khi thấy Hạ Tưởng, cô vẫn không khỏi có chút thất vọng. Hạ Tưởng còn trẻ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô, đối chiếu với trong ảnh còn anh tuấn hơi nhiều. Đông Phương Hiểu cũng không muốn trông mặt mà bắt hình dong, nhưng tất cả những người thật sự chìm sâu trong quan trường đập vào mắt đều là những người 40-50 tuổi, thậm chí có những ông cụ đã 50-60 tuổi, giờ lại bất chợt nhìn thấy Hạ Tưởng trẻ như vậy, như thanh niên chưa tới 30 tuổi, thì trong lòng thất vọng không thể nói lên lời. Cũng may, sau khi Hạ Tưởng nghe cô phân tích về tình hình ở tỉnh Tây xong, đã nhanh chóng quyết định sẽ tới tỉnh Tây trước để ngầm điều tra, điều này ít nhiều cũng giảm bớt tâm lý khẩn trương trong lòng cô. Cô cảm thấy càng thêm tán thưởng trước phong cách dứt khoát không dây dưa của Hạ Tưởng. Tuy nhiên, sau khi lên xe, Hạ Tưởng vẫn trầm mặc không nói gì, dường như cũng không có bao nhiêu tin tưởng đối với hành trình đến tỉnh Tây, lại khiến lo lắng trong lòng cô lại tăng thêm. Hạ Tưởng trầm mặc chừng nửa giờ, vừa ra khỏi Bắc Kinh liền không nói được lời nào, hắn trầm mặc vì trong lòng đang vạch kế hoạch mưu tính đối với tỉnh Tây, cũng là có ý thăm dò sự điềm tĩnh của Đông Phương Hiểu. Hạ Tưởng vốn tưởng rằng sẽ có người của dòng chính Tào Vĩnh Quốc tìm cách tiếp xúc với hắn trước, không ngờ, quan lớn tỉnh Tây đầu tiên chủ động thể hiện thiện ý và tự mình chạy đến Bắc Kinh muốn dựa vào hắn, không ngờ là một nữ trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy của phái Bình Dân, ít nhiều cũng khiến hắn giật mình. Không chỉ giật mình, hắn còn cảm thấy có chút hoài nghi đối với Đông Phương Hiểu. Dù sao hắn cũng không hiểu rõ về Đông Phương Hiểu, không thể tin tưởng không chút nghi ngờ đối với mỗi người tới cửa nói muốn quy phục. Còn nữa, Hạ Tưởng cũng nhìn ra được sự thất vọng trong mắt Đông Phương Hiểu khi cô nhìn thấy hắn. Hắn liền quyết định thử Đông Phương Hiểu một lần, quan sát phản ứng của cô một chút, xem cô có phải có tiềm chất hợp tác cùng thổi mà ăn hay không. Lần gặp đầu tiên cũng là quá trình thăm dò lẫn nhau. Hạ Tưởng cũng không hoài nghi đối với thành ý của Đông Phương Hiểu, hắn chỉ lo lắng Đông Phương Hiểu không có đủ năng lực để liên kết với hắn. Từ phân tích thế cục tỉnh Tây của Đông Phương Hiểu có thể cho ra kết luận. Hắn đi tỉnh Tây lần này, chẳng những là một chủ tịch tỉnh yếu thế, hơn nữa không gian phát triển rất nhỏ. Tỉnh Tây dưới sự quản lý của Lôi Trị Học suốt vài năm, không thể nói là tạt nước không lọt, từ trên thủ pháp mà xem xét, quả thật có ý đồ đem tỉnh Tây tổ chức thành mảnh đất riêng của phái phản đối. Với tư cách là một tỉnh đầu tiên trong nước có nguồn năng lượng lớn nhất. Hiện nay, nhu cầu ở trong nước đối với nguồn năng lượng của tỉnh Tây càng ngày càng dồi dào, không cần nói cũng biết nó có tầm quan trọng thế nào. Lôi Trị Học vừa rời khỏi Bắc Kinh liền nhảy dù tới tỉnh Tây, ý đồ nắm trong tay nguồn năng lượng, rõ như ban ngày. Nếu những lời mà Đông Phương Hiểu nói là thật, thì Hạ Tưởng gửi gắm một hy vọng rất lớn vào việc mạo muội tiến đến tỉnh Tây trước như vậy. Nếu hành động thích đáng, việc này sẽ mở ra một cánh cửa cho hắn ở tỉnh Tây, và có thể mượn cơ hội nhanh chóng đứng vững, mở ra cục diện. Hiện tại, bước đầu sẽ tham gia vào vấn đề an toàn thực phẩm. Bước tiếp theo sẽ nhúng tay món lãi cách xù của ngành sản xuất y dược. Trong kế hoạch của Hạ Tưởng, bước cuối cùng mới đề cập đến ngành sản xuất nguồn năng lượng. Chẳng lẽ nói, trước tiên phải nhằm vào bố cục ngành sản xuất nguồn năng lượng. Tấn Dương là tỉnh lỵ của tỉnh Tây, là một thành phố lục địa đạt tiêu chuẩn. Rất gần với sông, có ba mặt núi vây quanh, từ xa xưa đã có câu khen ngợi vẻ đẹp của thành Tấn Dương là gấm vóc Tấn Dương thành. Từng là đất cũ thời Đường, Nghiêu. Tòa thành nổi tiếng thời Chiến Quốc, một trong 9 thị trấn quan trọng ở biên giới, Tấn Dương có lịch sử còn lâu đời hơn so với thành phố Yến, tỉnh lỵ của tỉnh Yến. Vô Đoàn Canh Độ Tang Càn Thủy, Khước Vọng Tịnh Châu Thị Cố Hương. Theo bản dịch của Lê Nguyễn Lưu, tình cờ qua bến Tang Càn nọ, trông lại Tinh Châu tự Cố Hương. Tỉnh Tây có đã lịch sử lâu đời và nền văn hóa sáng lạng, hình thành phong thổ và tình người độc đáo. Kiều gia đại viện không ai không biết và Tấn Dương danh khắp thiên hạ, càng làm cho tỉnh Tây trở thành một đóa hoa kỳ lạ trong nước. Đối với Tấn Dương, Hạ Tưởng cũng không xa lạ gì, thậm chí còn có thể nói là rất quen thuộc. Tấn Dương chỉ cách thành phố Yến gần 200 km, lái xe cũng chỉ mất hơn 2 giờ. Trước kia, Hạ Tưởng thường xuyên đi lại giữa hai thành phố Tấn Dương và thành phố Yến, bởi vậy đối với phố lớn ngõ nhỏ Tấn Dương, gần như rõ như lòng bàn tay. Nhưng sau khi theo đuổi chính trị, gần như không có thời gian đi Tấn Dương. Nhớ lại sẽ không quên, vừa vào Tấn Dương đã có một hơi thở quen thuộc phả vào mặt, khiến hắn cảm giác kích động một cách khó hiểu. Đây là cảm giác mà khi hắn đến Tương Giang, thành phố Lỗ hoặc là Dương Thành cũng chưa bao giờ từng thấy. Có lẽ cảm tình đối với một thành phố, chính là một mở đầu tốt đẹp.
Hạ Tưởng và Đông Phương Hiểu trên đường từ phía nam Bắc Kinh đến. Bắc Kinh cách Tấn Dương hơn 500 km, trên đường đi, chiếc xe vẫn duy trì tốc độ an toàn. Cứ thế đi suốt hơn 5 giờ, nên khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Đông Phương Hiểu đã thu xếp nơi ăn trốn ở rất tốt, còn nói là muốn vì Hạ Tưởng mà mở tiệc mời khách nhưng Hạ Tưởng đã cự tuyệt. Không làm phiền trưởng ban Phương, trước tiên, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, sau cơm chiều ta sẽ gặp nhau sau. Thật không nghi ngờ gì, giọng điệu của Hạ Tưởng là không muốn thương lượng. Đông Phương Hiểu hơi hơi sửng sốt, dường như không ngờ nhanh như vậy Hạ Tưởng đã tiến vào vai diễn. Theo sự tưởng tượng của cô, mặc kệ Hạ Tưởng có chính thức nhậm chức hay không, thì việc hắn thân là phó bí thư thứ nhất của tỉnh ủy tỉnh Tây và quyền chủ tịch tỉnh là một sự thật đã không thể sửa đổi. Được, phó bí thư Hạ nghỉ ngơi một chút trước đi vậy. Đông Phương Hiểu khẽ mỉm cười, từ biệt ngay tại cửa khách sạn mà Hạ Tưởng chọn lại, chứ vẫn chưa lên phòng. Hạ Tưởng cố ý không cho Đông Phương Hiểu lên phòng, không phải hắn nghi ngờ cái gì, mà là có an bài khác. Ngoài mặt, hắn đến Tấn Dương chỉ dẫn theo thư ký và cảnh vệ, trên thực tế, còn có Nga Ni Trần và Tiêu Ngũ mở đường, và đang âm thầm thu xếp rất nhiều chuyện. Đông Phương Hiểu cũng không biết được việc này, cũng không cần thiết phải để cô biết. Còn có một điểm, ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Tây, chính ủy quân khu tỉnh Đồng Văn Vũ đã ở khách sạn chờ Hạ Tưởng từ lâu. Đồng Văn Vũ là dòng chính của Lão Cổ, cũng là bạn tốt cùng tốt nghiệp học viện quân sự với Hứa Quan Hoa. Việc anh ta quay ngược lại phía Hạ Tưởng là một sự thật gần như không cần hoài nghi. Nếu không phải bởi vì có chuyện quan trọng trong người, Đồng Văn Vũ đã sớm tham gia vào cuộc gặp ở thành phố Yến và làm quen với Hạ Tưởng. Ngày thường, Đồng Văn Vũ là một người vô cùng tự cao tự đại, vô cùng uy vũ, quân hàm thiếu tướng, vừa thấy Hạ Tưởng đã cúi chào trước. Xin chào Phó Bí Thư Hạ. Hạ Tưởng giơ tay ra bắt tay anh ta. Anh Văn Vũ, để anh đợi lâu rồi, mau vào đi. Một câu, anh Văn Vũ, gọi lên khiến Đồng Văn Vũ thấy trong lòng hầm hập, anh ta là một người trọng tình cảm, đối với Lão Cổ rất trung thành và tận tâm, xem ông ta như cha vậy, đối với Hứa Quan Hoa là bạn học cũng là bạn học cùng trường tình như tay chân. Đối với Hạ Tưởng, người mà Lão Cổ và Hứa Quan Hoa vẫn tôn sùng, tuy anh ta chưa từng gặp mặt, nhưng từ lâu đã ngưỡng mộ trong lòng, đã sớm muốn gặp mặt. Đồng Văn Vũ đối với Hạ Tưởng vô cùng sùng bái, đúng vậy, là sùng bái, không chỉ bởi vì Hạ Tưởng tuổi trẻ đã ngồi lên đến chiếc ghế chủ tịch tỉnh chức vụ chủ tịch tỉnh quả thật so với việc lên chức thiếu tướng còn khó khăn hơn mà còn bởi vì Hạ Tưởng được chỉ định là người nối nghiệp của Lão Cổ. Đồng Văn Vũ so với Hứa Quan Hoa, Triệu Minh Khắc có điểm bất đồng chính là, anh ta đối với Lão Cổ có một sự sùng bái gần như mù quáng. Cho rằng chỉ cần Lão Cổ xác định người nối nghiệp, thì tuyệt đối chính xác, không cần nghi ngờ. Từ lúc Hạ Tưởng đến tỉnh Tây, đây là đồng minh đầu tiên không cần điều tra cẩn thận vẫn có thể tuyệt đối tín nhiệm, cho nên đối với cuộc gặp gỡ với Đồng Văn Vũ, tâm tình của hắn rất thoải mái. Đi vào phòng, mặt Đồng Văn Vũ nóng bừng nhìn về phía Hạ Tưởng, ánh mắt sôi nổi, giống như nhìn thủ trưởng tôn kính. Đối mặt ánh mắt nhiệt tình của Đồng Văn Vũ người còn lớn hơn mình tới 10 tuổi. Hạ Tưởng có chút cảm giác không được tự nhiên, liền cười nói. Anh Văn Vũ ở trước mặt tôi không cần khách khí, đều là người một nhà. Hôm nay ngồi cùng một chỗ, chính là tâm sự chuyện hàng ngày, làm quen một chút. Nếu thuận tiện, tôi là khách ở xa tới, anh hãy mời tôi ăn cơm. Đồng Văn Vũ cười ha hả, bị sự thẳng thắn của Hạ Tưởng thuyết phục, xoa tay. Mời thì khẳng định phải mời Phó Bí Thư Hạ ăn cơm rồi. Phó Bí Thư Hạ thích ăn cái gì? Ăn cái gì cũng không quan trọng là cùng ai ăn. Hạ Tưởng cũng rất thích tính cách thẳng thắn của Đồng Văn Vũ, vung tay lên nói. Đi, xuống dưới lầu tùy tiện tìm một phòng, vừa ăn vừa nói chuyện, ngồi trên xe suốt một chặng đường, thật sự là đói bụng. Thuận tiện giới thiệu mấy người bằng hữu cho anh Văn Vũ gặp một chút. Đồng Văn Vũ cười tâu tóe. Vậy càng tốt, tôi thích nhất là quen biết bằng hữu, chỉ cần là bằng hữu mà Phó Bí Thư Hạ giới thiệu. Ai đến cũng không từ chối. Mặc dù Đồng Văn Vũ đứng ở vị trí sát bên lề trong hội nghị thường vụ, là đại biểu quân đội, ở rất nhiều chuyện không có quyền phát ngôn. Nhưng anh ta luôn có một phiếu trong tay, có thể đảm đương vị trí trợ lực lớn nhất của Hạ Tưởng trong hội nghị thường vụ. Còn nữa anh ta còn nắm quân quyền trong tay, cũng có thể đảm bảo an toàn cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vừa đến Tấn Dương, chưa chính thức nhậm chức, đã chắc chắn nắm trong tay một lá phiếu trong hội nghị thường vụ. Nếu như tính cả Đông Phương Hiểu đối với Đông Phương Hiểu,
cũng không làm cho Hạ Tưởng có thể tín nhiệm hoàn toàn, nhưng dưới tình thế bức bách, Đông Phương Hiểu hẳn là sẽ không quay ngược về phía Lôi Trị Học, có thể xem như hắn đã có hai phiếu trong tay. Hơn nữa hắn còn có một số quân bài chưa lật có thể đánh. Không khoa trương chút nào, hiện tại, hắn không còn giống với năm xưa khi đi tỉnh Tương, khi đi tỉnh Tề hay là trước đó khi đi Lĩnh Nam, dũng khí đã tràn trề. Tin tưởng Lôi Trị Học vì nghênh đón hắn đến, khẳng định sau lưng cũng làm rất nhiều công tác, chẳng qua. Hạ Tưởng có lý do để tin rằng, mặc kệ Lôi Trị Học đã bố trí như thế nào, hắn đều tin tưởng có thể đột phá vòng vây, vừa ra tay liền có thể đánh vỡ cục diện nhiều năm ở tỉnh Tây. Hạ Tưởng không phải tự cao tự đại, mà là hắn trí tuệ cao thâm và có thể ứng phó mọi sự việc. Hắn ở Bắc Kinh nhàn rỗi hơn 3 ngày, không chỉ có trồng hoa, cây cỏ tĩnh dưỡng tâm tính, mà là hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ nghĩ hạ ván cờ lớn. Cùng Đồng Văn Vũ ăn cơm chiều, cả chủ và khách ăn uống rất vui vẻ. Không đề cập tới thân phận người lính đã xuất ngũ, Tiêu Ngũ và Đồng Văn Vũ mới quen đã thân, ngay cả Nga Ni Trần một người rất khéo léo trong đối nhân xử thế và có kiến thức rộng rãi trong giao tiếp, cũng rất coi trọng Đồng Văn Vũ. Lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên ăn cơm, Đồng Văn Vũ lại là chủ mở tiệc chiêu đãi Hạ Tưởng, kết quả trước sự ân cần mời rượu của Tiêu Ngũ và Nga Ni Trần, ngược lại đã uống rượu say. Hạ Tưởng không có so đo với sự thất lễ của Đồng Văn Vũ, ngược lại, từ việc Đồng Văn Vũ không bố trí phòng vệ với hắn, cao hứng mà uống rượu có thể thấy được, Đồng Văn Vũ chẳng những có thể tin, hơn nữa còn có thể dung nạp vào trong vòng hệ thống trung tâm. Cũng đúng, thật ra dựa theo sự thu xếp của lão cổ, Đồng Văn Vũ vốn chính là thành viên bên trong thế lực quân sự của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cố ý an bài cho Đồng Văn Vũ ngủ ở trong phòng hắn, là cử chỉ muốn thu mua lòng người. Quả nhiên, chờ sau khi Đồng Văn Vũ tỉnh ngủ, phát hiện nằm ở trên giường phó bí thư Hạ, ngoại trừ cảm thấy thất lễ và ngượng ngùng ra, cũng có cảm giác được sủng ái mà lo sợ, anh ta hoàn toàn nhận ra sự đối nhân xử thế của Hạ Tưởng, và quyết tâm thể sống chết đi theo Hạ Tưởng. Nếu không tính việc Đông Phương Hiểu tới dựa vào Hạ Tưởng là một ván thắng ngay từ trận đầu khi Hạ Tưởng sắp nhậm chức ở tỉnh Tây, thì việc Đồng Văn Vũ thể sống chết đi theo, chính là tiên cơ đầu tiên Hạ Tưởng bố cục ở tỉnh Tây. Tuy nhiên có lý do để tin rằng, hành động Đồng Văn Vũ quay ngược về phía Hạ Tưởng, đã nằm trong dự đoán của Lôi Trị Học, không thể xem như là thắng lợi ngoài dự đoán của mọi người. Đừng nóng vội, Hạ Tưởng còn có chuẩn bị ở phía sau. Để Tiêu Ngũ ở lại chờ đợi Đồng Văn Vũ, Hạ Tưởng và Đường Thiên Vân chậm rãi xuống lầu, tới gặp Đông Phương Hiểu như đã hẹn. Sau khi Hạ Tưởng và Đường Thiên Vân xuống lầu không lâu, Nga Ni Trần cũng đi xuống lầu, biến mất trong bóng đêm sầm uất của Tấn Dương. Hạ Tưởng không đánh khi còn chưa thể nắm chắc thành công, có lẽ Đông Phương Hiểu nghĩ Hạ Tưởng xuất phát đến Tấn Dương trước, là bởi vì đề nghị của cô. Thật ra cô đã sai lầm rồi, vô cùng sai. Cho dù cô không đến Bắc Kinh để gặp mặt nói chuyện với Hạ Tưởng, Hạ Tưởng cũng sẽ cải trang xuất hiện trên đường Tấn Dương. Chẳng qua cô xuất hiện đúng lúc cung cấp cho hắn một cái cớ, Hạ Tưởng cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Thiếu cung kính mà nói, tuy rằng, cô thân là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo, nhưng cô không đủ khả năng chỉ một lời có thể khiến Hạ Tưởng kinh động mà rời khỏi Bắc Kinh. Dù sao cô cũng chỉ là trưởng ban tuyên giáo, chứ không phải trưởng ban tổ chức, hay là nói, không phải phó chủ tịch thường trực tỉnh. Cũng tốt, Hạ Tưởng đã đến tỉnh Tây, trong bản kế hoạch của hắn, có rất nhiều kế hoạch cần mượn sức của ban tuyên giáo. Nếu thời cơ của Đông Phương Hiểu xuất hiện vô cùng đúng lúc, hắn tự nhiên sẽ vui tiếp nhận cành ô liu của đối phương. Đông Phương Hiểu đã hẹn địa điểm tại một quán cà phê, Hạ Tưởng cũng không bài xích cà phê, chỉ có điều cảm thấy quán cà phê là nơi mà những người ít tuổi nói chuyện yêu đương, không rõ vì sao Đông Phương Hiểu lại không lựa chọn một quán trà, mà lại phải chọn nói chuyện ở quán cà phê. Tên quán cà phê là Prag, bố trí rất có tư tưởng, bầu không khí cũng nhưng không phải là điều mà Hạ Tưởng thích. Dưới sự hướng dẫn của Đông Phương Hiểu, Hạ Tưởng đi vào một gian phòng yên lặng, sau khi ngồi xuống, tùy ý gọi một ly cà phê. Đông Phương Hiểu cố ý thay đổi bộ trang phục công sở, dường như còn hơi hơi chuốt lông mi, cô cũng muốn một ly cà phê tương tự, bỏ thêm đường, nhẹ nhàng quấy. Có lẽ là vì đã trở lại Tấn Dương, lại có lẽ vì cô đã tự tin rất nhiều, tóm lại so với mấy giờ trước có vẻ nữ tính hơn nhiều. Phó Bí Thư Hạ, tình hình ở tỉnh ủy đại khái là như thế, anh còn muốn biết gì nữa không? Khi còn ở Bắc Kinh, trên đường, Đông Phương Hiểu đã kể lại tỉ mỉ, giới thiệu với Hạ Tưởng về sự cấu thành thành viên trong tỉnh ủy tỉnh Tây,
cùng với những cơ hội và thách thức mà hắn sẽ gặp phải ở tỉnh ủy. Đương nhiên, là tất cả đều dựa trên lập trường của cô mà giải thích. Khi mới đến Tấn Dương, tôi nhớ rõ cứ tới buổi chiều, khi đi ngang qua đường Hoan Đức, nhìn về phía xa, một màn sương đen lượn lờ, khiến cho sự hùng vĩ tòa nhà của tỉnh ủy trở nên mơ hồ một cách khác thường. Hạ Tưởng cũng không uống cà phê, chỉ cầm trong tay, tùy ý chuyển động vài cái, lại nói ra một câu đầy thâm ý. Màn sương đen trong lời Hạ Tưởng nói, là chỉ mạng lưới quan hệ phức tạp rắc rối của tỉnh Tây, tấm màn đen, làm cho người ta nhìn không tới hy vọng, lại là ám chỉ không khí ở Tấn Dương đã ô nhiễm tới mức nghiêm trọng rồi làm người ta cảm thấy vô cùng căm phẫn, thậm chí có người hình dung sống một ngày ở Tấn Dương, tương đương với tổn thọ mất 10 năm. Tiếng Hạ Tưởng không lớn lắm, tốc độ cũng không nhanh, giọng điệu giống như đang nói chuyện phiếm, nhưng vấn đề mà hắn chỉ ra, cũng là bộc lộ năng lực, chỉ thẳng ra bản chất. Trưởng ban Đông Phương, mong cô trả lời tôi một vấn đề, tỉnh Tây là một tỉnh có nguồn năng lượng thứ nhất trong nước, nguồn năng lượng được sản xuất ra cung ứng cho gần như cả nước, vì sao mức tiền lương trung bình ở tỉnh Tây lại đứng đầu cả nước tính từ dưới lên như vậy? Đông Phương Hiểu nhất thời ngạc nhiên, trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm mãnh liệt, phó bí thư Hạ nhậm chức ở tỉnh Tây, quả nhiên muốn động tới mạch máu tỉnh Tây. Vài năm trước đây, khi tỉnh Tây xây dựng cải tạo đường cao tốc đầu tiên trong tỉnh, quốc gia không phải bỏ một phân tiền. Không phải không muốn, mà là chia tay ra nhưng quốc gia chưa cho. Cuối cùng, nhân dân tỉnh Tây tự động tổ chức quyên tiền góp vật, dựa vào sức lực của chính mình, dám dựa vào tinh thần ngu công rời núi, xây dựng thành công con đường cao tốc có ý nghĩa đầu tiên trong tỉnh. Mặc dù xem xét hiện tại, đường cao tốc đã không còn dáng vẻ như lúc mới xây dựng cải tạo nữa. Nhưng dù sao cũng là thành quả phấn đấu gian khổ của chính nhân dân tỉnh Tây, đáng giá là một kỷ niệm có ý nghĩa vĩnh viễn. Đúng là bởi vì tỉnh Tây tự phát xây dựng cải tạo đường cao tốc thứ nhất trong tỉnh, quốc gia không có đầu tư một phân tiền, khiến cho quốc gia vô cùng tán thưởng phương pháp làm việc ở tỉnh Tây. Thậm chí ở nhiều trường hợp, người lãnh đạo quốc gia còn công khai khen ngợi phương pháp làm việc ở tỉnh Tây, đối với hành động vĩ đại tự lực cánh sinh của nhân dân tỉnh Tây còn khen không dứt miệng. Sau đó không lâu, tỉnh Tây khởi công xây dựng công trình dẫn hoàng, cùng hợp tác với nước ngoài, vẫn dựa vào tài chính của chính mình mà giải quyết vấn đề, cũng không có giơ tay xin quốc gia một phân tiền nào, nhân dân tỉnh Tây lại một lần gian khổ gây dựng sự nghiệp, dùng chính bàn tay và chí khí của mình viết lên một khúc hát bi ca. Tỉnh Tây là một trong những tỉnh nghèo và lạc hậu nhất trong nước mà có chí khí và quyết tâm như vậy, quả thật rất đáng quý. Cũng bởi vậy, ngay lúc đó Thủ tướng Nội các Chính phủ đã vô cùng chú ý tới tỉnh Tây, sau đó ở một trường hợp đối ngoại quan trọng đã công khai tuyên bố, phải thực sự phát huy ưu thế nguồn năng lượng và cơ sở công nghiệp nặng ở tỉnh Tây, muốn đầu tư mấy tỷ vào tỉnh Tây, xây dựng ngành công nghiệp ô tô, xây dựng Detroit của Trung Quốc. Kết quả dưới sự chi phối quá mạnh mẽ của lý tưởng kinh tế, cách nói xây dựng Detroit của Trung Quốc chỉ là tạo một trò cười với nhân dân toàn quốc, cuối cùng không giải quyết được gì. Mà Thủ tướng dám đi đầu làm gương ấy đã trở thành Thủ tướng của một khóa, mà vài năm sau đã giao ra gậy chỉ huy kinh tế quốc gia. Có lẽ chính là bởi vì tinh thần tự chủ không đợi, không dựa vào, không cần của tỉnh Tây, đã trở thành tỉnh có nguồn năng lượng lớn nhất trong nước, hy sinh hoàn cảnh sinh tồn của chính mình làm cái giá phải trả rất lớn, vì quốc gia mà hàng năm phát ra lượng tài nguyên lớn, giành được báo đáp lại là cái gì? Ô nhiễm đến mức không thể nghiêm trọng hơn, cả một bầu trời mờ mịt, đường phố trong thành phố đen đến mức không thể đen hơn nữa. Ăn một chút cơm có thể thấy một tầng bụi than đá. Môi trường sống rất đáng sợ, nhưng lại có mức tiền lương trung bình thấp nhất trong cả nước. Tỉnh lớn hàng đầu về nguồn năng, đốt sáng một nửa đèn điện Trung Quốc, làm ấm toàn bộ phương Bắc vào mùa đông. Cho đến ngày nay, một sự thật không để cho trốn tránh cũng là, căn cứ nguồn năng lượng trọng yếu nhất và căn cứ vào ngành công nghiệp nặng hóa chất là chính, giá trị sản lượng công nghiệp chiếm được 70%, nhưng lẫn lộn đầu đuôi chính là, một tỉnh công nghiệp lại thu không đủ chi, cuộc sống của người dân khó khăn, mức tiền lương không ngờ chảy xuống đến vị trí đứng đầu cả nước tính từ dưới lên. Trong vòng vài ngày nhàn rỗi ở Bắc Kinh, Hạ Tưởng tỉ mỉ nghiên cứu lịch sử và hiện trạng của tỉnh Tây, càng xem càng thấy ghê người, càng xem càng thấy trong lồng ngực uất nghẹn. Dù chưa chính thức nhậm chức chủ tịch tỉnh, hắn cũng đã hiểu được tình trạng ở đó, tự xem mình trở thành một thành viên của tỉnh Tây. Tỉnh Tây đã vì quốc gia mà hy sinh và cống hiến rất lớn, cung cấp nguồn năng lượng và điện lực cuồn cuộn không ngừng, vì sao trái lại vẫn không thể thoát khỏi sự nghèo khó và lạc hậu.
tất cả nguồn năng lượng của các nước lớn trên thế giới, nơi nào không dầu nứt khố đổ vách, không khắp nơi là vàng, vì sao tỉnh Tây có được vô số bảo sơn, lại hai bàn tay trắng mà than thở. Với mức chiếm hữu tài nguyên bình quân trên đầu người của tỉnh Tây mà nói, lẽ ra tỉnh Tây hẳn là một tỉnh giàu có nhất trong cả nước, nào là lĩnh Nam, nào là tỉnh Tô, tất cả đều phải đứng sang bên. Nhưng thật đáng buồn chính là, tỉnh Tây đừng nói ngang với lĩnh Nam, ngay cả tỉnh Yến cũng không bằng. Nguồn năng lượng ở tỉnh Tây không thể mang đến của cải cho người dân tỉnh Tây, chỉ mang đến ô nhiễm và u ám vĩnh viễn trong không trung. Mà điều đáng buồn cười chính là, một tỉnh Tây đang ô nhiễm nghiêm trọng lại đánh quân bài du lịch, gắng sức phát triển mạnh kinh tế du lịch để mang đến hưng thịnh cho tỉnh Tây. Một tỉnh Tây với than đá, vàng nằm khắp nơi, vậy cuối cùng thì nguyên nhân của sự nghèo khó cùng lạc hậu nằm ở nơi nào? Một câu nói của Hạ Tưởng, khiến Đông Phương Hiểu trầm mặc. Đông Phương Hiểu dựa vào Hạ Tưởng, cô theo đuổi chính là quyền lực và quyền phát ngôn, là quyền uy mà trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy nên có. Cho dù nói ra trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy là cái miệng của tỉnh ủy có xu hướng tiến gần với cái miệng của chính quyền là chủ tịch tỉnh rất dễ dàng làm cho người ta nói này nói nọ, nhưng chớ quên rằng, chủ tịch tỉnh hay là phó bí thư thứ nhất của tỉnh ủy, đối với vấn đề nhân sự, đảng và quần chúng đều có quyền phát ngôn nhất định. Đông Phương Hiểu không tiếc lấy thân thử mạo hiểm, tự mình chạy đến Bắc Kinh muốn dựa vào Hạ Tưởng, ý đồ muốn thu được sự ủng hộ của Hạ Tưởng, khiến cô có thể đứng vững trong tỉnh ủy. Và mượn thế lực của Hạ Tưởng thoát khỏi sự áp chế của Lôi Trị Học. Nhưng vấn đề mà Hạ Tưởng vừa mới đưa ra, đều không phải là điều mà cô chú ý, làm trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, cô đối với kết cấu kinh tế và sự vụ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây, lại không biết nhiều lắm, cũng không có hứng thú lớn lắm. Đông Phương Hiểu ngẩn người, cô nghiên cứu thật nhiều đối với trí tuệ chính trị và thủ pháp chính trị của Hạ Tưởng, cô biết Hạ Tưởng thông minh hơn người, thủ pháp hay thay đổi. Giỏi nhất là trong hoàn cảnh chính trị rắc rối phức tạp vẫn giành được thắng lợi. Hơn nữa, lúc trước khi Hạ Tưởng từ bí thư thành ủy đi lên, vẫn làm công tác nghiên cứu. Cô liền nhận định Hạ Tưởng vừa đến tỉnh Tây, nhất định đầu tiên sẽ bắt đầu từ việc tranh quyền đoạt lợi. Không ngờ, vai diễn của Hạ Tưởng lại thay đổi nhanh như vậy, gần như không có giảm sóc mà chuyển từ công tác nghiên cứu sang thực vụ, sự chú ý của ánh một chút cũng không dừng ở cuộc đấu tranh nhân sự phức tạp của tỉnh Tây. Mà là chỉ thẳng vào bản chất vấn đề bần cùng lạc hậu của tỉnh Tây, nói đúng ra, Phó Bí Thư Hạ còn chưa chính thức nhậm chức đã nhập vai chủ tịch tỉnh. Trong lòng Đông Phương Hiểu cảm thấy mất mát, chẳng lẽ, cô thật sự đi nhầm một bước, chẳng lẽ, Phó Bí Thư Hạ cũng không có ý định so cao thấp với Lôi Trị Học. Đại khái trầm mặc nửa phút, Đông Phương Hiểu mới mở miệng. Vấn đề tỉnh Tây tồn tại đã lâu, không phải một hai câu có thể nói rõ ràng được. Phó Bí Thư Hạ, anh vừa tới. Vẫn nên phát triển mạnh ngành du lịch trước mới càng dễ dàng tạo ra thành tích. Đông Phương Hiểu đúng là trưởng ban tuyên giáo, nhưng miệng tuyên giáo và phía chính quyền cũng có chỗ xen lẫn, đối với hiện trạng và căn nguyên của tỉnh Tây, trong lòng cô đương nhiên cũng biết rõ ràng, chẳng những cô biết rõ, cô tin rằng Hạ Tưởng thật sự cũng biết rõ. Quả thật, Hạ Tưởng thật sự hiểu rõ, hắn chỉ có điều muốn biết, Đông Phương Hiểu có thể hoặc có dám trực tiếp nói ra hay không. Đông Phương Hiểu muốn mượn quyền uy của hắn mở ra cục diện ở tỉnh ủy, có thể, hắn sẽ mạnh mẽ ủng hộ công tác của cô, điều kiện tiên quyết là, cô có dám gánh vác chức trưởng ban tuyên giáo hay không? Bình thường, trưởng ban tuyên giáo không quan trọng bằng trưởng ban tổ chức cán bộ. Cái nhìn này tồn tại thành kiến nhất định, nhất là ngày nay nắm giữ chiều hướng dư luận cũng chính là nắm giữ dân ý, tầm quan trọng của tuyên truyền cũng từ từ được đề cao. Đối với tỉnh Tây mà nói, công tác tuyên truyền vô cùng trọng yếu. Là một tỉnh lớn về nguồn năng lượng, mấy trăm mỏ than lớn nhỏ trải rộng trên tỉnh Tây, gần như mỗi ngày đều có phát sinh sự cố an toàn, làm thế nào có thể lợi dụng tuyên truyền một cách hữu hiệu tạo ra hình tượng xứng đáng cho bộ máy tỉnh Tây, làm thế nào để khống chế ảnh hưởng của sự cố an toàn ở trong phạm vi nhất định, không đến mức hao tổn đến hình tượng tỉnh Tây. Đối với trưởng ban tuyên giáo mà nói, đây là nhiệm vụ gian khổ nhất. Hơn nữa sau khi Hạ Tưởng nắm quyền chỉ đạo, cùng với việc nhằm vào bố cục tỉnh Tây, cần có rất nhiều công tác phối hợp với tuyên truyền tại địa phương. Nếu Đông Phương Hiểu cố ý muốn dựa vào hắn, hắn nhất định phải nắm chặt hướng đi của Đông Phương Hiểu trong tay, khiến Đông Phương Hiểu phải chịu sự khống chế của hắn. Một hai câu nói là không thể nói rõ, nhưng với một hai câu nói, cũng có thể chỉ ra nội dung chủ yếu. Hạ Tưởng tiếp tục truy vấn, hắn không định để cho Đông Phương Hiểu tránh nặng tìm nhẹ. Nếu Đông Phương Hiểu không đảm đương được, hắn tình nguyện đi đường vòng qua cô ấy.
phát triển ngành du lịch là một trong những phương châm của chính sách mà chính quyền hiện tại đang tiến hành. Tôi cũng sẽ tôn trọng phương châm kinh tế của chính quyền khóa trước, nhưng vấn đề điều chỉnh kết cấu kinh tế ở tỉnh Tây chắc chắn sẽ có thay đổi nhất định. Lời nói của Hạ Tưởng đã xác định một cách rõ ràng, sau khi hắn nhậm chức sẽ điều chỉnh một vài chính sách kinh tế hiện hành ở tỉnh Tây, điều này khiến cho Đông Phương Hiểu cảm thấy chấn động. Chẳng lẽ Phó Bí Thư Hạ đến tỉnh Tây đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, là vì tiếp tục thúc đẩy chính sách tỉnh thí điểm của tỉnh Tây? Hơn một năm trước, tỉnh Tây được phê chuẩn từ khu kinh tế loại hình tài nguyên chuyển thành khu thí nghiệm cải cách, bởi vậy tỉnh Tây trở thành khu thí nghiệm cấp quốc gia trong toàn bộ tỉnh. Trong nước, phần lớn các khu thí nghiệm khu chủ yếu sẽ gánh vác một lĩnh vực cải cách nào đó. Ví dụ như ở các thành phố, thị xã nói chung, tự chủ động đổi mới tài chính vân vân. Lĩnh vực này thường thường là vấn đề chung của cả nước. Quốc gia lựa chọn một thành thị nào đó hoặc một khu vực nào đó trở thành khu thí nghiệm. Có nghĩa là những địa phương này trở thành người dò đường giải quyết vấn đề chung. Hạ Tưởng rời khỏi lĩnh Nam có hy vọng trở thành khu thí nghiệm đầu tiên trong cả nước về cải cách thể chế chính trị. Bởi vì cải cách thể chế chính trị liên quan tới các chính sách cơ bản của nhà nước, cho nên phải do Trần Hạo Thiên đến làm người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Trần Hạo Thiên là ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, anh ta cũng có tư cách cũng có năng lực thúc đẩy. Sau khi tỉnh Tây thành khu thí nghiệm cấp quốc gia đầu tiên trong toàn bộ tỉnh vực, chỉ hơn một năm, quốc gia đã đem chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất trong nước điều nhiệm tới tỉnh Tây, tiếp nhận chiếc gậy lớn chỉ huy Ủy ban Nhân dân tỉnh, tương đương với phát ra tín hiệu chính trị mãnh liệt, cải cách truyền hình kinh tế tài nguyên ở tỉnh Tây, sẽ khảo nghiệm trình độ nắm quyền của Hạ Tưởng, sẽ bước đầu đặt Hạ Tưởng bước vào Bộ Chính trị, con đường của chiến tích, đề thi khảo nghiệm năng lực cầm quyền của Hạ Tưởng. Cũng là cánh cửa đầu tiên, và là cánh cửa trọng yếu nhất. Trần Hạo Thiên quản lý lĩnh Nam, sẽ dẫn dắt sự thành bại trong việc thí điểm cải cách thể chế chính trị của quốc gia. Hạ Tưởng cầm quyền ở tỉnh Tây, dựa vào những gì mà tỉnh Tây đã trải qua vì quốc gia mà tiến hành dò tìm giải pháp chung để giải quyết vấn đề. Nhưng với phương pháp loại suy mà nói, hiển nhiên nhiệm vụ mà Hạ Tưởng gánh vác không nặng nề bằng Trần Hạo Thiên, dù sao Trần Hạo Thiên là người lãnh đạo quốc gia, Hạ Tưởng bây giờ còn chưa thể so sánh với anh ta. Hơn nữa, cải cách thể chế chính trị lĩnh Nam, mang tính chất phổ biến chung. Tỉnh Tây truyền hình kinh tế tài nguyên, hoàn toàn không có tính phổ biến, không phải các nơi đều có ưu thế tài nguyên, đều là tỉnh lớn về nguồn tài nguyên. Ngay cả như vậy, lần đầu tiên Hạ Tưởng đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh, tiếp nhận một trọng trách như thế, còn đóng vai trò làm người dò đường, trên thực tế, hắn chịu đựng áp lực lớn hơn nhiều so với Trần Hạo Thiên. Đây cũng không phải là một tỉnh có nền kinh tế phát đạt. Một tỉnh dường như không có gì nổi trội trong nước, lại là một nơi làm vạch đo nước được chọn lựa cẩn thận, bản kế hoạch đầu tiên của Hạ Tưởng sẽ được làm thế nào, để làm cho giấc mộng trong lòng được cất cánh. Hạ Tưởng tính sẽ dùng thời gian 10 năm, chân chính biến tỉnh Tây trở thành một căn cứ công nghiệp hóa chất và năng lượng giống như Chicago của Mỹ, Rua của Đức, Birmingham của Anh. Bản kế hoạch 10 năm, một giấc mộng 10 năm, 10 năm thanh xuân và nhiệt huyết. Khiến tỉnh Tây một trong những ngũ bá thời Xuân Thu đã từng xưng bá lâu dài đến hơn 200 năm, một lần nữa lại tỏa ra sức sống mới, một lần nữa lại sừng sững trước các tỉnh trong nước. Hạ Tưởng ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, đưa ra quyết định cuối cùng. Cho Hạ Tưởng thời gian 10 năm, trả lại mảnh trời xanh cho tỉnh Tây. Cái Hạ Tưởng muốn không phải là có một đám quan liêu vì lợi ích cá nhân tranh quyền đoạt lợi bên mình, mà là đồng minh có khả năng đoàn kết xung quanh hắn. Vì lý tưởng của hắn mà bày mưu tính kế, làm rạng rỡ thêm cho bản kế hoạch của hắn. Hạ Tưởng cầm ly cà phê lên một hơi cạn sạch, mạnh mẽ nói. Trưởng ban Đông Phương, tôi đến tỉnh Tây chắc chắn sẽ đưa ra mưu tính phát triển kế hoạch lớn. Cho nên, tôi chỉ hỏi cô một câu, cô là muốn bảo thủ không chịu thay đổi, hay là muốn khai thác đổi mới? Ngụ ý của bảo thủ không chịu thay đổi và khai thác đổi mới chính là... Muốn tỉnh trong vòng tròn của Tây đấu đá vì lợi ích cá nhân, hay là phóng tầm mắt trong nước, vì ngày mai của tỉnh Tây mà dám vì dân xin chỉ thị cấp trên. Đông Phương Hiểu vừa nuốt một ngụm cà phê, mặc dù cho thêm đường, nhưng mùi vị đắng chát chỉ là bị che đậy, nhưng lại không bị mất đi. Trong ngọt có đắng, trong đắng có ngọt, mùi vị nửa khổ nửa vui, giống như là sự sao động trong lòng cô ta. Vấn đề của Hạ Tưởng rất sắc bén, rất trực tiếp. Bày ra trước mắt cô một lựa chọn vô cùng khó khăn. Cách nghĩ của Hạ Tưởng, có lẽ nói ra tư duy chấp chính sau khi đến nhậm chức tỉnh Tây. Tuy chưa nói rõ ràng,
nhưng lúc này Đông Phương Hiểu nếu như không rõ Hạ Tưởng mượn cớ nói chuyện hiện trạng tiền lương bình quân toàn quốc đứng thứ nhất từ dưới lên của tỉnh Tây, từ đây nói bóng gió ám chỉ phương hướng chấp chính từ nay về sau của hắn, cô ta rất không có trí tuệ chính trị rồi. Không ngờ, một bước bước ra, lợi thế cần thiết phải đưa ra, lớn hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của cô ta, khiến cô ta nhất thời do dự, không biết nên lựa chọn thế nào. Khi đang chần chừ, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Đường Thiên Vân mở hé cửa, nói nhỏ. Lãnh đạo, có điện thoại của Phó Bí Thư Lữ Uyên Nguyên. Lữ Uyên Nguyên, Đông Phương Hiểu bỗng nhiên sửng sốt, tiền nhiệm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Lữ Uyên Nguyên. Lữ Uyên Nguyên sao lại có thể gọi điện cho Hạ Tường? Lữ Uyên Nguyên là từ thành phố Yến điều đến nhậm chức ở tỉnh Tây đảm nhận trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, sau đó điều ra tỉnh ngoài đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy. Vừa nghĩ thông chi tiết này, Đông Phương Hiểu lại lần nữa liên tưởng đến tỉnh Tây không chỉ có thời kỳ Tào Vĩnh Quốc đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, mà còn có thời kỳ Hình Đoan Đài chủ trì toàn diện công việc. Mà những người ở trên, tất cả đều biết hoặc quen thuộc với Hạ Tường, thậm chí còn thân thiết. Chính là nói, trước khi Hạ Tường chưa đến tỉnh Tây, thì đã có cơ sở vững chắc ở tỉnh Tây rồi. Đông Phương Hiểu vẫn cho rằng cô ta là lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh Tây đầu tiên Hạ Tường dựa vào. Bây giờ sau khi bỗng nhiên bừng tỉnh, nghĩ kỹ một chút, dũng khí ban đầu bỗng nhiên biến mất hoàn toàn. Hạ Tường đến tỉnh Tây nhậm chức, không thiếu người dẫn đường, chưa biết chừng người mà Hạ Tường ngấm ngầm dựa vào, vượt xa sự tưởng tượng của cô ta. Sở dĩ nói Hạ Tường rất có cảm tình với tỉnh Tây. Tỉnh Tây không chỉ là con đường lớn đầu tiên mà hắn đang đi, mà còn tỉnh Tây có quá nhiều hơi thở của người quen. Tào Vĩnh Quốc không cần nhắc đến, sớm đã có Hình Đoan Đài trước Tào Vĩnh Quốc, đã từng đảm nhiệm qua bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây. Tuy nói mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và Hình Đoan Đài không phải vô cùng thân thiết, nhưng cũng tạm được. Huống hồ Hình Đoan Đài có quan hệ mật thiết với Tào Vĩnh Quốc. Thời gian ở thủ đô, Hạ Tưởng không những gặp mặt Tào Vĩnh Quốc, vẫn còn gặp mặt với Hình Đoan Đài đã lui về ở thủ đô dưỡng già. Cuộc hội đàm giữa Hình Đoan Đài và Hạ Tưởng kéo dài đủ 3 giờ, ý vẫn còn nhiều chưa hết, còn cùng nhau ăn cơm. Trong thời gian ăn cơm, Hình Đoan Đài cao hứng nói một câu xúc động. Từ sau Vĩnh Quốc, cậu đến tỉnh Tây cuối cùng lại có thể thấy ánh sáng mặt trời rồi. Hạ Tưởng hiểu ý của Hình Đoan Đài, không phải tỉnh Tây thấy ánh mặt trời, mà là thế lực lưu lại ở tỉnh Tây của Hình Đoan Đài thấy ánh sáng mặt trời. Từ sau Tào Vĩnh Quốc, bắt đầu từ Lôi Trị Học, Hình Đoan Đài, Lữ Uyên Nguyên và Tào Vĩnh Quốc ba người ở tỉnh Tây đã từng có mạng lưới quan hệ kinh doanh nhiều năm, nhưng dưới sự tác động nhuần nhuyễn vừa đấm vừa xoa không kẽ hở của Lôi Trị Học, bây giờ đã vụn nát, sẽ không có thể phối hợp ăn ý qua lại. Ba người lần lượt nhậm chức ở tỉnh Tây, nhiệm kỳ tuy rằng không dài, nhưng cộng lại cũng lâu đến 5-6 năm. Huống hồ vẫn còn một vị bí thư tỉnh ủy, một vị trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, một vị chủ tịch tỉnh, đều lần lượt đảm nhận chức vị quan trọng, cho dù khiêm tốn thiết thực, cũng có thể công khai hoặc ngấm ngầm bồi dưỡng không ít thế lực. Nhưng thế lực ba người cộng lại, trong mấy năm lại bị Lôi Trị Học quét sạch tận gốc. Do đó có thể thấy thủ đoạn chính trị của Lôi Trị Học đích thực không tầm thường. Trong quan trường, không thiếu gì tiền lệ quét sạch thế lực tiền nhiệm, nhưng nếu Lôi Trị Học cũng như dưới sự nhẹ nhàng mà hạ độc thủ lớn, đem người thân tín của Hình Đoan Đài rời khỏi cương vị quan trọng, đem dòng chính của Lữ Uyên Nguyên trực tiếp để đó không dùng, đem thủ hạ được Tào Vĩnh Quốc để bạt lui về tuyến 2, VV. Hoàn toàn chính là toàn bộ truy quét lật đổ toàn diện. Không giống với các khu vực nào đó mượn việc đánh đen trừ ác với thanh thế to lớn để tẩy sạch thực lực tiền nhiệm, chỗ thông minh của Lôi Trị Học chính là nước ấm luộc ếch, ung dung thản nhiên mà nắm hoàn toàn trong tay đại cục tỉnh Tây. Thời gian Hạ Tưởng ở Bắc Kinh, không những hội đàm với Hình Đoan Đài ở mức độ sâu, mà còn nhận được điện thoại của Lữ Uyên Nguyên. Muốn nói ba người Hình Đoan Đài, Lữ Uyên Nguyên và Tào Vĩnh Quốc, thực lực lưu lại ở tỉnh Tây của ai phân bố rộng nhất, ẩn nấp sâu nhất. Không phải Hình Đoan Đài đã từng đảm nhận qua bí thư tỉnh ủy, ngược lại là Lữ Uyên Nguyên cấp bậc thấp nhất trong ba người. Thế lực còn sót lại của Hình Đoan Đài bị tẩy trừ hoàn toàn triệt để, lại có nguyên nhân gã rời tỉnh Tây thời gian dài nhất, cũng là bởi vì thế lực gã đề bạt tại tỉnh Tây chiếm cứ cương vị trọng yếu nhiều nhất. Thế lực của Tào Vĩnh Quốc bị tẩy trừ ít nhất, là bởi vì ông ta bồi dưỡng thân tín tương đối ít, thế lực bị tẩy trừ không ít cũng không nhiều. Nhưng giữ lại được nhiều nhất, lại chính là Lữ Uyên Nguyên. Trên thực tế, thân tín được Lữ Uyên Nguyên đề bạt, một chút cũng không ít hơn so với Hình Đoan Đài. Nhưng đối nhân xử thế của Lữ Uyên Nguyên có một đặc điểm, gã đề bạt một người nào đó,
sẽ không biểu hiện ra coi trọng người đó, lại còn rất ít có quan hệ cá nhân với người đó, đều là qua lại công việc. Nhưng thường có thể đưa tay ra kéo họ lên vào lúc họ cần nhất, là khiến người chịu ơn huệ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Chính vì vậy, rất nhiều thế lực của Lữ Uyên Nguyên đều ẩn nấp sâu vô cùng, đến khôn khéo như gã Lôi Trị Học cũng không thể phát giác toàn bộ. Thế cho nên lần quyết đấu về sau, xuất hiện bất ngờ rất lớn. Điều này về này hãy nói, tạm thời không nhắc đến. Đón gió xuân có chút se lạnh của Tấn Dương, khi Hạ Tưởng và Đường Thiên Vân rời khỏi Prague, đã là 8, 9 giờ tối. Buổi đêm ở Tấn Dương không ồn ào náo động, phồn hoa như Dương Thành, không khí ô nhiễm vượt quá giới hạn, khiến bầu trời đêm ở thành phố không nhìn thấy đến một ngôi sao. Thời gian chưa đến một ngày, bụi đã rơi thành một lớp trên giày da của Hạ Tưởng rồi. Lên xe, Đông Phương Hiểu vẫn còn đứng ở cửa lễ phép nhìn theo vẫy tay, Hạ Tưởng liền để tài xế lái xe đi. Xe vừa đi, Đường Thiên Vân cười. Lãnh đạo, trưởng ban Đông Phương rất thú vị, khi cấp tiến ở Bắc Kinh, quay về Tấn Dương, lại trở nên thận trọng. Đường Thiên Vân sau khi đưa điện thoại của Lữ Uyên Nguyên cho Hạ Tưởng nghe, Hạ Tưởng nghe điện thoại không lâu thì liền dập điện thoại. Cũng không tránh mặt Đông Phương Hiểu, tin rằng Đông Phương Hiểu từ trong đoạn hội thoại ngắn ấy, nghe được chút ít nội dung đầy thâm ý. Kỳ thực nghe hay không nghe kết quả đều như nhau. Chỉ muốn để Đông Phương Hiểu biết là có điện thoại của Lữ Uyên Nguyên là được rồi, tin rằng dựa vào sự thông minh của Đông Phương Hiểu, một chút sẽ thấu hiểu. Đông Phương Hiểu đích thực bị nhìn thấu, nhưng cô ta vẫn không trực tiếp giải đáp vấn đề của Hạ Tưởng. Cũng không trốn tránh vấn đề của Hạ Tưởng, mà là đợi cô ta quay về chỉnh lý một chút tư liệu rồi mới báo cáo tỉ mỉ với Hạ Tưởng. Lấy lùi làm tiến, áp dụng chiến thuật kéo dài thận trọng. Hạ Tưởng cười với cách nói của Đường Thiên Vân. Ở tỉnh Tây lâu rồi, người có thêm ý tưởng cũng sẽ cẩn thận rất nhiều. Trong sự lựa chọn vì quốc gia hay là vì dân, rất nhiều người sẽ chọn vì quốc gia. Thường nói vì nước vì dân, nhưng kỳ thực là hai khái niệm, không thể không nói là một loại xót xa. Đường Thiên Vân gật đầu. Thái độ bình thường của quan trường là như thế, cũng chẳng còn cách nào. Quan viên mỗi cấp không cần trách nhiệm với nhân dân, chỉ cần có trách nhiệm với người đề bạt anh ta là được rồi. Nếu nói muốn thay đổi diện mạo nghèo nàn lạc hậu của tỉnh Tây, thì cần phải dám cò kè trả giá với Trung ương. Tin rằng phần lớn mọi người không thể vượt qua Lôi Trì một bước. Đường Thiên Vân được biết sau khi Hạ Tưởng sẽ đưa anh ta đến tỉnh Tây nhậm chức, thì ngạc nhiên và vui mừng vô cùng, cũng làm được lượng lớn công việc. Thâm nhập nghiên cứu lịch sử và hiện trạng tỉnh Tây, cũng hiểu rõ nguyên nhân khiến tỉnh Tây đứng thứ nhất về tỷ lệ chiếm hữu tài nguyên bình quân đầu người, nhưng vẫn là một trong những tỉnh nghèo trong nước. Chính là điện lực và than đá của tỉnh Tây cũng không có quyền tự chủ kinh doanh. Chính là nói, tài nguyên tỉnh Tây là tài nguyên của quốc gia, sự nghèo nàn của tỉnh Tây là của bản thân tỉnh Tây. Trước tiên là nói về tài nguyên than đá, tỉnh Tây sản xuất than đá, lại không có quyền kinh doanh độc lập. Trên bề ngoài, quyền kinh doanh than đá nằm trong tay một số quyền quý ở Bắc Kinh. Vài chục năm trước thành phố Đại Hoa ở tỉnh Tây xây dựng thành một thành phố hiện đại hóa, trạm khai thác than theo dạng của nước Đức, sạch sẽ, an toàn, quy mô hóa sản xuất. Kết quả trạm khai thác này vốn dĩ nên phát xạ mở rộng ra toàn tỉnh bị bắt thành sở hữu quốc gia, trên hành chính đều lệ thuộc trực tiếp Bắc Kinh. Còn có nhà máy điện Thái Thành, là nhà máy nhiệt điện phát điện xây dựng lớn nhất toàn châu Á. Nhưng sản phẩm điện lực lại dùng giá thấp tuyệt đối vận chuyển về tỉnh Tô. Tại sao tỉnh Tây phải thâm hụt tiền để làm ra cống hiến không thể xóa nhòa cho tỉnh Tô? Một câu nói, sự đòi hỏi lợi ích quốc gia. Quốc gia chẳng những tranh lợi với nhân dân, mà cũng tranh lợi với các tỉnh. Tỉnh Tây dưới sự khống chế của quốc gia hùng mạnh, lại cống hiến tài nguyên cho quốc gia, đem sự nghèo nàn, lạc hậu và ô nhiễm để lại cho tỉnh. Mà cứ như vậy mãi, tỉnh Tây cuối cùng nhận được cái gì? Hậu quả nghiêm trọng của việc khai thác quá giới hạn là khiến một nơi nổi tiếng về than đá, tất cả bị khai thác sạch. Toàn bộ tỉnh Tây, bao gồm cả Tấn Dương, trong tình cảnh 1/8 diện tích vì khai thác mà đào bới khắp nơi. Chính là nói, bây giờ 1/8 người dân tỉnh Tây sống ở các nhà lầu trên không. Không biết khi nào thì có thể một bước dẫm lên khoảng không, sau đó là ác mộng sâu không thấy đáy. Tỉnh Tây trở thành khu thí nghiệm cấp quốc gia toàn khu vực, không thể chỉ hô các con số mà không thay đổi hành động thực tế, không giơ tay xin chính sách thiên lệch của quốc gia. Không đem quyền tự chủ nắm trong tay bản thân, ngày mai của tỉnh Tây vĩnh viễn là một bầu trời mờ mịt và đầy sương đen. Lãnh đạo,
hành trình ngày mai đã sắp xếp xong, mời lãnh đạo xem một chút. Đường Thiên Vân đem sắp xếp hành trình chuyển đến trước mặt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng khoát tay, không xem, cười tủm tỉm nói. Không cần sắp xếp hành trình bị làm lộn xộn rồi. Ngày mai, có một vở kịch càng náo nhiệt muốn diễn, nếu tối không nhầm, Lôi Trị Học đã biết tôi đến Tấn Dương. Đường Thiên Vân khá là ngạc nhiên. Sao lại có thể chứ? Sao lại không thể chứ? Trong lòng Hạ Tưởng đã có dự liệu trước. Sau khi Đông Phương Hiểu quay về đã báo cáo với Lôi Trị Học rồi. Quay trở lại quán rượu, Đồng Văn Vũ đã tỉnh rượu và rời đi rồi. Trước khi đi, nhiều lần hướng về Tiêu Ngũ bày tỏ xin lỗi, xin Tiêu Ngũ nhất thiết phải chuyển lại lời cảm tạ của y với Phó Bí Thư Hạ. Đồng Văn Vũ nắm chặt tay Tiêu Ngũ, liên tục nói đáng tiếc, quen biết Tiêu Ngũ quá muộn rồi. Nếu như sớm quen biết Tiêu Ngũ một chút, Tiêu Ngũ vẫn chưa xuất ngũ, bây giờ nhất định cũng là trung tá rồi. Lại nếu như Tiêu Ngũ là lính dưới tay gã, gã nói gì cũng giúp Tiêu Ngũ lên đến thiếu tướng. Tiêu Ngũ bị lòng dạ ngay thẳng của Đồng Văn Vũ cảm hóa rồi, vốn dĩ trong lòng thấy ấm ức khó chịu với việc Nga Ni Trần ra ngoài hành động mà y lưu lại đợi chờ Đồng Văn Vũ, bây giờ cũng không cảm thấy nuối tiếc nữa, còn trò chuyện vui vẻ với Đồng Văn Vũ. Đồng Văn Vũ vừa đi, Hạ Tưởng liền quay lại. Hạ Tưởng vừa vào tới cửa, Nga Ni Trần cũng quay lại. Trong phòng đã trở nên náo nhiệt. Tiêu Ngũ đầu tiên chuyển lại lời của Đồng Văn Vũ, Hạ Tưởng mỉm cười gật đầu. Tiêu Ngũ vừa nói xong, Nga Ni Trần liền đứng lên khẩn cấp báo cáo. Báo cáo lãnh đạo, tất cả tiến triển thuận lợi. Người không phải trong quan trường nhưng Nga Ni Trần ở bên cạnh Hạ Tưởng đã lâu rồi, khi nói chuyện không tự chủ được cũng có mùi quan cách. Hạ Tưởng rất vui, một chút không nhận thấy ảnh hưởng từ việc Đông Phương Hiểu dao động đồng thời báo cáo với Lôi Trị Học chuyện hắn âm thầm đến Tấn Dương. Sự việc vẫn dễ chịu như trước, không phải hắn không để ý đến đứng vào hàng của Đông Phương Hiểu, mà là hắn cho rằng cho dù Đông Phương Hiểu tạm thời dao động, cuối cùng còn có thể sau khi xem xét thời thế, lại quay lại với hắn. Dữ liệu của Hạ Tưởng hoàn toàn chính xác, mới nói vài câu với mấy người, Lôi Trị Học liền gọi điện đến. Phó Bí Thư Hạ, tôi là Lôi Trị Học. Nghe giọng của Lôi Trị Học rất nhẹ nhàng tùy ý, giống như nói chuyện thường ngày. Còn ở Bắc Kinh không? Vừa hay ngày mai tôi có việc vào Bắc Kinh, cùng nhau ăn bữa cơm chứ? Hạ Tưởng cười không ra tiếng, Lôi Trị Học cũng có ý sợ là ngại trực tiếp hỏi hắn xem có phải đang ở Tấn Dương không, lại đưa ra lý do gặp mặt ở Bắc Kinh để thử, hắn liền nói. Thật không đúng dịp rồi Bí Thư Lôi, tôi bây giờ không ở Bắc Kinh rồi. Không đúng dịp thì thôi vậy. Lôi Trị Học dường như nói một câu rất tiếc nuối, lại nói. Đừng đi xa quá, hai ngày nữa là chính thức đến ngày nhậm chức rồi. Hạ Tưởng không tiếp lời của Lôi Trị Học, ngược lại chuyển hướng đề tài. Bí Thư Lôi, trưởng ban Đông Phương đối nhân xử thế không tồi, tôi vẫn chưa đến nhậm chức, đã cảm thấy sự nhiệt tình vô cùng của tỉnh ủy tỉnh Tây, khiến tôi đối với công việc sắp tới ở tỉnh Tây, tràn trề kỳ vọng. Hạ Tưởng nói ra lời này. Lôi Trị Học dường như giống như uống nước bị sặc, tạm dừng chốc lát nói không nên lời. Hạ Tưởng không thể để lãnh đạo xấu hổ quá mức, liền cười ha ha giả bộ bổ sung một câu. Tôi về thành phố Yến, hai ngày nữa quay về Bắc Kinh, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ chuyện chính, xin Bí Thư Lôi yên tâm. Yên tâm, Lôi Trị Học làm sao có thể yên tâm, đặt điện thoại xuống vẻ mặt y trong nháy mắt liền rất khó coi. Đông Phương nói. Lôi Trị Học lắc đầu. Nói vu vơ. Trần Hạo, Đông Phương Hiểu thật là một người phụ nữ có duyên. Cố ý nhấn mạnh từ phụ nữ, Trần Hạo biết rõ tính tình Lôi Trị Học liền biết rõ, Đông Phương Hiểu trong lòng Bí Thư Lôi, hình tượng giảm nhiều. Nghĩ lại Đông Phương Hiểu vừa mới lặng lẽ báo với Bí Thư Lôi việc Hạ Tưởng âm thầm đã đến Tấn Dương, không ngờ mới được một phần thì lại mất hai phần, cũng thật là đáng tiếc. Trần Hạo là thư ký của Lôi Trị Học, chỉ kém một chữ so với tên Trần Hạo Thiên. Nhưng lại kém cả ngàn dặm, Trần Hạo Thiên đã là lãnh đạo cấp phó quốc, gã lại mới lên cục trưởng, cách phó giám đốc sở còn kém một bước quan trọng. Tuy nhiên Trần Hạo có chí lớn, lập chí dựa vào tấm gương Trần Hạo Thiên, kỳ vọng y sinh thời cũng có thể làm người lãnh đạo quốc gia. Không ổn nhất, cũng muốn làm đến bí thư tỉnh ủy mới coi như không uổng phí đời này. Thêm nữa lại đang bên cạnh Bí Thư Lôi, cũng chắc chắn sẽ tiền đồ vô lượng. Dẫu rằng Bí Thư Lôi đúng là một trong những bí thư tỉnh ủy trẻ nhất trong nước. Nếu như không có Hạ Tưởng, lại thêm không có bí thư số 1 Trung ương Đoàn Thủy Thiên.
Bí thư Lôi là quan cấp cao cấp bộ trưởng trẻ nhất trong nước, nhưng trước đó có Thủy Thiên phá kỷ lục, sau lại có Hạ Tưởng tiếp tục phá kỷ lục, khiến hào quang trước đây của Bí thư Lôi ảm đạm đi nhiều. Lại thêm không cùng phe cánh, Hạ Tưởng đến tỉnh Tây lại nhất định muốn khiêu chiến với quyền uy của Bí thư Lôi. Trần Hạo tuy chưa gặp mặt qua với Hạ Tưởng, nhưng lại đã chan chứa thái độ thù địch với Hạ Tưởng rồi. Lãnh đạo, trưởng ban Đông Phương cũng không dễ dàng. Trần Hạo nắm rõ Lôi Chỉ Học vốn dĩ không có thiện cảm với Đông Phương Hiểu, luôn áp chế Đông Phương Hiểu không thể ngẩng đầu trong tỉnh ủy. Gã thuận theo lời nói của Lôi Chỉ Học mà nói. Công tác tuyên truyền của tỉnh Tây vốn dĩ không dễ làm, cô ta là nữ nhi, có thể làm được công việc tuyên truyền cũng coi như là thích hợp, cũng may mà lãnh đạo nắm chắc được đại cục. Lôi Chỉ Học đột nhiên nhớ ra cái gì, giống như hỏi Trần Hạo, hoặc giống như tự lẩm bẩm một mình. Có khi nào Đông Phương Hiểu và Hạ Tưởng đang phối hợp đóng kịch không? Trần Hạo cũng ngây cả người, gã thật không nghĩ đến điều này, Lôi Chỉ Học nhắc qua, giống như gã bừng tỉnh đại ngộ cũng nghĩ thông. Lãnh đạo anh Minh, chưa biết chừng Đông Phương Hiểu cố ý để lộ tin tức Hạ Tưởng đến Tấn Dương, ý là biểu thị mối quan hệ giữa cô ta và Hạ Tưởng rất tốt. Kỳ thực Trần Hạo không dám nói ra một hàm ý khác, Đông Phương Hiểu là cố ý khiến Lôi Chỉ Học khó chịu, khiến Lôi Chỉ Học mất mặt. Hạ Tưởng đều đến Tấn Dương rồi, cũng không biết nói với Lôi Chỉ Học một tiếng, thân là bí thư tỉnh ủy, thật mất mặt. Lôi Chỉ Học có thể đoán ra Trần Hạo muốn nói gì, vẻ mặt lại trùng xuống, không có gì đặc biệt để nói. Chỉ là cầm quyển, sử ký, tựa hồ như chăm chỉ đọc sách. Thời gian Lôi Chỉ Học đọc sách chính là thời gian suy tư, cũng là cách gã thường làm sau khi tức giận, Trần Hạo lại thấy quen rồi, lặng lẽ đi ra ngoài. Một thư ký tốt có thể giúp lãnh đạo bình tĩnh ở thời khắc quan trọng, một thư ký tồi trong thời khắc quan trọng nếu nói vài câu nghe không hay, hoặc có thể thúc đẩy sự tình phát triển theo chiều hướng ngược lại. Lãnh đạo cũng là người, cũng rất dễ dàng chịu ảnh hưởng của người bên mình. Hạ Tưởng am hiểu sâu đạo lý trong đó, do đó, đối với cách đối nhân xử thế của Trần Hạo, hắn đã nắm trong tay tư liệu rồi. Lôi Chỉ Học không thể biết, Đông Phương Hiểu không thể biết, Trần Hạo cũng không thể biết. Hạ Tưởng ở tỉnh ủy tỉnh Tây, đã có nội tuyến. Cho nên tin tức Đông Phương Hiểu báo cái với Lôi Chỉ Học, đặc điểm hành sự và chỗ thiếu hụt tính cách đối nhân xử thế của Đông Phương Hiểu, Hạ Tưởng nắm rõ như lòng bàn tay. Hạ Tưởng không những có nội tuyến trong tỉnh ủy, không những nghiên cứu đối nhân xử thế của Đông Phương Hiểu. Hơn nữa, tư liệu tỉ mỉ của thư ký Trần Hạo của Lôi Chỉ Học, hắn cũng sớm đã nắm rõ. Đối với đối nhân xử thế của Trần Hạo, Đường Thiên Vân tổng kết thật sự rất thích hợp. Có 3 điểm, 1 vô cùng trung thành với Lôi Chỉ Học. 2. Đối nhân xử thế vô cùng khéo léo, làm thư ký số 1 tỉnh ủy, trong sự ngạo mạn cũng có sự đúng mực nhất định. Mọi việc đắn đo cũng vô cùng thích hợp. 3. Lòng ham muốn rất lớn. 2 điểm tổng kết ở trước, hiển thị ra Trần Hạo dường như không chê vào đâu được, nhưng điểm thứ 3, chính là một sơ hở rất rõ ràng. Một người nếu như vừa cẩn thận tỉ mỉ lại mọi chuyện mượt mà, đích thực khiến người ta rất khó công phá. Nhưng nếu như một người dã tâm rất lớn, lòng tham cũng lớn, thì rất dễ dàng bị ngoại cảnh quyến rũ ảnh hưởng đến phán đoán, thậm chí là lập trường. Đông Phương Hiểu kỳ thực thất sách rồi, cô ta thất sách ở chỗ là quá vội cầu thành, cũng là cô ta bị Lôi Chỉ Học áp chế quá lâu quá độc, vội không nhịn được chạy đến Bắc Kinh. Vốn dĩ cho rằng Hạ Tưởng có thể sẽ giống như quan liêu thông thường để cô ta lôi kéo, không nghĩ thái độ của Hạ Tưởng ngoài chặt trong trì hoãn, khiến cô ta hơi cảm thấy thất vọng. Thất vọng rất nhiều, nghĩ ngồi ở giữa xem chừng một khoảng thời gian, rồi mới lại quyết định lập trường cuối cùng, để tránh phải rơi hai cái đầu không có kết cục tốt đẹp. Nếu như khiến Đông Phương Hiểu biết Hạ Tưởng có nội tuyến bên trong tỉnh ủy, đã nghiên cứu vô cùng thấu đáo đối với tính cách và đối nhân xử thế của cô, đồng thời còn có thể bất cứ lúc nào hiểu được hành tung của cô ta nhất định sẽ hối hận về hành động báo cáo với Lôi Chỉ Học. Nếu như khiến cô ta lại tỉnh ngộ, Hạ Tưởng lần này đến tỉnh Tây. Biểu hiện dường như nắm giữ sự việc kinh tế, không thể phân cao thấp với Lôi Chỉ Học. Trên thực tế, Hạ Tưởng muốn điều chỉnh kết cấu kinh tế và chuyển hình kinh tế, kích động đến lợi ích căn bản của Lôi Chỉ Học, nhất định sẽ kéo dài trong cuộc họp đồng thời động chạm mãnh liệt, cô ta càng hối tiếc không kịp. Đông Phương Hiểu chung quy cũng là nữ nhân, tầm nhìn không đủ rộng lớn, lĩnh ngộ cũng không sâu sắc. Đổi lại là Diệp Thiên Nam thì sẽ không xuất hiện hành động dao động. Cũng may. Đông Phương Hiểu kịp thời nhận được điện thoại của Diệp Thiên Nam. Trưởng ban Đông Phương, gặp được Phó Bí Thư Hạ rồi chứ?
Diệp Thiên Nam kỳ vọng cao đối với hành trình ở tỉnh Tây của Hạ Tưởng, không chỉ là gã muốn thấy Hạ Tưởng phá cục thế nào ở tỉnh Tây, thủ tướng càng muốn. Dù sao vẫn còn một năm nhiệm kỳ cuối cùng, hy vọng nhìn thấy thành quả của hai sự việc mới thấy ban đầu. Một là cải cách thể chế chính trị, một là chuyển hình kết cấu kinh tế. Cái trước rơi vào người Trần Hạo Thiên, trọng trách sau, thì do Hạ Tưởng gánh vác. Gặp được rồi. Đông Phương Hiểu bây giờ vẫn chưa nhìn rõ tình hình bước tiếp theo, trong lòng vì thất vọng với Hạ Tưởng mà cảm thấy mất mát. Đối với điện thoại của Diệp Thiên Nam cũng không dậy nổi tinh thần. Chúc mừng chủ nhiệm Diệp thăng cao một bước. Diệp Thiên Nam là nhân vật khôn khéo, vừa nghe giọng điệu lười biếng của Đông Phương Hiểu là lập tức chuyển đề tài, gã biết Đông Phương Hiểu xuất binh ra trận không thành công, trong lòng trầm xuống, vội hỏi. Hội đàm với Phó Bí Thư Hạ, không thuận lợi lắm à? Thuận lợi thì cũng thuận lợi, chỉ là Bí Thư Hạ dường như càng chuyên tâm hơn với sự vụ kinh tế, đối với kiến nghị của tôi, không hứng thú lắm. Lại còn nghe giọng điệu của Phó Bí Thư Hạ, hình như muốn thay đổi hiện trạng tỉnh Tây là tỉnh lớn nhất về tài nguyên năng lượng nhưng lại nghèo nàn lạc hậu nhất. Tôi cho rằng, lý tưởng kinh tế của Phó Bí Thư Hạ quá mạnh mẽ rồi. Diệp Thiên Nam bỗng chốc nhức đầu, thật là người đàn bà ngốc chỉ biết đấu tranh chính trị, ngu ngốc quá. Giọng nói của gã nâng cao mấy phần. Trưởng ban Đông Phương, sao cô không thể thay đổi được nhỉ? Thay đổi là cách nói xúc tích, Diệp Thiên Nam vốn dĩ muốn nói không hiểu sao lại nói không thông. Đông Phương Hiểu liền không vui. Chủ nhiệm Diệp, người đứng bên cạnh xem chưa chắc đã rõ. Thật là đàn bà bụng chuột ruột gà, Diệp Thiên Nam lại chửi thầm Đông Phương Hiểu một câu, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ, vội hỏi. Có phải cô báo cáo với Lôi Trị Học về hành tung của Phó Bí Thư Hạ? Đông Phương Hiểu cũng sửng sốt, Diệp Thiên Nam đoán cũng chuẩn. Cô ta đột nhiên nghĩ thông ra một mắt xích, Diệp Thiên Nam có thể đoán ra, tại sao Hạ Tưởng không thể đoán ra? Trong nháy mắt, cô ta cảm thấy da đầu phát tê lên, dưới sự kích động, đi sai một nước cờ. Đông Phương Hiểu trầm mặc một lúc khiến Diệp Thiên Nam biết rằng điều gã lo trở thành sự thật, thiếu chút nữa gã mắng Đông Phương Hiểu vài câu, còn may nhịn được, vội vàng nói. Trưởng ban Đông Phương, tôi kiến nghị, tốt nhất cô lập tức gặp mặt Phó Bí Thư Hạ, nói rõ tình hình trước mặt Phó Bí Thư Hạ, thừa nhận lỗi lầm, nếu không, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lời của Diệp Thiên Nam không phải là lời nói giật gân, gã nói là sự thật. Nếu như Đông Phương Hiểu không kịp thời sửa chữa sai lầm, không lập tức đứng vững lập trường, tiền đồ của cô ta có khả năng rất u ám. Dưới sự nhắc nhở của Diệp Thiên Nam, Đông Phương Hiểu cuối cùng cũng ý thức được cô đã phạm vào lỗi nghiêm trọng thế nào. Sau khi tỉnh ngộ, quá sợ hãi, đồng thời ăn năn không kịp. Tầm nhìn của Đông Phương Hiểu không xa như tầm nhìn sâu xa của Diệp Thiên Nam, cũng không có trí tuệ chính trị siêu quần như Diệp Thiên Nam. Cô ta trong sự giới hạn tri thức của bản thân, lại có sự tinh tế đặc biệt của nữ nhân và tâm tư vặt vãnh, mới chưa suy nghĩ cặn kẽ, đã đưa ra một lần hành động sai lầm. Đông Phương Hiểu vốn dĩ cho rằng, việc Hạ Tưởng đến trên chính diện sắp sẽ hình thành kiềm chế mạnh mẽ đối với Lôi Trị Học. Đồng thời có thể khiến Lôi Trị Học gia tăng áp lực, dưới tình hình như thế, cô ta chủ động thể hiện tốt với Lôi Trị Học. Lôi Trị Học trong cách dùng người, chắc chắn sẽ tiếp nạp thêm cô ta. Nếu như cô ta lại mượn tình thế Lôi Trị Học tiếp nạp cô ta để làm vốn, có thể có phân lượng trước mặt Hạ Tưởng, càng khiến Hạ Tưởng xem trọng. Hơn nữa Hạ Tưởng mới đến tỉnh Tây, trong tỉnh ủy trừ phái Đỉnh Lôi ra là phái Kỵ Tường, cô ta làm phái Kỵ Tường một lần thì có sao đâu. Lại không nghĩ rằng, Diệp Thiên Nam một câu đánh thức người trong mộng. Trưởng ban Đông Phương, cô vẫn muốn cho rằng Phó Bí Thư Hạ sẽ đánh trận mà không nắm chắc thành công sao. Cũng đừng cho rằng Phó Bí Thư Hạ đến Tấn Dương trước là bởi vì đề nghị của cô phỏng đoán sai tình thế rồi. Hạ Tưởng thành thục hơn so với tưởng tượng của cô, anh ta dám đưa ra biện pháp thay đổi hiện trạng tỉnh Tây, cũng chứng minh anh ta đã làm rất tốt công tác tiền kỳ. Còn một điểm này nữa, Hạ Tưởng thay đổi hiện trạng tỉnh Tây, cái động vào là lợi ích của ai? Là Lôi Trị Học. Sau lưng bất kỳ sự vụ kinh tế nào không có đấu tranh chính trị mà thành công đâu. Sao cô không thông suốt? Diệp Thiên Nam cuối cùng quả thật không nhịn được, chính là một câu châm biếm không nể mặt, may mà gã quen biết nhiều năm với Đông Phương Hiểu, cũng đã rất quen thuộc rồi. Tuy nhiên Đông Phương Hiểu tinh thần đã hoảng loạn, làm gì còn lo để ý tới lời châm biếm của Diệp Thiên Nam nữa. Cô ta mới giao tiếp với Hạ Tưởng, hoặc là năng lực lĩnh ngộ đủ mạnh. Đối với mỗi một câu mỗi một hành động của Hạ Tưởng hàm nghĩa phía sau nhìn thấy rất rõ ràng,
hay là thẳng thắn dứt khoát, giải thích rõ muốn cái gì. Bất luận gì trước mặt Hạ Tưởng cố làm ra vẻ chưa xác định hành động, đều là tự khiến mình mất mặt. Hiểu được lý lẽ, Đông Phương Hiểu dập điện thoại, liền quay số điện thoại của Hạ Tưởng. Muốn hẹn thời gian với lý do về vấn đề bịt kín sự cố an toàn của mỏ than An Đạt, báo cáo công việc với Hạ Tưởng, không ngờ, Hạ Tưởng tắt máy rồi. Đông Phương Hiểu không cam tâm, lại gọi điện cho Đường Thiên Vân, kết quả cũng tắt máy rồi. Vẫn không cam tâm, lại gọi điện đến khách sạn, càng khiến cô ta không ngờ được là, khách sạn trả lời là, khách đã trả phòng rồi. Đông Phương Hiểu bỗng chốc ngồi phịch xuống sofa, sắc mặt trắng bệch. Hạ Tưởng, thực lòng muốn tránh cô ta, muốn hoàn toàn phân rõ ranh giới với cô ta hay sao? Đông Phương Hiểu đánh giá cao phân lượng của bản thân, mấy người Hạ Tưởng tắt máy đồng thời thay đổi khách sạn, vừa không phải là vì tránh cô, lại không phải đưa ra suy xét an toàn toàn diện, mà là xuất hiện một khúc nhạc nho nhỏ Phó Tiên Tiên đến. Đúng vậy, Phó Tiên Tiên không biết từ chỗ nào biết được Hạ Tưởng đột nhiên rời Bắc Kinh trước kế hoạch, lặng lẽ đến Tấn Dương. Cô ta nổi hứng, bay đến Tấn Dương, cô chỉ đến muộn hơn Hạ Tưởng vài tiếng. Đợi sau khi cô ta sắp xếp ổn thỏa, thì đã 10 giờ tối rồi, mới gọi điện thoại báo cho Hạ Tưởng biết. Hạ Tưởng rơi vào đường cùng, đành phải trả phòng, một nhóm người vội đến chỗ mà Phó Tiên Tiên đã sắp xếp, trang viên hạnh hoa ở ngoại ô. Lúc này cây hạnh đã héo tàn, nhưng trong trang viên hạnh hoa, từng khóm cây hạnh, còn có cánh hoa lác đác tô điểm thêm ở phía trên, dưới sự chiếu rọi của ngọn đèn ngũ sắc, rất có phong tình. Cũng không biết một Phó Tiên Tiên không quen thuộc với Tấn Dương, như thế nào có thể tìm được nơi tĩnh tâm thế này, đồng thời là chỗ ở nhã nhặn lịch sự. Hạ Tưởng vào trong trang viên, nhất thời tâm tình rất tốt, đối với hành động quấy rầy không mời mà đến của Phó Tiên Tiên, cũng hồn nhiên không để ý nữa. Cũng vừa hay trả phòng rồi lại thay đổi chỗ ở, khiến Lôi Trị Học không thể phát hiện điểm dừng chân của hắn, cũng gián tiếp cảnh báo cho Đông Phương Hiểu. Lần gặp mặt trước giữa Đông Phương Hiểu với Hạ Tưởng, là lấy lý do công việc dựa vào phát sinh sự cố an toàn sản xuất của mỏ than An Đạt để báo cáo với Hạ Tưởng, mới mở được cánh cửa chính thứ nhất hội đàm với Hạ Tưởng. Mỏ than An Đạt là sản nghiệp của Giang Cương. Phần đông mỏ than tỉnh Tây, sự cố an toàn lớn nhỏ phát sinh rất nhiều. Thật sự gặp được giới truyền thông dù sao cũng là số ít, phần lớn đều bị khống chế, không còn cách nào khác, không thể bởi vì có sự cố an toàn mà đóng cửa mỏ than, nhân dân toàn quốc còn muốn có điện không? Nhân dân phương Bắc còn muốn có hệ thống sưởi không? Chỉ cần sự cố không phải là rất lớn, trên cơ bản có thể che thì che, có thể đậy thì đậy, quả thật che đậy không được thì tính sau. Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Đông Phương Hiểu cho tới nay vẫn luôn làm chùi đít giải quyết tốt các chuyện phiền toái. Quyền lực cũng không nhỏ, mỏ than nào chủ động hay không chuẩn bị đưa hiếu kính với trưởng ban tuyên truyền, nhưng Đông Phương Hiểu cũng có mặt lương tri, có khi sự cố quả thật quá lớn, hoặc là chủ mỏ than nào đó quả thật quá xấu xa, người chết cũng không coi là chuyện lớn, cô ta liền báo cáo, gián tiếp đập tiếng chuông cảnh báo. Nhưng cô trên chịu áp chế của Lôi Trị Học, dưới chịu đựng phó trưởng ban thường vụ ban tuyên giáo Cam Chí Bằng. Sự cố của mỏ than nào nên tuyên truyền hay không? Không do cô ta trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy quyết định, mà do Cam Chí Bằng quyết định. Bất kỳ ai bị phó trưởng ban gác lên cao, ai cũng đều vô cùng bất mãn. Nhưng Đông Phương Hiểu bất mãn cũng không làm gì được Cao Chí Bằng, không chỉ bởi vì Cao Chí Bằng là thân tín mà Lôi Trị Học một tay đề bạt, mà còn nghe nói Cam Chí Bằng còn có họ hàng thân thích với vị lãnh đạo trung ương nào đó. Ngày trước sự cố mỏ than An Đạt không ngừng, sau đó sau khi bị Cục Giám sát tỉnh ủy toàn lệnh cưỡng chế chỉnh đốn, dần dần cải thiện chút ít. Nhưng bởi vì kinh phí đầu tư không lớn, không đủ coi trọng, sự cố vẫn phát sinh. Tuy đều là sự cố nhỏ, đều đã được dàn xếp ngầm, nhưng Đông Phương Hiểu lại luôn nhìn chằm chằm vào mỏ than An Đạt, luôn muốn mỏ than An Đạt cho hấp thụ ánh sáng. Dù cho chỉ là thông báo nội bộ cũng được. Mỏ than An Đạt ỷ vào có người làm chỗ dựa, một chút cũng không coi trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy ra gì, khiến cô ta luôn không thuận mắt với Giang Cương. Nghe nói Giang An ở Bắc Kinh có xích mích với Hạ Tưởng, vừa hay mỏ than An Đạt lại sự cố không lớn cũng không nhỏ, mắt cô ta sáng lên, nhận định cơ hội đến rồi, liền đưa vấn đề sự cố an toàn khai thác mỏ bị áp chế mấy năm của mỏ than An Đạt, lấy nó làm tiếng nói chung, dựa sát vào Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đương nhiên biết rõ sau lưng Đông Phương Hiểu mượn chuyện mỏ than An Đạt, có sắc thái đầu cơ chính trị mãnh liệt ở đây. Từ ngữ khí và lập trường của cô ta mà phân tích, chưa chắc là hành động chính nghĩa, mà là đấu tranh chính trị cần thiết.
cho nên Hạ Tưởng tuy rằng quyết định thật nhanh đến Tấn Dương trước, nhưng trong lòng vẫn đặt dấu chấm hỏi to đùng đối với Đông Phương Hiểu. Nhưng Hạ Tưởng cũng biết rõ, hắn đến tỉnh Tây trước, muốn thay đổi hiện trạng tỉnh Tây, mỏ than An Đạt chính là chướng ngại vật đầu tiên. Hạ Bệ được mỏ than An Đạt, là bước đầu tiên hắn lập uy. Hơn nữa mỏ than An Đạt liên lụy tới nhiều vị quan lớn của tỉnh Tây, Lôi Trị Học bảo vệ mỏ than An Đạt là sự thật không cần hoài nghi. Nhưng Lôi Trị Học có lợi ích trong mỏ than An Đạt hay không, thì không biết mà chỉ biết động vào mỏ than An Đạt, là động vào bát thịt của rất nhiều người, nhất định sẽ dẫn đến bắn trả rất mãnh liệt. Cho nên bắt tay vào từ con đường bình thường, Hạ Tưởng điều tra mỏ than An Đạt hay là đánh vào nội bộ mỏ than An Đạt, khó như lên trời. Không ngờ Đông Phương Hiểu xuất hiện, vì hắn mà cung cấp cho ý nghĩ khác, bắt tay từ thế công tuyên truyền của nước ngoài, từ bên cạnh đánh bọc, đánh cho đối phương trở tay không kịp. Nhưng Đông Phương Hiểu dao động và chỉ biết đấu tranh chính trị, mà không để ý để điểm xuất phát từ nhân dân, khiến hắn rất không vui. Cứ để đó rồi tính sau, dù sao đã kinh động đến Lôi Trị Học rồi. Kinh động đến Lôi Trị Học, chính là đã kinh động vô số người tỉnh ủy tỉnh Tây. Tuy nhiên, Hạ Tưởng không quan trọng, dù sao trong quan trường thái độ thường thấy là, có nhiều việc có thể làm, chỉ cần không bị bắt tại chỗ, không thừa nhận là được rồi. Tâm tu dưỡng và tâm tình này, hắn vẫn còn, có khi dựa chướng không phải bởi vì da mặt dày, mà là bởi vì hiểu ngầm. Sau khi Đường Thiên Vân sắp xếp xong cho Nga Ni Trần và Tiêu Ngũ, gã liền nói với Hạ Tưởng một tiếng rồi đi nghỉ ngơi. Hạ Tưởng lúc này đang ngồi trong sân trang viên Hạnh Hoa vẫn chưa bước vào phòng. Vẫn một mình ở sân nhỏ, rất có tình cảm, không biết mưa xuân rơi lúc nào, làm rơi mấy cảnh hoa, hoa rơi người lẻ loi, ý cảnh mưa nhẹ yến sóng đôi. Ngồi dưới gốc cây hạnh, nhìn theo hướng Đường Thiên Vân dần biến mất sau cửa, Hạ Tưởng nhớ lại cách nói rất có lai lịch liên quan tới Đường Thiên Vân, trong lòng không tránh khỏi thăng trầm. Cho đến ngày hôm nay, hắn vẫn không rõ Đường Thiên Vân rất có lai lịch rốt cuộc dừng chân ở chốn nào. Cũng là Hạ Tưởng theo chính trị tới nay. Với hắn mà nói đó là một lời giải câu đố dài nhất. Tuy nhiên Hạ Tưởng thời gian không nhiều, chủ yếu là thời gian hắn công tác ở lĩnh Nam quá ngắn, lại còn nhiều việc, không có cách phân tâm đi điều tra bối cảnh che giấu sâu vô cùng của Đường Thiên Vân. Nhưng có một điều, hắn tin tưởng Đường Thiên Vân trung thành với hắn là được rồi, vấn đề khác có thể để sau hắn nói. Còn có tình thế tỉnh Tây, cũng càng ngày càng thấy thú vị. Vừa rồi Đường Thiên Vân nhận được tin tức, xác nhận Đông Phương Hiểu lại đến khách sạn một chuyến, Hạ Tưởng cười không thành tiếng. Bây giờ biết sốt ruột rồi, thì để cô ta sốt ruột trước đi, có khi trong lòng sốt ruột lại không ăn được đậu phụ nóng, có khi trong lòng sốt ruột mới có thể sinh trí tuệ. Anh cho rằng đêm động phòng hoa trúc, một người có thể ở ngoài suốt mà không vào, thật chỉ có mình anh. Phó Tiên Tiên bỗng nói vang lên, chỉ nghe tiếng, két, cửa sổ bị người đẩy ra, một người đứng dựa cửa sổ, đôi mi thanh tú dính tí bụi. Vai hơi lộ ra, lác đác hoa hạnh rơi trên đầu cô, trên vai và trước người, bừng tỉnh như mộng. Phó Tiên Tiên mặc áo lụa mỏng tự do bay giống như trong mộng, lại ở dưới ánh đèn mờ chiếu sáng, cả người dường như đắm chìm trong ánh sáng nhạt, đẹp không sao tả xiết, đẹp không nói hết được. Hay cho một Phó Tiên Tiên dựa vào lan can cười mà nhìn. Hạ Tưởng đứng dậy, đem tất cả đấu tranh chính trị và triển vọng ném ra phía sau, lúc này trong mắt hắn. Chỉ có mỹ nhân như ngọc, sắc xuân như rượu. Phó Tiên Tiên bị ánh mắt của Hạ Tưởng dọa một phát, một tiếng. Đóng cửa sổ lại muốn làm đà điểu, nhưng đóng cửa sổ mà không đóng được cửa phòng, Hạ Tưởng cười một tiếng, phá cửa đi vào. Hạ Tưởng tranh thủ lúc rảnh rỗi, tiểu lầu một đêm nghe mưa xuân, nhưng lại có người mất ngủ cả đêm, vì hoan nghênh Hạ Tưởng đến Tấn Dương trước thời hạn, chuẩn bị tỉ mỉ thế cục một trò hay, bắn vang phát súng đầu tiên vào cục diện tỉnh Tây. Hơn nữa người muốn nhằm vào Hạ Tưởng hạ thủ, cũng không phải một người, cũng không phải một thế lực, vừa có lực lượng chính phủ trực diện, lại có tay xã hội đen phạm pháp ở sau lưng. Cùng lúc đó, Nga Ni Trần và Tiêu Ngũ cũng không bình yên nhập thủ, hai người tụ tập một chỗ, nhằm vào nhân tố bất an có khả năng gặp phải, cố gắng bố trí lực lượng phản kích. Đêm ở Bắc Kinh đương nhiên náo nhiệt hơn nhiều so với Tấn Dương, nhất là một số tụ điểm xa hoa, vào thời điểm sắp sang xuân, người đến người đi. Rất náo nhiệt. Những nhóm trai lẫn gái, đều vang lên tiếng cười hoan hô, hoặc là tươi cười rạng rỡ, tóm lại đều là sung sướng kiểu sáng nay có rượu sáng nay say, mặc kệ ngày mai có việc, ngày mai ưu sầu. Có khi ngẫm lại, chè chén say sưa hoặc là một đêm hết mình,
có phải cũng là một kiểu được chăng hay chớ hay không? Người khác sung sướng là người khác sung sướng không phải là bệnh cảm, không thể lây được, đặt mình bên trong đám người náo nhiệt ngất trời, Quý Như Lan không cảm nhận được một chút vui vẻ nào. Chẳng những không vui vẻ, còn quá là buồn phiền. Ở đâu cũng thấy buồn phiền. Đi cùng Quý Như Lan là Vệ Tân và Tống Nhất Phàm. Kỳ thật với tính tình của Vệ Tân sẽ không đến mấy nơi như là quán rượu hay tụ điểm ăn chơi, Vệ Tân có thể tĩnh tâm mà ở trong nhà, hoặc đọc sách, hoặc nấu cơm, dù chỉ là ngồi ngẩn ra, cô cũng có thể ngồi được. Tống Nhất Phàm cũng vậy, đừng thấy Tống Nhất Phàm hoạt bát hiếu động, kỳ thật cô cũng có một mặt dịu dàng ít nói, lúc nhàn rỗi không có việc gì để làm cô thích nhất là đọc sách. Kỳ thật Hạ Tưởng vô cùng phù hợp với tính tình trong tưởng tượng về cuộc sống tương lai của Tống Nhất Phàm. Ở trong một thư viện cổ kính, Tống Nhất Phàm mặc một bộ váy dài toàn thân cao quý, đeo một cặp kính mắt nho nhã, im lặng như một cô thiếu nữ, trong ánh nắng chiều tà, lặng lặng đọc sách, thời gian dường như ngừng lại trên người cô. Hôm nay, Tống Nhất Phàm và Vệ Tân cùng đưa Quý Như Lan đi chung chiều hội với một thái độ khác thường, không phải chủ ý của Tống Nhất Phàm hay là Vệ Tân, mà là đề nghị của Quý Như Lan. Ở xa tới là khách, nếu Quý Như Lan đột nhiên đề xuất muốn đi giải sầu, còn nói muốn đi mấy chỗ xa hoa, Tống Nhất Phàm liền nghĩ tới chung chiều hội là nơi ăn chơi cao cấp nhất kiểu Trung Quốc tại Bắc Kinh. Tống Nhất Phàm có lúc bị người ta cho là một cô bé mơ màng, kỳ thật cô rất thông minh sắc sảo, rất nhiều chuyện trong lòng biết rõ ràng, chẳng qua không nói rõ ra. Quý Như Lan buồn phiền, đôi mày thanh tú không muốn nhấc lên, không phải khốn khổ vì tình thì là vì gì? Vì ai mà khốn khổ, đương nhiên là Hạ Tưởng. Tống Nhất Phàm từ nhỏ đã coi Hạ Tưởng như anh ruột vậy, cũng thật quái lạ, cô vừa ỉ lại vào Hạ Tưởng lại cũng vô cùng thích, lại cũng không ganh ghét những người phụ nữ thích Hạ Tưởng, ngược lại, còn cảm thấy vô cùng thân thiết. Khi Hạ Tưởng ủy thác cô chăm sóc thật tốt cho cuộc sống của Quý Như Lan ở Bắc Kinh, cô liền đồng ý ngay, vui vẻ mà không hiểu vì sao lại vậy. Vừa liếc mắt nhìn thấy Quý Như Lan lần đầu tiên, cô liền thích Quý Như Lan ngay. Con gái miền Nam đặc biệt có khí chất dịu dàng quyến rũ. Nhất là dáng người của Quý Như Lan từng luyện yoga, không người nào có thể sánh bằng. Hơn nữa dưới ảnh hưởng của giường hoa quanh năm, cô luôn có một mùi hương như hoa lan khiến cho Tống Nhất Phàm mới quen đã thân thiết. Tống Nhất Phàm cũng là một phụ nữ giống hoa lan vậy, tính nết của cô và Quý Như Lan hợp nhau, cũng hợp với tự nhiên. Vệ Tân cũng rất thích khí chất của Quý Như Lan, cũng biết rõ ân oán rằng có giữa cô và Hạ Tưởng, cũng từng nghe kể về hành động dũng cảm xả thân vì Hạ Tưởng của Quý Như Lan. Thấy Quý Như Lan giàu dĩ không vui, cũng rất đau lòng. Vệ Tân lương thiện nên cô đối với Quý Như Lan đừng nói là ghen ghét hoặc thù hận, ngay cả một chút ý niệm ghen tị trong đầu cũng không có. Cô thầm nghĩ để cho Quý Như Lan có thể vui vẻ trở lại ở Bắc Kinh, hết thảy mọi việc đều tùy theo tính tình Quý Như Lan. Ba người phụ nữ, Quý Như Lan dịu dàng quyến rũ như khói, buồn bã như rượu, Tống Nhất Phàm đơn thuần như một bài hát, hiền thục như hoa lan, Vệ Tân dịu dàng như nước mềm mại như liễu. Ba người vừa xuất hiện, liền thu hút ánh mắt của vô số người. Đàn ông theo đuổi phụ nữ, đó chính là thiên tính rồi, nhất là đồng thời gặt hái được ba đóa hoa vàng, không ít đàn ông lại dục dịch không kìm chế được tâm lý săn người đẹp. Không ngờ, sau khi bọn họ thấy rõ phía sau ba vị mỹ nữ có vài người nữ vệ sĩ lạnh lùng diễm lệ nhưng nhìn không chớp mắt, thì tâm tư muốn tiến lên chào hỏi đều lập tức bị dập tắt. Nếu như ba vị mỹ nữ như hoa như ngọc ra ngoài, phía sau là vệ sĩ nam, có thể đoán được là thiên kim tiểu thư nhà giàu. Nhưng nếu phía sau lại chính là nữ vệ sĩ thì nên tránh xa càng sớm càng tốt, phụ nữ có vệ sĩ nữ, nếu không phải xuất thân từ gia đình dòng dõi thì cũng là gia đình quyền quý. Đi vào một căn phòng yên lặng, sau khi ngồi xuống, Quý Như Lan mới miễn cưỡng cười. Ăn gì nhé? Hành động cười miễn cưỡng của Quý Như Lan lọt vào trong mắt của Vệ Tân khiến cô đau lòng từng cơn, Vệ Tân than nhẹ một tiếng. Ăn đại thứ gì cũng được. Tùy khẩu vị của cô, do dự một chút, cô lại nói một cách khó khăn. Như Lan, cô cần gì phải tự làm mình khó xử? Người ở Bắc Kinh, lòng lại đang ở nơi khác, vì sao không tìm thẳng đến anh ấy, nói cho rõ ràng. Quý Như Lan sao có thể không biết quan hệ giữa Vệ Tân và Hạ Tưởng, con mắt tinh tường như đuốc của cô cũng nhìn ra Tống Nhất Phàm yêu say đắm và sùng bái Hạ Tưởng, càng có thể nhìn ra con người trong trắng của Tống Nhất Phàm. Trong lòng cảm giác đối với Hạ Tưởng lại phức tạp thêm vài phần. Có thể kết bạn với Vệ Tân và Tống Nhất Phàm là duyên số lớn của cô.